Sa Vưu cũng phát hiện điểm ấy, quát. Tiểu Lý Tử, thằng nhãi này chết đã đến nơi còn ngưu bức, xuất tuyệt chiêu tống hắn quy thiên đi. Kiếm thế trong tay Lý Vân Tiêu trầm xuống, trực tiếp thuấn di tới phía sau Thiên Tư, trong mắt một mảnh hàn ý nói. Đi tìm chết đi. Thanh Liên kiếm ca. Tổng cộng 7 đóa liên hoa bạch sắc, từng cái ở trên thân kiếm nở rộ, phát sinh quang mang cực nóng, đem khí thế của Thiên Tư hoàn toàn áp chế xuống dưới. Sa Vưu cũng múa song kiếm, hai loại kiếm ý bất đồng một tả một hữu, dắt tới khí thế vô tận, cùng Long Vực điệp chung vào một chỗ, trong mơ hồ hóa thành một kiếm, muốn chém thiên diệt địa. Thiên Tư rốt cục biến sắc, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, lam quang thoáng cái tăng đến mức tận cùng, cả người ở dưới một loại quang mang lam nhạt, chiến qua cũng không ngừng tăng lên quang mang. Ở trong lúc chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên thần sắc Thiên Tư khẽ động, khóe miệng vung lên một nụ cười. Ánh sáng màu lam cùng chiến qua thoáng cái ổn định, cũng không có để thăng lên nữa, tựa hồ thu liễm lực lượng. Ngay sau lưng của hắn, ánh đỏ khuếch tán, như hồng nguyệt sơ thăng, quang huy màu đỏ bay ra, chiếu khắp bầu trời như huyết. Một vòng hồng nguyệt hiện lên ở sau lưng Thiên Tư, phảng phất như thần thông dị tượng. Tổ linh quy khư. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, thân thể đột nhiên cự chiến, càng thêm hoảng sợ nhìn trên quy khư, có một đạo thân ảnh màu vàng nhạt. Hắn không thể tin được rụi rụi con mắt, đồng tử ở trong mắt không ngừng phóng đại, lộ ra vẻ kinh hãi cùng dại ra. Sa Vưu cũng thả chậm kiếm thế trong tay, cả kinh nói. Minh Nguyệt. Trên quy khư huyết ảnh, một thân ảnh duyên dáng yêu kiều, mặc quần áo hoàng sắc, yên la lụa mỏng, khuôn mặt không thay đổi nhìn hai người. Nàng đưa tay hóa chảo, tuế nguyệt như ca hiện lên ở lòng bàn tay, phía trên lóe ra hồng mang, quỷ dị giống như nguyệt đồng, quét ngang qua trường không. Huyết sắc như tà dương, đẩy ra kiếm thế của Sa Vưu. Ở mi tâm của Minh Nguyệt, hiện ra một đồ án đôi mắt, xích hồng như huyết. Huyết mâu chậm rãi mở ra, phảng phất như vừa nhìn, vạn vật điêu linh, thiên địa quy khư. 7 đóa liên hoa trên thân kiếm Lý Vân Tiêu cũng dần dần ảm đạm, hóa thành vô số cánh hoa bay lượn, khắp bầu trời đều là. Vô luận là Lý Vân Tiêu hay Sa Vưu, đều cảm thụ được một lực áp chế cực mạnh, càng không dám nhìn mắt kia. Thiên Tư nhếch miệng lên, chiến qua thu nhập trong cơ thể, khẽ cười nói. Làm sao, thật bất ngờ a. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Minh Nguyệt, ngươi. Quy khư chi nhãn ở mi tâm Minh Nguyệt chậm rãi khép lại, lúc này mới lên tiếng nói. Lý Vân Tiêu, các ngươi đi thôi. Đi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nổ bắn ra hàn ý, cả giận nói. Ngươi kêu ta đi, ngươi có phải điên hay không? Người này cũng không phải Mộ Dung Trúc, mà là Thiên Tư, hung thủ giết chết Mộ Dung Trúc, giết chết Khương Sở Nhiên a. Minh Nguyệt mặt không thay đổi nói. Ta biết. Ngươi biết. Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi đã biết, nên cùng ta đem người này đánh chết a. Minh Nguyệt nói. Ta trước cũng giống như ngươi, nhưng bây giờ đã không suy nghĩ như vậy. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Vì sao? Minh Nguyệt giơ mi mắt lên nhìn hắn, đôi mắt sáng như nước dần dần nổi lên rung động, như biển máu bốc lên. Hai con người cũng không ngừng bày biện ra nhiều màu biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành hai con người huyết sắc, như ánh trăng trên bầu trời hồng nguyệt thành. Bởi vì người sẽ thay đổi. Chi? Lý Vân Tiêu hít một ngụm lãnh khí, một loại cảm giác xấu xông lên đầu, sợ hãi nói. Ngươi bị nguyệt đồng bám vào người. Ha ha ha. Thiên Tư cười như điên nói. Nàng không phải là bị nguyệt đồng phụ thể, trên đời này chỉ còn lại có một nguyệt đồng, kia chính là nguyệt đồng của ngươi. Minh Nguyệt là cùng tổ linh quy khư đại nhân hợp hai làm một a. Ha ha ha. Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu không có cười, mà là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Minh Nguyệt hiển nhiên là bị quy khư ảnh hưởng tâm trí. Hợp hai làm một sao? Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ta chung quy là Minh Nguyệt. Hay là bị ảnh hưởng, nhưng cái này đã không trọng yếu. Không trọng yếu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Lúc này trong mắt ngươi, cái gì mới trọng yếu? Minh Nguyệt nói. Trọng yếu là để cho Nguyệt đồng bộ tộc truyền thừa tiếp. Sa Vưu hừ lạnh nói. Quả nhiên là bị quy khư khống chế. Minh Nguyệt nói. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, quy khư đại nhân xác thực ở trong cơ thể ta, ta tự nhiên có trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện của hắn. Lý Vân Tiêu biết nhiều lời vô ích, tuy rằng Minh Nguyệt đã bị quy khư ảnh hưởng, nhưng đại thể còn bình thường,
để cho hắn cũng yên tâm không ít nói. Ngươi nói Nguyệt Đồng bộ tộc truyền thừa tiếp là ý gì? Vừa nãy Thiên Tư nói trên đời này chỉ còn lại có một con duy nhất trong mắt ta, không phải là các ngươi muốn cướp đi chứ? Minh Nguyệt nói, tự nhiên không phải, nhưng chúng ta cần lực lượng của nó, có lẽ nói cần lực lượng của ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, biết lần này giết Thiên Tư là vô vọng. Trên người Minh Nguyệt tiết lộ ra khí tức quỷ dị, lực lượng mạnh tuyệt không dưới Thiên Tư. Các ngươi muốn ta làm gì, nói thẳng đi. Hắn dứt khoát hỏi. Minh Nguyệt nói, tuy rằng nhục thân của ngươi mở ra thất môn, nhưng tu vi còn ở võ đạo điên phong, chờ cảnh giới của ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh, ta sẽ tới tìm ngươi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, nói, ý của ngươi là muốn đi. Dung nhan của Minh Nguyệt ở dưới huyết nguyệt, có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Ta lý giải nội tâm của ngươi, nhưng mặc dù là hai người các ngươi liên thủ, cũng không có khả năng chiến thắng chúng ta. Lần này đến đây chỉ là vì thử lực lượng của ngươi mà thôi, chỉ cần thực lực của ngươi càng đi về phía trước một bước, chúng ta nắm chặt sẽ lớn hơn nữa. Hắc hắc, muốn giết ta báo thù sao, vậy đem lửa giận vô biên chuyển hóa thành lực lượng đi, ha ha ha. Thiên Tư cười như điên, khinh miệt nói. Mặc dù chỉ là một mình ta, hai người các ngươi cũng không đánh lại. Hắn hai tay chắp sau lưng, khóe miệng mang theo thần sắc trào phúng nhìn hai người. Tựa hồ trong trận chiến vừa rồi vẫn chưa thi triển ra toàn lực. Tiến thêm một bước sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tiến thêm một bước mà nói, ta cứu ngươi ra ngoài nắm chặt cũng càng lớn hơn. Tốt, đợi ta bước vào siêu phàm nhập thánh, ngươi tới tìm ta. Hai tay hắn nắm lại, ma văn cùng kim quang trên người không ngừng chớp động, tâm tình vô pháp bình tĩnh. Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta rất chờ mong. Hồng Nguyệt chi ảnh khắp bầu trời dần dần thu nhập trong cơ thể nàng, nàng dương mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, liền cùng Thiên Tư xoay người rời đi. Hai người ở trên trời cao càng chạy càng xa, rất nhanh liền tiêu thất ở trước mắt Lý Vân Tiêu. Lực lượng kinh khủng ở trên bầu trời không ngừng tán đi, chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu, có vẻ cô đơn mà tịch liêu. Người nghĩ lực lượng của Quy Khư làm sao? Sau một lúc lâu, đột nhiên Lý Vân Tiêu hỏi. Nếu để cho Linh Mục Địch đại nhân hỗ trợ, chúng ta có mấy phần nắm chặt có khả năng lưu hai người bọn hắn lại. Sa Vưu trầm ngâm một trận nói. Minh Nguyệt bị Quy Khư phụ thể, mạnh phi thường, chỉ ít còn trên Thiên Tư, hơn phân nửa đã bước vào đăng phong tạo cực. Mặc dù để cho mọi người cùng nhau xuất thủ, cũng không có khả năng lưu nàng lại, thậm chí Thiên Tư cũng không giữ được. Lý Vân Tiêu rầu rĩ nói. Không giết Thiên Tư, cứu Khả Nguyệt càng khó. Sa Vưu nói, ta thấy dáng dấp của Minh Nguyệt, tựa hồ cũng không phải là Quy Khư phụ thể, linh trí bản thân nàng không mất, chỉ là bị ảnh hưởng tâm tính, sửa lại tính tình mà thôi. Hay là, nàng không muốn được ngươi cứu? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, có đúng không, ta sẽ lưu ý cho nàng một lựa chọn. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra hàn ý, mở cánh tay, thân thể ngã xuống phía trước, tùy ý cho trọng lực kéo bản thân rơi vào đại địa vô biên. Sa Vưu cau mày, than nhẹ một tiếng liền đuổi theo. Kịch đấu trên bầu trời cổ võ đế quốc từ lâu khiếp sợ vua và dân, ngoại trừ người thường tưởng là thiên địa dị tượng ra, võ giả thực lực cường đại đều biết có cao thủ đang chiến đấu kịch liệt. Nhưng không một người dám lên điều tra, thần thức ở cách mấy ngàn trượng đã bị lực lượng thôn phệ không còn, hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Dị tượng như thế, là người mới vừa rồi chế tạo ra sao? Cửu hoàng tử Bách Vô Trần hoảng sợ nhìn trời cao. Sau khi bọn họ rời Tửu Lâu ra đây không lâu, liền cảm nhận được thiên địa rung động, bị khí tức kinh khủng áp chế không dám nhúc nhích. Ngay cả hai gã lục tinh vũ đế cường giả cũng không thể thấy cảnh tượng trên không trung, chỉ có ba động kinh khủng truyền xuống, khiến người sợ hãi. Một người cả kinh nói. Sau khi người nọ rời khỏi đây không lâu, liền xuất hiện kịch đấu kinh khủng như vậy, hơn nữa thực lực của hắn là cửu tinh đỉnh. Xem ra hơn phân nửa là hắn. Tên còn lại lo lắng nói. Người này nhận thức như Vân Phò Mã, cũng không biết là họa hay phúc, nếu hắn là cửu gia mà nói. Tất cả mọi người nhìn không được sợ run, phải biết quân như Vân cùng bọn họ là trên một trận tuyến, nếu có cửu gia kinh khủng như vậy, vậy bọn họ cũng sẽ nguy hiểm. Trên trán của Bách Vô Trần cũng toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến thủ hạ cư nhiên đắc tội tồn tại kinh khủng như vậy, bản thân lại còn sống, thật là một kỳ tích. Lại một người nói,
bất kể như thế nào, trước đi phủ phò mã hỏi đến tột cùng. Bách Vô Trần nói, phải, mau đi phủ phò mã. Trong lòng hắn đã quyết định, nếu Quân Như Vân cùng người này là cừu gia mà nói, vậy mình là người thứ nhất cùng Quân Như Vân phân rõ quan hệ. Lý Vân Tiêu trực tiếp theo đuôi ở phía sau đám người kia, gương mặt trầm tư, tựa hồ còn chưa trong chuyện tình của Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Rất nhanh, một đám người đi tới trước một tòa phủ đệ, sau khi nói rõ thân phận liền trực tiếp tiến nhập. Lý Vân Tiêu xuất hiện ở ngoài cửa phủ đệ, nhìn thoáng qua bảng hiệu, Thủy Nguyệt Như Vân, chính là không bàn mà hợp ý Bách Tiểu Nguyệt cùng Quân Như Vân. Hai gã hộ vệ trước cửa trực tiếp tiến lên, cầm kiếm ngăn cản, quát. Người nào, dám ở đây dương oai lung tung, còn không mau mau rời đi. Lý Vân Tiêu đang định phản ứng, đột nhiên trong lòng khẽ động, một giọng nói từ trong giới thần bia truyền đến, Hắc Thanh nói. Quân Như Vân sao sư tôn, để cho ta đi cho. Sau đó là một trận quyền cốt đùng nổ vang, trong mắt Hách Liên Thiếu Hoàng hiện ra một mảnh lãnh mang cùng chiến ý. Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên cũng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói. Hắn là thiên phú cao nhất trong mấy sư huynh đệ chúng ta, sư phụ tiêu thất nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn có động tác, ta cũng rất muốn đánh hắn một trận. Hai người từ trong giới thần bia đi ra, lóe lên liền tiêu thất ở trước cửa phủ đệ. Hai gã hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có vật gì hiện lên, dụi dụi con mắt, rồi mới hướng Lý Vân Tiêu quát. Còn chưa cút, muốn tìm chết sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, xoay người liền đi, bước ra một bước, thân ảnh trở thành nhạt, trực tiếp hóa thành trong suốt, cho đến hư vô, tiêu thất ở trước mắt hai gã hộ vệ. A, hai gã hộ vệ lại càng hoảng sợ, đều là mắt choáng váng, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Trong phủ đệ Thủy Nguyệt Như Vân, hai đạo quang mang thoáng cái hóa ra hai thân ảnh, Hách Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói. Mạc Tiểu Xuyên ngươi mau tránh ra, để cho ta tới thu thập hắn. Hai người hướng một phủ đệ lớn nhất chạy đi, Mạc Tiểu Xuyên ở trên không trung lóe lên, liền biến mất, chỉ còn lại có Hách Liên Thiếu Hoàng xuất hiện ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Dưới phủ đệ, trong đại sảnh, cửu hoàng tử Bách Vô Trần lòng nóng như lửa đốt ngồi ở vị trí đầu, một bạch y nữ tử ở trong vòng vây của nha hoàn đi đến. Nữ tử xinh đẹp nho nhã, có một loại khinh linh chi khí, nói. Cửu hoàng huynh nôn nóng như vậy, chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Bách Vô Trần vừa thấy nàng, bật thốt lên liền hỏi. Quân Như Vân đâu? Nàng kia chính là Bách Tiểu Nguyệt, mi cau lại nói. Cửu hoàng huynh cũng không phải không biết, phu quân đã bế quan nhiều ngày. Ai? Bách Vô Trần kêu lên. Nhanh gọi hắn ra đi, bất kể là bế quan gì, đại sự không ổn. Bách Tiểu Nguyệt cả kinh nói. Chớ không phải là bên Tam Hoàng huynh kia có động tác gì chứ? Ta vẫn luôn phái người chú ý, tựa hồ không có khác thường. Bách Vô Trần nói. Vừa rồi dị tượng trên bầu trời, tiểu muội có cảm giác không? Bách Tiểu Nguyệt sợ hãi cả kinh nói. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có cảm giác, chắc là tuyệt thế cường giả ở trên bầu trời cổ võ đế quốc vũ đấu, chẳng lẽ việc này cùng chúng ta có quan hệ? Vẻ mặt Bách Vô Trần lo nghĩ không thể tả, thậm chí là tâm thần hốt hoảng, đem việc trong tử lâu tường tận nói một lần. Nghe mà Bách Tiểu Nguyệt cũng kinh sợ ngây dại, sau một lúc mới hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt trắng bệch nói. Cửu hoàng huynh ý tứ là, có một gã cửu tinh vũ đế cường giả muốn tìm phu quân phiền phức. Bách Vô Trần nói, ta xem bộ dáng hắn, hơn phân nửa là như thế. Lần này Như Vân phò mã bế quan ra sao, có thể tiếp được hay không? Bách Tiểu Nguyệt lắc đầu nói, lần này bế quan đối với phu quân mà nói quan hệ trọng đại, hắn cũng không có tiết lộ cho ta quá nhiều chuyện, chỉ là tu vi có khả năng tăng nhanh, nhưng dù vậy, chống lại cửu tinh vũ đế. Hiển nhiên là không có bất kỳ lòng tin. Bách Vô Trần vội la lên. Ai, cái này nên làm thế nào cho phải? Xước lấy đại địch như vậy, sợ là thiên nhạc phủ cũng chưa chắc sẽ quản. Đắc tội cửu tinh vũ đế, hậu quả có thể lớn hơn đắc tội một vị hoàng tử, mặc dù vị hoàng tử này vô cùng có khả năng kế vị. Bách Tiểu Nguyệt do dự nói. Ở trong ấn tượng của ta, phu quân chẳng bao giờ đắc tội qua cao thủ như thế, trong đó có thể có sai lầm hay không? Bách Vô Trần than thở. Chỉ hy vọng là hiểu lầm, ta cũng cảm thấy mơ hồ, nếu đắc tội nhân vật như vậy, sớm đã đem đế quốc quấy bấp bênh. Bách Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói. Cửu hoàng huynh không cần suy nghĩ nhiều, binh tới tướng đỡ,
nếu đỡ không được vậy cũng không có biện pháp, chỉ phải nhận mệnh. Dù sao ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là con kiến hôi. Hắc, lão bà của Quân Như Vân thật ra rất có giác ngộ, đã như vậy, nhanh gọi hắn ra đây chịu chết đi. Âm thanh của Hách Liên Thiếu Hoàng từ bên ngoài sảnh truyền đến, sau đó một tiếng vang dội, một cây bạch ngọc trụ bị nổ nát, một đoạn lớn mấy trượng bay vào trong phòng, ầm ầm một tiếng sáp vào vùng đất, chấn lên vô số mảnh vụn. Võ giả bên trong đều kinh hãi, vội vàng hộ vệ cửu hoàng tử cùng Bách Tiểu Nguyệt ở sau người. Hai gã lục tinh vũ đế sắc mặt trắng bệch, kinh sợ quát. Là ai? Bọn họ có thể xác định người tới không phải là Lý Vân Tiêu, nhưng cổ khí thế kia cũng trên xa bọn hắn. Một cổ kình phong từ xa tiến đến, chẳng biết lúc nào, trên ngọc thạch trụ đứng một người, hai tay ôm ngực, khóe miệng cười nhạt. Các hạ là người nào? Bách Tiểu Nguyệt có chút kinh hoàng hỏi. Cùng phu quân ta có ân oán gì? Hừ, ta là ai, có ân oán gì? Sau khi Quân Như Vân ra ngoài tự nhiên liền hiểu, mau gọi hắn ra tìm cái chết. Hách Liên Thiếu Hoàng quát lạnh, quyền cốt không ngừng nổ vang, chiến ý trên người trực tiếp hóa thành hỏa diễm đốt lên. Cổ khí tức kia tản ra, nhất thời cả kinh tất cả võ giả, liên tiếp lui về phía sau, không dám tiến lên. Trong lòng Bách Vô Trần phát khổ, người trước là thân hay thù còn chưa biết, mà người trước mắt này hiển nhiên là tới tìm thù, lúc nào Quân Như Vân đắc tội nhiều cường giả như vậy, sớm biết sẽ không cùng hắn đi một khối. Còn tưởng rằng mượn hơi Quân Như Vân là tìm đại thụ, hiện tại mới phát hiện là chiêu tới một tử thần A. Bách Tiểu Nguyệt cũng kinh khủng không ngớt, rung giọng nói. Phu quân đang bế quan, mặc dù các hạ là tới tìm thù, cũng phải chờ phu quân ta xuất quan công bình đánh một trận, mới là đại trưởng phu nên làm. Hiện tại khi dễ chúng ta những thứ nhỏ yếu này, tính là bản lãnh gì? Bế quan. Hách Liên Thiếu Hoàng nhướng mày, nếu là làm những chuyện khác, hắn bất chấp tất cả cũng sẽ đi tới đánh một trận, nhưng bế quan mà nói có nhẹ có nặng, nếu mạnh mẽ cắt đứt, trực tiếp ảnh hưởng hắn tấn cấp thì phiền toái. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, hắn cũng chỉ là muốn báo ức hiếp chi thù năm đó, cũng không phải thật muốn tìm phiền toái cho đối phương. Cái này ngược lại làm khó hắn, không hài lòng nói. Sớm không bế quan trễ không bế quan, hết lần này tới lần khác lúc này bế quan, không phải là mượn cớ chứ. Bách Tiểu Nguyệt vội nói. Không phải mượn cớ, phu quân thật là đang bế quan. Hách Liên Thiếu Hoàng chiến ý ngập trời không có chỗ phát tiết, tức giận nói. Đã như vậy, ta trước hủy phủ đệ của hắn, lấy một điểm lợi tức. Tất cả mọi người giật mình, hủy phủ đệ, đây coi là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy thân ảnh Hách Liên Thiếu Hoàng lóe lên, một quyền liền đánh vào vùng đất, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn thấu xuống dưới, thâm nhập địa mạch. Ầm ầm, vô số tầng nham thạch lật lên, hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Đại sảnh trong nháy mắt sụp xuống. Mọi người vội vàng bay lên, nhảy lên thiên không, mắt thấy toàn bộ Thủy Nguyệt Như Vân phủ bị quyền kình san thành bình địa. Ha ha, thống khoái. Khi dễ ta nhiều năm như vậy, trước hủy nhà của ngươi làm lợi tức, chờ ngươi bế quan ra lại đánh chết ngươi. Hách Liên Thiếu Hoàng cười ha ha, hình dạng vui sướng. Tất cả mọi người nghe mà mục trừng khẩu ngốc, có chút như lọt vào trong sương mù. Tuy rằng hủy nhà người là sự tình ác liệt chí cực, nhưng đối với những cường giả bọn hắn mà nói căn bản không phải là một chuyện, không rõ người này tại sao lại cười hài lòng như vậy. Hơn nữa nghe hắn nói như vậy, tựa hồ đã từng bị Quân Như Vân khi dễ rất thảm, Bách Tiểu Nguyệt cũng cau mày, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Đột nhiên sát khí lạnh như băng từ bốn phương tám hướng mà đến, lăng liệt đến xương, như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người nhìn không được dùng mình một cái. Tiếng cười của Hách Liên Thiếu Hoàng cũng ngừng lại, ngưng trọng vạn phần, kinh khí cường đại ở quanh thân hiện lên, chống cự sát khí kia. Ô, ta tưởng là ai, nguyên lai là tên ngu xuẩn ngươi. Một thanh âm khinh miệt chẳng đáng truyền đến, dương dương tự đắc, còn có mấy phần kinh nghi nói. Chỉ bằng ngươi cái ngu xuẩn này, vậy mà có khả năng tu luyện tới bát tinh vũ đế. Có phải ngươi gặp may mắn, ăn tuyệt thế thần dược gì hay không? Hách Liên Thiếu Hoàng cả giận nói. Quân Như Vân, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay liền cho ngươi biết một chút về quả đấm của ta, đem khuất nhục năm ấy đều phiến ở trên mặt ngươi. Thiết, lời này ta nghe được nhiều lắm, lỗ tai cũng từ lâu đóng màng. Ngươi đã tìm tới nơi này, vậy ta đây làm sư huynh, há có thể chậm trễ, sẽ cho ngươi một khóa học.
cổ khí tức lạnh lùng kia không ngừng ở trên không trung ngưng tụ, phảng phất như thực chất, hóa thành một thanh kiếm vô hình, lăng không liền chém xuống. Tất cả mọi người là một trận không nói gì, hai người này nguyên lai là sư huynh đệ. Hơn nữa đám người Bách Vô Trần đều là tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được thân phận người tới, không khỏi âm thầm giật mình. Hách Liên Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia, cười nhạo nói. Loại tạp kỹ của tiểu hài tử này, lấy ra không ngại mất mặt sao? Hắn hét lớn một tiếng, hai tay ở hai bên bỗng nhiên nắm chặt, một cổ khí tức cuồng bạo cương mãnh từ trong miệng phun ra, bằng vào âm ba lực liền chấn vỡ kiếm phong. Không tệ, quả nhiên có chút tiến bộ, xem ra năm đó nhãn quang của sư phó rất đặc biệt, có thể dự kiến ngốc tử như ngươi cũng có ngày nổi danh. Một đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau Hách Liên Thiếu Hoàng, mắt sao mày kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quần áo bạch y. Hắc, miệng chó không mọc ra ngà voi a, ngay cả bỉ nhân như ngươi cũng có thể làm phò mã, huống chi là ta. Hách Liên Thiếu Hoàng cảm thụ được Quân Như Vân ở sau người, máu trong cơ thể trong nháy mắt dâng trào, song đồng chợt co rút, liền tiến vào trạng thái vô ngã, người như sắt quyền. Khí kình bốn phía thân thể hắn giống như lôi đình cuồn cuộn. Trong mắt Quân Như Vân lóe lên kinh sắc, hắn cũng đã nhận ra chiến ý cùng quyền ý thế giới của Hách Liên Thiếu Hoàng, không khỏi cảnh giác, hai ngón tay lập tức khép lại, hóa ra kiếm ý. Ha ha, để cho ta nhìn ngươi đem kiếm quyết của sư phó học được mấy thành. Khóe miệng của Hách Liên Thiếu Hoàng cười nhạt, giơ tay lên là một chiêu kim cương quyền đánh tới, quyền ý thế giới kinh khủng kia hầu như đem bốn phía nghiền nát. Trong lòng Quân Như Vân hoảng hốt, dưới chân điểm một cái liền thối lui mấy bước, muốn thi triển thân pháp tránh thoát quyền kia, lại phát hiện căn bản là phí công, cửu thiên thập địa đều bị một quyền kia bao trùm, căn bản tránh không được. Quả đấm hóa chảo, trường kiếm vào tay, trên thân kiếm có vô số hoa văn xưa cũ, vung lên một đạo kiếm thế, phá tan thiên địa. Kiếm quyết, chảm yêu. Thế kiếm kia ở trong một cổ hạo nhiên chính khí, kiếm cương cường đại chém ra quyền ý. Hách Liên Thiếu Hoàng cả kinh, quyền bám một mảnh thanh mang, mạnh mẽ đánh vào kiếm cương, chỉ cảm thấy quyền cốt đau đớn, kiếm lực cuồn cuộn không ngừng, chấn đến hắn không ngừng lui về phía sau. Quân Như Vân nhất chiêu đắc thủ, hừ lạnh một tiếng lần thứ hai lấn người mà lên, hừ lạnh nói. Người cái ngu xuẩn này, có thể tiếp được ta một kiếm, đã là kỳ tích. Vô số kiếm phủ ở quanh người hắn lượn vòng, lần thứ hai ngưng tụ thành một kiếm, lăng không chém xuống. Ngươi không phải là muốn kiến thức kiếm quyết của sư phó sao, hôm nay như ngươi mong muốn, kiếm quyết tinh diệt. Toàn bộ thiên địa tối sầm, một kiếm kia xuyên thấu không gian, từ kiếm trong tay Quân Như Vân chém xuống, như là tinh quang từ hàng tỷ năm tới, sớm tối huyễn diệt. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, một kiếm này cũng không phải là hắn có thể ngăn. Lấy hắn quan sát, Quân Như Vân cũng chỉ là bát tinh vũ đế mà thôi, lấy quyền ý thế giới của hắn. Ở trong cùng giai chắc là tồn tại vô địch, nhưng thế kiếm kia mạnh, cho hắn một loại cảm giác dị thường nguy hiểm. Không dám đón đỡ một kiếm kia, ứng thân trở ra. Quân Như Vân cười lạnh một tiếng nói. Ngu xuẩn, còn chạy sao, ăn ta mấy kiếm, trên người nhiều mấy lỗ thủng lại trở về đi. Hắn đuổi theo Hắc Liên Thiếu Hoàng chém, không ngừng phá vỡ quyền ý của đối phương, kiếm khí ở trên phế tích phủ đệ phi dương. Đột nhiên trên bầu trời thanh quang lóe lên. Một cổ kiếm ý đồng dạng lăng liệt đến cực điểm hiện lên. Kiếm cương thật lớn từ từ sinh huy, hướng trên người Quân Như Vân chém tới. Đó là... Trong lòng Quân Như Vân chấn động, kinh hô. Thiên Trinh Hạo Nhiên kiếm khí, Mạc Tiểu Xuyên. Kiếm ý trực thấu đại địa, chém vào kiếm hải của Quân Như Vân, một phân thành hai. Hắc Liên Thiểu Hoàng hét lớn một tiếng, quát. Đi tìm chết đi. Hắn bị truy chém nóng nảy, đã sớm một bụng lửa giận. Tất cả tâm tình hóa thành một quyền, theo kiếm thế của Mạc Tiểu Xuyên nhất thời đánh tới. Kiếm ý của Quân Như Vân trong nháy mắt vỡ nát, hai cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hắn hoảng hốt lại cầm kiếm mà đứng, tận khả năng thu nhỏ lại không gian kiếm ý, ngưng tụ thành một đạo phòng ngự kết giới. Ầm ầm, kết giới trong sát na liền vỡ nát, tất cả lực lượng đều đánh vào trên người Quân Như Vân, ở cả vùng đất họa ra quỹ tích dài mấy trăm trượng. Đám người Bách Vô Trần kinh hồn táng đảm. Bách Tiểu Nguyệt càng che miệng kinh hô lên, tràn đầy lo lắng. Quân Như Vân khắp người bụi bẩm, có chút chật vật, bảo kiếm trong tay kiếm quang chớp động, chiến ý vẫn chưa tiêu giảm, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn thân ảnh dần dần ngưng tụ trên không trung, giật mình nói.
Mạc Tiểu Xuyên, ngươi cũng bước vào bát tinh vũ đế. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Ngay cả vật ngu xuẩn như ngươi cũng có thể bước vào bát tinh vũ đế, ta là sư huynh, có thể đạt được không phải là rất bình thường sao? Quân Như Vân nhíu mày một cái, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh. Ở trong mấy sư huynh đệ, thiên phú của hắn là tốt nhất, đồng thời chẳng bao giờ hoài nghi tới tương lai, thành tựu của mình cũng là tối cao, nhưng bây giờ hai sư huynh đệ luôn luôn không bằng hắn cũng đều tu luyện đến cảnh giới ngang nhau, ở trên thực lực cũng không kém nhiều, nếu không phải lần này mình bế quan có đại đột phá, thậm chí còn không phải là đối thủ của hai người, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn người Bách Vô Trần là sợ ngây người, nguyên lai lại là một vị đồng môn. Nội tâm bọn họ phập phồng bất định, ý nghĩ không đồng nhất, Bách Vô Trần nghĩ đến càng nhiều, hai bát tinh vũ đế đồng môn, nếu có thể thu về dưới trướng mà nói, đúng là chuyện may mắn a. Bách Tiểu Nguyệt lại đơn giản hơn nhiều, nghĩ thầm nếu đều là đồng môn sư huynh đệ, hơn phân nửa sẽ không đánh nhau chết sống, trái tim rốt cuộc buông xuống phân nửa. Hắc Liên Thiếu Hoàng nói, không cần cùng hắn lời vô ích, trước đem hắn đánh một trận đã. Ta nhìn không nổi hắn cái bộ tự cao thanh cao kia, kỳ thực không có gì đặc biệt hơn người. Quân Như Vân hừ nói. Còn muốn đánh, có ý tứ sao, thứ cho ta không có hứng thú phụng bồi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói. Có hứng thú hay không không phải do ngươi. Quân Như Vân tránh việc tranh đấu, hỏi. Hai người các ngươi sao đến cùng một khối, lại không đến cổ võ đế quốc xem ta. Hừ, nhìn ngươi. Ngươi cảm giác mình có mặt mũi này sao? Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đều là hàn ý. Có ý tứ gì? Quân Như Vân cảm nhận được địch ý của hắn, có chút không thích nhíu mày. Mạc Tiểu Xuyên nói. Năm đó sư phụ bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, ngươi đang ở đâu? Sắc mặt Quân Như Vân đại biến, lập tức khôi phục bình thường, nhưng vẫn là tương đối khó coi nói. Ngươi lời này có ý gì? Ta tự nhiên ở cổ võ đế quốc. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng theo dõi hắn, mắt như muốn xuyên thấu đối phương, lạnh lùng nói. 15 năm trước ngươi cũng có tu vi vũ đế đi. Có đi Thiên Đãng Sơn Mạch tra nguyên do không? Quân Như Vân đứng chắp tay nói. Lúc đó ta bất quá là nhị tinh vũ đế mà thôi, đi Thiên Đãng Sơn Mạch không phải là muốn chết sao? Quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Hắc Liên Thiếu Hoàng siết quả đấm cả giận nói. Nếu ta bước vào vũ đế chi cảnh, tất sẽ trước tiên chạy đi. Quân Như Vân liếc mắt nhìn hắn nói. May mà lúc đó ngươi không có bước vào vũ đế, bằng không ngươi sẽ không có hôm nay. Hai người các ngươi là trách ta năm đó đối với việc sư phụ vẫn lạc chẳng quan tâm sao, hừ, nếu mạo muội xông vào Thiên Đãng Sơn Mạch, chết thảm bên trong, là trung can nghĩa đảm sao? Mạc Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ ngươi là muốn thực lực đề thăng hơn nữa mới đi? Chỉ là tuổi tác cửu viễn, sợ là sẽ mất đi ý chí. Quân Như Vân nói. Vậy cũng tổng so với vừa đi liền chết càng tốt. Xem ra giữa chúng ta chênh lệch không chỉ là thiên phú, càng là ở chỉ số thông minh. Nếu sư phụ còn, hắn sẽ vui lòng nhìn thấy chúng ta vào Thiên Đãng Sơn Mạch sao? Hai người đều sửng sốt một chút, nhăn mi lại, Lý Vân Tiêu hiển nhiên sẽ không vui để cho bọn họ tới. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói. Ngươi luôn luôn tự cao thiên phú cực cao, cũng cùng chúng ta giống nhau lăn lộn đến bát tinh vũ đế mà thôi, thiết. Quân Như Vân nhăn mi nói. Đây cũng là địa phương ta nghĩ kỳ quái, làm sao có việc trùng hợp như thế, có phải hai người các ngươi lấy được cơ duyên gì hay không? Mạc Tiểu Xuyên nói. Ngươi không cần biết, nếu đã nói rõ, chúng ta cũng sẽ không trách tội ngươi, lần này đến đây có một số việc muốn tìm ngươi. Quân Như Vân hiếu kỳ nói. Chuyện gì? Mạc Tiểu Xuyên nhìn hắn nói. Sư phụ chuyển thế trọng sinh, trở về nhân gian, người có biết không? Quân Như Vân đột nhiên cười ha hả nói. Ha ha ha, các ngươi nói là Lý Vân Tiêu. Việc vô căn cứ như vậy, hai sư huynh đệ các ngươi lại tin tưởng. Chớ không phải là nhớ sư phụ nhớ đến nổi điên chứ? Hắc Liên Thiếu Hoàng cả giận nói. Ra sao, không tin, Lý Vân Tiêu chính là sư phụ chuyển thế, người trong thiên hạ đều biết, ngươi là thật không biết hay là giả ngu? Quân Như Vân hừ nói. Chuyển thế, ngươi là chính mắt thấy hay là tự mình chứng thực qua? Lời nói vô căn cứ như vậy, mặc dù là điển tịch cũng chưa từng viết. Hai sư huynh đệ tới tìm ta, chẳng lẽ chính là vì Lý Vân Tiêu? Vậy các ngươi là muốn đi nhận thân sao?
Mạc Tiểu Xuyên cũng mơ hồ tức giận, nhưng đột nhiên một đạo truyền âm lọt vào tai, chính là lời của Lý Vân Tiêu, hắn nghe một lúc, liền khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Việc này tạm thời không đề cập tới, chúng ta tìm ngươi là tâm sự. Ở đây không phải địa phương nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ rồi hãy nói. Quân Như Vân nói, tòa phủ đệ của ta bị vật ngu xuẩn kia hủy, bằng không rất thích hợp tâm tình. Hắn nhìn thoáng qua Bách Vô Trần ở xa xa, nói. Cửu hoàng tử điện hạ, có thể an bài một nơi để cho sư huynh đệ chúng ta tâm tình hay không? Bách Vô Trần vội vàng ôm quyền nói. Nếu hai vị đại nhân không chê, có khả năng đến phủ đệ của bản vương. Nội tâm hắn một trận kích động cùng mừng rỡ, nhìn ra manh mối, ba sư huynh đệ này cũng không có thù hận quá lớn gì, hơn nữa tựa hồ tình đồng môn rất sâu, xem ra có thể thu về. Quân Như Vân nói, các ngươi ý như thế nào? Mạc Tiểu Xuyên nói, nơi đây ngươi là chủ nhân, tất cả ngươi an bài đi. Mọi người nhất thời đi tới chỗ của cửu hoàng tử, Thủy Nguyệt Như Vân phế tích cũng lập tức cho an bài xử lý, bắt đầu xây mới một tòa phủ đệ. Bách Vô Trần trước cho người cấp tốc bay trở về, chuẩn bị mỹ vị món ngon, linh tương quỳnh quả khoản đãi mấy người. Đám người Quân Như Vân đều tự ngồi vào vị trí, để cho Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng ngồi ở vị trí đầu, chính hắn cùng Bách Tiểu Nguyệt, Bách Vô Trần ngồi ở bên cạnh tiếp khách. Mạc Tiểu Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói. Lời nói khách sáo ta cũng không nói, Như Vân, Thiên Nhạc Phủ bất quy cảnh ngươi có thể lý giải không? Quân Như Vân sửng sốt một chút nói. Ngươi hỏi cái này làm chi? Bất quy cảnh ta đã đi qua, bên trong hoàn cảnh ác liệt, ẩn giấu không ít hung hiểm, nhưng là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Mạc Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Nga, ngươi còn đi qua, đó là hay nhất, chúng ta dự định đi xem bất quy cảnh, có ngươi quen việc dễ làm là hay nhất. Đi bất quy cảnh, cái này phải có Thiên Nhạc Phủ đồng ý mới được, bất quá ta ra mặt nắm chặt vẫn là rất lớn. Quân Như Vân trầm ngâm nói. Dù sao bất quy cảnh cũng không phải chỗ tuyệt mật gì, lấy thân phận địa vị của hắn vẫn có phân lượng nhất định. Mạc Tiểu Xuyên có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo qua huynh muội Bách Vô Trần, ý tứ rất rõ ràng, muốn hai người này đi xuống trước. Bách Tiểu Nguyệt tâm tư linh xảo, khẽ cười nói. Khó được phu quân cùng hai đồng môn gặp lại, ta và cửu hoàng huynh ở đây cũng không diệt, chúng ta trước tránh một chút. Quân Như Vân một tay kéo lấy nàng, hướng hai người Mạc Tiểu Xuyên nói. Này là thê tử của ta, Như Vân không có bất kỳ sự tình gì phải gạt Tiểu Nguyệt, nếu sư huynh nghĩ có điều bất tiện, thì không cần nói. Trong lòng Bách Tiểu Nguyệt ấm áp, vội nói. Ta là vừa lúc có chuyện muốn đi xử lý, đặc biệt phủ đệ trùng kiến phải tự mình hỏi đến, bằng không ta sợ những thợ mộc kia làm không được tốt. Bách Vô Trần cũng nói. Bản vương cũng có chút việc nhỏ xử lý, mặc dù Tiểu Nguyệt không đề cập tới, ta cũng muốn bước ra rời đi. Quân Như Vân đang muốn nói thêm gì nữa, Mạc Tiểu Xuyên giơ tay lên cản lại nói. Người đã không chỗ nào lo lắng, chúng ta càng không có gì lo nghĩ, hai người liền lưu lại đi. Bách Vô Trần cùng Bách Tiểu Nguyệt trở lại ngồi nguyên vị. Mạc Tiểu Xuyên nói. Sư đệ có biết Thiên Nhạc Phủ cùng yêu tộc đi thập phần thân cận không? Ta chỉ là tinh nguyệt huyễn cảnh. Sắc mặt Quân Như Vân đại biến, thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Xuyên nói. Sư huynh từ đâu nghe được lời này? Mạc Tiểu Xuyên nhìn hắn một cái nói. Xem ra là sự thật, việc này sự hệ trọng đại, sư đệ biết bao nhiêu, lại có dự định gì, mong không nên gạt chúng ta. Bách Vô Trần cùng Bách Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, đại sự cơ mật như vậy bọn họ căn bản không thể nào biết được. Hai người trong lúc bất chợt đều có loại cảm giác hối hận, có một số việc biết quá nhiều vị tất tốt, đặc biệt thực lực không đủ là biết càng ít càng tốt. Sắc mặt Quân Như Vân khó coi, trầm ngâm một trận nói. Tiểu Nguyệt, cửu hoàng tử điện hạ, các ngươi có chuyện trước đi xử lý đi, hai sư huynh đệ ta chiêu đãi là được. Đã như vậy, bản vương liền đi trước một bước. Bách Vô Trần như chút được gánh nặng, vội vàng cùng Bách Tiểu Nguyệt rời đi đại sảnh. Quân Như Vân đưa mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nói. Sư huynh có thể nói cho ta biết trước, tin tức này là từ đâu biết được không? Mạc Tiểu Xuyên nói, chúng ta tới cổ võ đế quốc thì liền phát hiện có yêu tộc tung tích. Cái gì, cái này? Quân Như Vân sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Làm sao có thể? Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lạnh nói. Các ngươi tự cho là rất bí ẩn sao, sợ là thiên hạ đều biết. Ngươi cái ngu xuẩn này,
nói cái gì vậy? Quân Như Vân tâm phiền ý loạn nói. Nếu việc này thiên hạ đều biết, Thiên Nhạc Phủ đã sớm sụp đổ. Mạc Tiểu Xuyên nói. Xem ra ngươi biết không ít nội tình, cũng có thể minh bạch tầm quan trọng trong đó, Thiên Nhạc Phủ cùng yêu tộc cấu kết, không khác đùa lửa, chắc chắn sẽ bị diệt. Mà ngươi thân là phò mã của Cổ Võ Đế Quốc, mặc kệ có tham dự trong đó hay không, sợ là đều khó thoát thân. Quân Như Vân đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói. Việc này ta tự nhiên biết, nhưng Thiên Nhạc Phủ cùng yêu tộc vãng lai đã không phải là chuyện trong thời gian ngắn, nào có dễ dàng thoát thân như vậy. Cho nên hiện tại ta rất cấp bách để thăng thực lực, chỉ cần có thể bước vào Cửu Tinh Vũ Đế, thiên hạ này ta đi đâu chẳng được. Mạc Tiểu Xuyên nói. Sư đệ thời khắc này tu vi chỉ là bát tinh sơ giai mà thôi, tựa hồ còn không bằng ta và thiếu hoàng. Nhưng chiến lực trực chỉ bát tinh đỉnh phong vũ đế, đây là có chuyện gì? Quân Như Vân nói. Chuyện của ta hai sư huynh đệ không cần quan tâm, về phần việc của Thiên Nhạc Phủ cùng yêu tộc cũng nghìn vạn lần không nên xen vào, bằng không mặc dù là ta cũng bảo vệ không được các ngươi. Chuyện bất quy cảnh ta sẽ đi chuẩn bị, nhưng có thể cho biết ta, các ngươi đi bất quy cảnh làm gì hay không? Mạc Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút nói. Tạm thời bất tiện nói rõ, việc này làm phiền sư đệ, không nên chậm trễ. Chúng ta còn có mấy đồng bạn cũng muốn đi vào, việc này tốt nhất có thể làm bí ẩn. Bí ẩn, cái này có chút khó khăn. Quân Như Vân nói. Tuy rằng ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm cử động gì bất lợi, nhưng muốn giấu giếm Thiên Nhạc Phủ, đem mấy người đưa vào bên trong, đến lúc đó lại nghênh tiếp ra, là khó khăn cực lớn. Mạc Tiểu Xuyên mỉm cười nói. Sư đệ tận lực làm là được, thực sự không được cũng không sao. Quân Như Vân suy nghĩ một chút nói. Tốt, mong các ngươi không làm ra chuyện xấu gì, tất cả tận lực ở trong tay ta mới tốt. Hắn cũng không nói nhảm nữa, xoay người liền đi về phía Thiên Nhạc Phủ. Sau đó một đạo quang mang ở trong đại sảnh xuất hiện, chính là Lý Vân Tiêu, lộ ra hình dạng trầm ngâm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng vội vàng tiến lên tham kiến. Mạc Tiểu Xuyên không hiểu hỏi. Sao sư phụ không gặp lại sư đệ? Lý Vân Tiêu nói. Hắn không tin ta chuyển thế trọng sinh, hơn nữa tình huống của Thiên Nhạc Phủ có chút phức tạp, ta ẩn ở sau màn, có thể thừa cơ hành động. Hắc Liên Thiếu Hoàng nói. Lấy thực lực của sư phụ thời khắc này, còn có mọi người tương trợ, coi như là tiêu diệt toàn bộ Thiên Nhạc Phủ cũng không nói chơi. Có gì phải kiêng kỵ? Mạc Tiểu Xuyên nói. Quân Như Vân nói người ngu xuẩn quả nhiên không sai, thế cục của Thiên Nhạc Phủ là thế cục của nhân yêu hai tộc, mà không phải đơn thuần là sự tình của một môn phái, sư phụ ẩn thân phía sau, để hai chúng ta đứng ra ứng phó thời cuộc. Lý Vân Tiêu nói. Ta để cho Tô Liên Y ra đây trợ giúp các ngươi. Sau đó chính hắn cũng thay đổi dung nhan, hóa thành dáng dấp tuổi già sức yếu, đồng thời cầm trong tay một cây ba tong. A, à, Hàn Quân Tử. Hai người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Tô Liên Y mới vừa từ trong giới thần bia đi ra cũng sửng sốt một chút, không khỏi quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, cùng Hàn Quân Đình giả trang Hàn Quân Tử giống nhau như đúc. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Như vậy mới có thể lăn lộn qua tai mắt người khác. Quân Như Vân đi rồi, huynh muội Bách Vô Trần tiến đến chiêu đãi mấy người, hỏi han trò chuyện. Mặc dù nhiều ra hai người để cho bọn họ kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không dám tùy ý phỏng đoán hành vi cùng tâm tư của những cường giả này. Đồng thời Bách Vô Trần càng vui vẻ không ngớt, nhiều hơn hai người tựa hồ cũng dị thường cường đại, thoáng cái xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đều là bạn không phải địch, để cho hắn vạn phần kích động. Mấy canh giờ sau, Bách Tiểu Nguyệt từ ngoài sảnh đi tới, mỉm cười nói. Chư vị đại nhân, phu quân ta mới vừa truyền đến tin tức, nói tất cả đã làm thỏa đáng, để cho chư vị đi sơn môn Thiên Nhạc Phủ. Hắn chờ ở nơi đó. Bách Vô Trần vội vàng nói. Để Tiểu Vương tiễn chư vị đại nhân đi. Mạc Tiểu Xuyên ngăn lại nói. Không cần, lấy tốc độ của chúng ta, mang ngươi theo chính là trói buộc. Hắn nói tuyệt không khách khí, Bách Vô Trần lúng túng nở nụ cười, liền thấy hoa mắt, bốn người trong nháy mắt tiêu thất ở trong đại sảnh. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Mặc dù thân là hoàng tử hoàng nữ, nhưng ở trước mặt mấy cường giả chân chính của thiên vũ giới, lại tựa như con kiến hôi. Bách Vô Trần nói. Tiểu muội, ngươi xem vi huynh có khả năng lung lạc những cường giả này không? Bách Tiểu Nguyệt nhìn hắn một cái, cười nói.
có khả năng không phải Hoàng huynh, mà ở phu quân ta. Bách Vô Trần cười khổ nói. Xác thực, thành bại đều ở trên người Như Vân, tiểu muội nghìn vạn lần thay vi huynh nói tốt. Bách Tiểu Nguyệt nói. Cửu Hoàng huynh yên tâm đi, phu quân đối với Thái Du Hồng Trần Quyển cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Bách Vô Trần nói. Cái này vi huynh an tâm, lấy thiên tư của Như Vân phò mã, thật có thể đem Thái Du Hồng Trần Quyển hiểu thấu đáo cũng chưa biết chừng. Trong lòng Bách Tiểu Nguyệt cũng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vị thê tùy phu quý, thực lực của quân Như Vân không ngừng tăng lên, địa vị của nàng cũng nước lên thì thuyền lên. Ngay khi hai người tính toán thương nghị, đám người Lý Vân Tiêu phá không bay đi, sau nửa canh giờ liền xuất hiện ở ngoại vi thiên nhạc phủ, không có xông vào, mà là bay tới Sơn Môn. Quân Như Vân từ lâu chờ đợi, sắc mặt ngưng trọng nói. Trong Sơn Môn tựa hồ xảy ra chuyện, hiện tại giới nghiêm phi thường lợi hại, chư vị đi theo ta, nghìn vạn lần không được tự ý ly khai. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Vân Tiêu cùng Tô Liên Y, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sợ hãi nói. Hai vị này, Mạc Tiểu Xuyên nói, vị này chính là chủ nhân Tinh Nguyệt Trai Hàn Quân Tử Tiên Sinh, vị này là Thiên Nhất các chủ Tô Liên Y đại nhân. Quân Như Vân lại càng hoảng sợ, khó có thể tin đưa mắt đảo qua hai người, có khả năng khống chế khí thế của mình, đích thật là Cửu Tinh Vũ Đế. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh nói, sư huynh, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao hai vị đại nhân thanh danh hiển hách cũng tới? Lấy thân phận của hai vị đại nhân, chỉ cần báo cho trưởng môn thiên nhạc phủ một tiếng, tùy thời có thể vào a. Hắn không khỏi hoài nghi đồng thời lo lắng. Mạc Tiểu Xuyên nói. Ngươi có thể yên tâm, chuyện chúng ta cần làm không có quan hệ gì tới thiên nhạc phủ, chỉ là không muốn người khác chú ý mà thôi. Quân Như Vân lần đầu tiên có vẻ mất phong độ, lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Mạc Tiểu Xuyên, ta đột nhiên phát hiện có chút nhìn không thấu ngươi. Những năm gần đây ngươi rốt cuộc có cơ duyên gì? Lại cùng những đại nhân vật như Thương Minh kết giao. Mạc Tiểu Xuyên nói, quân Như Vân khi nào thích nhiều lời như vậy? Quân Như Vân chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ, im lặng lắc đầu nói. Đã như vậy, đi theo ta a. Hắn dẫn bốn người đi đến trên núi, hộ sơn đệ tử cũng không dám ngăn cản, vội vàng tránh ra. Năm người thu liếm khí tức xuyên toa trong núi non, để tránh khiến cho người khác chú ý. Quân Như Vân nói, thiên nhạc phủ tựa hồ có người xông vào, đồng thời gây ra động tĩnh cực lớn, chung quanh tràn đầy khí tức luống cuống, chư vị tận lực che giấu bản thân. Thời gian uống cạn chun trà sau, năm người liền đến trên một đỉnh núi, chỉ có một gian nhà bạch sắc thông thường. Phía trước có mấy người, chính là đệ tử thủ hộ, một vị bộ dáng thống lĩnh trong đó nhìn thoáng qua đám người Lý Vân Tiêu, đều lộ ra kinh sắc nói. Như Vân đại nhân, tận lực sớm ra một chút, đừng chậm trễ quá lâu. Quân Như Vân nói, yên tâm đi, làm phiền chư vị. Tựa hồ thống lĩnh có chút không yên lòng, thấp thỏm nói. Nếu bị tông môn phát hiện, quân Như Vân nói, yên tâm, ta sẽ dốc hết sức đem trách nhiệm ôm vào người, tuyệt sẽ không liên lụy đến chư vị. Chúng ta an tâm, chư vị đại nhân mời vào. Thống lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở cửa, cung kính ra hiệu. Tuy rằng hắn không biết đám người Lý Vân Tiêu, nhưng khí tức trên thân bốn người này đều không kém quân Như Vân, không cần hỏi cũng biết là đại nhân vật. Vốn cho rằng chỉ là lén giúp một chuyện nhỏ, nhưng thấy nhiều đại nhân vật như vậy hiện thân, mới ý thức tới có thể là đại phiền toái, nên thấp thỏm bất an. Đừng nói là hắn, ngay cả quân Như Vân cũng có loại cảm giác bất an ở trong lòng lan tràn, mí mắt không khỏi giật giật. Năm người mới vừa đi vào trong phòng nhỏ, đều sửng sốt. Chỉ thấy trong phòng ngồi một lão giả. Trong tay đang cầm ngọc giản tinh tế nhìn, một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng cả gian phòng. Quân Như Vân giật mình kêu một tiếng nói. Trưởng môn. Một tiếng này dọa những thủ hộ kia mắt choáng váng, đều ở cửa quỳ xuống, cả người run run toát mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn lên, lão giả này tao nhã, cũng là Cửu Tinh đỉnh phong cao thủ, chỉ là tuổi tác đã cao, vết tích tuế nguyệt hết sức rõ ràng. Quân Như Vân cũng có chút xấu hổ, tiến lên ôm quyền thở dài nói. Gặp qua trưởng môn, Bách Chiến Thắng buông ngọc giản xuống, nói. Ngươi không phải là người thiên nhạc phủ ta, không cần cấp bậc lễ nghĩa cùng câu nệ như vậy. Những người này đều là bằng hữu của ngươi a, chư vị mời ngồi. Ánh mắt của Bách Chiến Thắng từ trên thân bốn người đảo qua, tuy rằng mặt không đổi sắc,
nhưng nội tâm khiếp sợ không thôi. Đám người Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không khách khí, nếu bại lộ hành tung, cũng không có gì phải sợ. Bốn người từng cái tìm ghế, đặt mông an vị. Quân Như Vân chỉ vào một loạt đệ tử quỳ trước cửa nói. Việc lần này hoàn toàn là một mình ta gây nên, xin trưởng môn không nên trách phạt bọn họ. Bách Chiến Thắng hừ lạnh một tiếng, sợ đến những đệ tử kia run rẩy hầu như muốn khóc. Tự tiện cho ngoại nhân vào bất quy cảnh, vốn là trọng tội. Nhưng nếu như Vân công tử nói như vậy, ta liền đặc xá bọn họ một lần, nếu vẫn có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế. Vài tên đệ tử như nhặt được đại xá, cảm kích liên tục dập đầu, cúi người lui xuống. Quân Như Vân thở dài bái hạ nói. Đa tạ trưởng môn. Bách Chiến Thắng đưa tay nâng hắn lên nói. Như Vân công tử khách khí, chỉ là mang mấy vị bằng hữu vào bất quy cảnh mà thôi, việc nhỏ như vậy, chỉ cần nói với ta một tiếng là được, lão phu nhất định sẽ đồng ý. Chỉ bất quá. Ánh mắt của hắn chớp động, chậm rãi nói. Chỉ bất quá mấy vị bằng hữu này, tu vi có phần quá cao đi. Quân Như Vân kiên chỉ giới thiệu nói. Hai vị này là sư huynh đệ của ta, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng, về phần hai vị này ta cũng là lần đầu tiên gặp, chính là Thương Minh Đại Lão, Thiên Nhất Các Tô Liên Y Đại Nhân cùng Tinh Nguyệt Trai Hàn Quân Tử Đại Nhân. Cái gì, là bọn hắn? Sau Bách Chiến Thắng nghe được thân phận của Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng, trong lòng cả kinh, đợi nghe được danh hào của Tô Liên Y cùng Hàn Quân Tử, thì càng kinh sợ, trong mắt đãng qua một trận gợn sóng. Bốn người nhìn nhau cười. Đều hướng Bách Chiến Thắng gật đầu ý bảo. Bách Chiến Thắng không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ, nói. Chẳng biết tại sao bốn vị lại đi chung một chỗ, đồng thời không hẹn mà cùng muốn đi bất quy cảnh. Lý Vân Tiêu không đáp mà hỏi. Ở trước chúng ta, có người ngoài tiến nhập qua bất quy cảnh không? Trong vòng nửa năm này à? Bách Chiến Thắng trầm ngâm nói. Ra vào bất quy cảnh không ít người, nhưng trong nửa năm này không có à? Lý Vân Tiêu gật đầu, liền không nói nữa. Nói vậy Khúc Hồng Nhan là trực tiếp đi vào, không có thông chi Thiên Nhạc Phủ. Bách Chiến Thắng kỳ quái nói. Sao Hàn Đại trưởng quỹ hỏi như thế? Lý Vân Tiêu ha hả cười nói. Chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không cần để ý. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được tuyệt không thể nào là thuận miệng hỏi, nhưng nếu hắn không chịu nói, Bách Chiến Thắng cũng sẽ không hỏi tới. Quân Như Vân cũng không khỏi nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, tuy Lý Vân Tiêu dịch dung không có bất kỳ kẽ hở, nhưng cho Quân Như Vân một loại cảm giác kỳ quái, để cho tim của hắn thỉnh thoảng nhảy mạnh vài cái. Bách Chiến Thắng nói, mục đích mấy vị đại nhân đi bất quy cảnh là gì? Mặc dù nơi đây không phải là Linh Sơn Bảo Địa gì, nhưng là không gian lưu thất do Thiên Nhạc Phủ quản hạt, mong chư vị có thể như thực cho biết. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta là vì đi tìm người. Một người bạn của ta tung tích không rõ, nàng vô cùng có khả năng mất tích ở bất quy cảnh, chúng ta chỉ là muốn tìm ra nàng. Tìm người. Mặc dù lý do này có chút không đáng tin cậy, nhưng cùng vấn đề mà Lý Vân Tiêu hỏi thập phần ăn khớp, Bách Chiến Thắng cũng không khỏi tin vài phần, bằng không hắn thực sự nghĩ không ra tại sao lại có đại nhân vật dắt tay nhau mà đến. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta tuyệt không có lừa ngươi, một khi tìm được người muốn tìm, lập tức liền ly khai. Bách Chiến Thắng vội nói. Lấy thân phận địa vị của bốn vị, tự nhiên không cần lừa ta, ta tới đây vốn là có chuyện tìm Như Vân, nhưng không nghĩ có thể gặp phải bốn vị, coi như là hữu duyên, đợi bốn vị từ trong không gian thất lạc ra ngoài, lại tụ họp một chút làm sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy rất tốt, ý tốt của trưởng môn, chúng ta há lại chối từ. Trong lòng Quân Như Vân hơi có chút kinh ngạc, thời điểm Hàn Quân Tử này lên tiếng. Ba người khác hoàn toàn không có ý kiến, ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng an tĩnh đợi ở một bên, tựa hồ lấy người này dẫn đầu. Quân Như Vân nhìn không được hỏi. Trưởng môn tìm ta có chuyện gì? Bách Chiến Thắng hơi trầm tư một chút, nhân tiện nói. Vừa lúc, hai vị sư huynh của ngươi cũng ở đây, ta liền nói rõ. Quân Như Vân càng nghĩ kỳ quái, nhìn không được nhìn hai người Mạc Tiểu Xuyên một cái, nhưng thấy hai người thập phần đạm nhiên. Không có biểu tình đặc biệt gì. Bách Chiến Thắng nói. Ta hy vọng có thể gặp lệnh sư một lần. Cái gì? Quân Như Vân cả kinh, tâm niệm lập tức thay đổi thật nhanh, cả kinh nói. Gia sư đã vẫn lạc hơn 20 năm, trưởng môn nói chẳng lẽ là Lý Vân Tiêu. Lúc này đến phiên Bách Chiến Thắng ngây ngẩn cả người nói.
chính là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không phải là lệnh sư chuyển thế trọng sinh sao? Quân Như Vân cười một tiếng nói. Sao trưởng môn cũng cùng hai vị sư huynh đệ ta giống nhau, bị che hai mắt. Sự tình chuyển thế sống lại, cổ kim văn sở vị văn, làm sao có thể tồn tại? Việc của Lý Vân Tiêu ta cũng sớm có nghe thấy, đồng thời dự định tu vi tiến thêm một bước sẽ đi tìm hắn hảo hảo tâm sự, nhìn hắn còn dám giả mạo gia sư không? Bách Chiến Thắng hầu nghi nói. Lý Vân Tiêu thật không phải là lệnh sư. Quân Như Vân đang muốn phủ nhận, nhưng chẳng biết tại sao lời đến khóe miệng, lại không có nói ra. Mạc Tiểu Xuyên nói, trưởng môn có chuyện gì tìm sư tôn ta, có thể do ta thay truyền lời. Bách Chiến Thắng lần thứ hai sửng sốt một chút, lại thêm hồ đồ, nhìn ba sư huynh đệ này, có chút không nghĩ ra. Mạc Tiểu Xuyên nói, Lý Vân Tiêu đích thật là gia sư chuyển thế trọng sinh. Chỉ là Như Vân sư đệ không tin mà thôi, không cần để ý tới hắn. Cái này, Bách Chiến Thắng có chút hơi khó nói. Nếu Lý Vân Tiêu thực sự là phá quân vũ đế chuyển thế, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Mạc Tiểu Xuyên nói, trưởng môn đại nhân cái gì cũng không nguyện lộ ra, cũng không phải là không thể, nhưng phải nhìn tâm tình của gia sư, ta làm không chủ được. Bách Chiến Thắng trầm mặc một hồi nói, việc này quan hệ quá nhiều. Phá quân đại nhân cũng có thể nhìn ra được chút mánh khóe, đó là việc có quan hệ Ngũ Hà Sơn. Năm đó Cố Thanh Thanh lưu lại phong ấn sợ là tồn tại không được bao lâu. Cái gì? Quân Như Vân kinh hãi, sắc mặt dị thường khó coi. Đám người Mạc Tiểu Xuyên sớm có dự liệu, nhưng từ trong miệng Bách Chiến Thắng nói ra vẫn là rất hoảng sợ. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phong ấn có thể ra cố hay không? Bách Chiến Thắng cũng lo lắng nói. Sợ là rất khó, chí ít những năm gần đây ta nghĩ hết biện pháp cũng làm không được. Tô Liên Y cả kinh nói. Đại sự như thế, sao không thông cáo thánh vực? Do thánh vực đến xử lý không phải tốt hơn sao? Hơn nữa ta nhớ không lầm, Thiên Nhạc Phủ có chi nhánh trực thuộc thánh vực A. Bách Chiến Thắng than thở. Ngoại nhân không nghĩ tới, nhưng thực rất đơn giản, bởi vì chuyện này chính là bị thánh vực ép xuống. Tô Liên Y cả kinh nói. Tại sao lại như vậy? Lý Vân Tiêu nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, thoáng cái nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, đột nhiên cả kinh nói. Bất hảo, Viên Cao Hàn sợ là nguy hiểm. Đám người Mạc Tiểu Xuyên đều biến sắc, Tô Liên Y là người đứng đầu Thiên Nhất Các, hơi chậm một chút nhưng cũng hiểu then chốt trong đó. Tình huống Ngũ Hà Sơn chẳng bao giờ thoát ly thánh vực chế ngự, nói cách khác bây giờ phong ấn sắp phá, thánh vực cũng biết. Nhưng tùy ý nó phát triển, trong đó tất nhiên có ẩn tình không thể cho ai biết. Bách Chiến Thắng cả kinh nói. Viên Cao Hàn, Thánh vực Linh Tư Cục trưởng Viên Cao Hàn đại nhân, hắn làm sao vậy? Lý Vân Tiêu không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, nói. Thực không dám đấu giếm, việc của Thiên Nhạc Phủ chúng ta cũng có phát giác, đồng thời Viên Cao Hàn nghĩ tình thế nghiêm trọng, tự mình đi Thánh vực hồi bẩm chuyện này. Bây giờ nghe ngươi nói như vậy. Viên Cao Hàn sợ đã rơi vào nguy hiểm. Bách Chiến Thắng cũng lập tức hiểu rõ ra, ngắn ngủi kinh ngạc liền trầm ngâm nói. Cái này cũng chưa chắc là sự tình xấu. Viên Cao Hàn đại nhân quyền cao chức trọng, mặc dù trong thánh vực có người muốn đối phó hắn, cũng nhất định sẽ gây ra gợn sóng. Chỉ cầu năm vị chấp chính biết được việc Ngũ Hà Sơn, kia liền đại công cáo thành. Lý Vân Tiêu lại không có lạc quan như vậy, vấn đề nằm ở trên người năm tên chấp chính A. Trong mắt hắn lóe lên tàn khốc, tự lẩm bẩm. Vi Thanh à Vi Thanh, chuyện này có thể là ngươi gây nên không? Bách Chiến Thắng cùng Quân Như Vân giật mình, khó có thể tin nhìn Lý Vân Tiêu. Đặc biệt là Quân Như Vân, vừa nãy trong mắt Lý Vân Tiêu hàn khí chớp động, cho hắn một loại cảm giác vạn phần rung động, lúc này nội tâm như sóng to gió lớn. Lý Vân Tiêu nói, bất kể như thế nào, phong ấn của Ngũ Hà Sơn nhất định phải bảo vệ. Về phần bất quy cảnh do một mình ta đi là được. Tiểu Xuyên, ba người các ngươi lưu lại hiệp trợ Bách Chiến Thắng trưởng môn, để ngừa bất cứ tình huống nào. Mạc Tiểu Xuyên giật mình nói. Thế nhưng, ngài một người. Lý Vân Tiêu hừ nói. Một mình ta dễ dàng hơn, mang mấy người các ngươi chính là trói buộc. Ba người Mạc Tiểu Xuyên đều là vẻ mặt hắc tuyến, mặc dù nói không chút nể tình, nhưng mà không sai biệt lắm. Bách Chiến Thắng cùng Quân Như Vân cũng hết sức kỳ quái, không rõ ra sao. Ba người kia sẽ nghe lời như vậy. Lý Vân Tiêu thận trọng nói. Việc này xem ra ta phải nhúng tay,
Viên Cao Hàn quay về thánh vực, có lẽ sẽ nhanh mở ra phong ấn hơn. Trước khi hắn có hồi âm, tuyệt không thể để cho phong ấn Ngũ Hà Sơn mở ra, đây coi như ta cầu trưởng môn đại nhân ngươi. Bách Chiến Thắng ngây ngẩn cả người, cái này nguyên bản chính là chuyện của hắn, hiện tại làm sao thành đối phương cầu hắn, vội vàng chắp tay nói. Đại nhân nghiêm trọng, đây là bổn phận của ta. Lý Vân Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu liền đi đến trong phòng. Ở bên trong để một cái truyền tống trận, chính là thông đạo đi hướng bất quy cảnh. Trong lòng Quân Như Vân khẽ động nói. Đại nhân không quen địa hình bên trong, không bằng do ta dẫn đường. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, tuy là hời hợt, nhưng khiến cả người Quân Như Vân không hiểu run lên, hắn nói. Thực lực của ngươi rất tốt, lưu lại giúp Bách Chiến Thắng đại nhân đi. Trong lời này mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, Quân Như Vân không rõ, sao nội tâm không có một tia phản kháng cùng không vui, ngược lại cung kính trả lời. Vâng, Lý Vân Tiêu gật đầu, tiêu thất ở trong truyền tống trận. Mọi người đều là một trận trầm mặc không nói. Đột nhiên Bách Chiến Thắng nói. Việc thương minh ta cũng có nghe thấy, tựa hồ sau khi ở Tân Duyên Thành đánh một trận bắt đầu tiến nhập thời đại mới, vốn có 7 đại thương minh, hình như bị xào bài một lần, hiện tại thành nhất siêu tam cường. Tô Liên Y nói. Nhất siêu tam cường, đây là cái gì? Bách Chiến Thắng nhìn nàng một cái, có chút hoài nghi nói. Tô Liên Y đại nhân thân là đứng đầu thiên nhất các, sự tình lớn như vậy sao không biết? Nhất siêu là thiên nguyên thương hội, ba cường chia ra kim tiền thương hội, tinh nguyệt trai, còn có lôi phong thương minh cùng mạn đa thương minh tạo thành mạn lôi thương hội. Tô Liên Y nghe được giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói. Ninh Sơn bất nhân bất nghĩa, sớm muộn cũng không có kết quả tốt. Trong lòng Bách Chiến Thắng nghi hoặc rất nhiều, mặc dù là Quân Như Vân, lúc này cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Bách Chiến Thắng nhịn không được hỏi. Chư vị là như thế nào đi cùng một khối, Hàn đại trưởng quỹ xuống phía dưới muốn tìm là người nào? Mạc Tiểu Xuyên nói, trưởng môn không cần sinh nghi, nói chung chúng ta không có ác ý. Đợi tìm được người nọ, đồng thời ra cố Ngũ Hà Sơn phong ấn, chúng ta liền sẽ rời đi. Quân Như Vân nói, phải đi, các ngươi đi đâu? Mạc Tiểu Xuyên nhếch miệng, cười nói, cái này phải xem ý tứ của Hàn đại trưởng quỹ. Quân Như Vân cau mày nói, các ngươi cũng đầu phục Tinh Nguyệt Trai, nghe nói phía sau Tinh Nguyệt Trai chính là Thần Tiêu Cung, cũng không biết thật giả. Nếu là như vậy mà nói, vậy cũng là nơi đi tốt. Mạc Tiểu Xuyên theo dõi hắn nói, nếu chúng ta ly khai đi Thiên Đãng Sơn Mạch điều tra việc sư tôn vẫn lạc năm đó, ngươi có đi hay không? Quân Như Vân cười lạnh nói, chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi, đi tìm chết sao? Sắc mặt Mạc Tiểu Xuyên rét lạnh xuống nói, ý của ngươi là không đi. Khuôn mặt Quân Như Vân co quắp vài cái, hừ nói. Ta cũng nói rõ với các ngươi, không có thực lực siêu phàm nhập thánh, ta là tuyệt không bước vào Thiên Đãng Sơn Mạch. Sư tôn chết tự nhiên phải tra, nhưng không phải là không có đầu óc dính vào. Trước kia thực lực của các ngươi thấp, ta cũng lười quản các ngươi chết sống. Nhưng lúc này các ngươi đi vận sao, thoáng cái vào tới Bát Tinh Vũ Đế, ta chỉ hy vọng hai người các ngươi suy nghĩ nhiều một chút. Không nên hy sinh vô vị, giữ lại hữu dụng chi khu làm chút sự tình chính xác. Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đều thay đổi mấy lần, cuối cùng trầm mặc không nói. Vẻ mặt Bách Chiến Thắng sầu khổ nói. Lý Vân Tiêu rốt cuộc có phải là phá quân vũ đế chuyển thế trọng sinh hay không? Dù sao chuyện Ngũ Hà Sơn quá mức trọng đại, không có nhân vật như phá quân vũ đế, sợ là rất khó trấn áp. Mạc Tiểu Xuyên nói. Tự nhiên là sư tôn. Đại nhân yên tâm đi, có sư tôn ở đây, chuyện gì cũng có thể trấn áp. Quân Như Vân hơi biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, hắn chỉ coi là hai người chúng ta, loại sự tình chuyển thế sống lại này căn bản không tin. Bách Chiến Thắng thoáng bớt sầu nói. Như vậy ta liền yên tâm, hơn nữa còn có hai vị thương minh đại nhân tương trợ, nắm chặt lại tăng thêm vài phần. Đột nhiên Quân Như Vân hỏi. Trưởng môn, thứ cho ta mạo muội. Ngôi vị trí tôn của cổ võ đế quốc, Thiên Nhạc Phủ rốt cuộc là có thái độ gì? Vấn đề này hắn hỏi hơi vô lý, nhưng lúc này Bách Chiến Thắng cùng mọi người quan hệ tựa hồ thân mật, hơn nữa phảng phất ở trên một chiến tuyến, Quân Như Vân liền nhìn không được hỏi. Bách Chiến Thắng cười nói. Việc này cũng không trọng yếu, bất luận là cửu hoàng tử Bách Vô Trần hay là tam hoàng tử Bách Can Qua, kỳ thực đều là nhân tuyển tốt nhất.
Quân Như Vân nói. Nhưng việc này dù sao quan hệ tới Thái Du Hồng Trần Quyền. Bách Chiến Thắng phất phất tay, cười nói. Thái Du Hồng Trần Quyền bao nhiêu năm rồi không có người phá giải, thần vật tự có kỳ chủ, cưỡng cầu không được. Quân Như Vân nói. Ta tự nhiên minh bạch, nhưng việc lập chữ. Tuy nói thần vật tự có kỳ chủ, nhưng nếu không phải là Tam Hoàng tử, hắn ngay cả cơ hội gặp thần vật cũng không có. Huống chi cửu hoàng tử cùng hắn cho tới bây giờ giao hảo, vô luận như thế nào cũng phải lợi dụng lực lượng của mình đi ảnh hưởng hoàng vị. Bách Chiến Thắng cười nói. Nếu như Vân công tử quan tâm như vậy, lão phu liền thiên hướng Tam Hoàng tử đi, chỉ bất quá bây giờ trong Thiên Nhạc phủ thế lực rắc rối phức tạp, mặc dù là ý nguyện của lão phu cũng chưa chắc có thể thành. Quân Như Vân đại hỉ, cảm ơn nói. Trưởng môn có lòng. Bách Chiến Thắng mỉm cười gật đầu. Đối với hắn mà nói ai làm hoàng đế cũng dâu ria, Thái Du Hồng Trần Quyền hắn đều có quyền xem, chỉ bất quá xem cũng không có dùng. Có thể dùng việc lập chữ mượn hơi phá quân vũ đế nhất mạch, đối với hắn mà nói rất có lợi. Mấy vị trước vào trong phủ ta nghỉ ngơi, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Ở đây ta cho người trông chừng, một khi Hàn đại trưởng quỹ ra liền lập tức tiếp dẫn đi qua. Bách Chiến Thắng an bài, mọi người liền rời phòng nhỏ. Lý Vân Tiêu bị truyền tống tới Bất Quy Cảnh, trước mắt là một mảnh hoang vu, rách nát không thể tả. Hơn nữa thần thức đảo qua, không trung đều là khí thức bạo lệ, thỉnh thoảng có năng lượng kinh khủng từ trong hư không xông tới, hướng mọi nơi tản ra. Hắn nhíu mày, tuy không gian này rách nát, nhưng cực rộng, không có biện pháp phân biệt phương hướng. Lý Vân Tiêu dẫm trên vùng đất đi mấy bước, rốt cục ngừng lại, đi không mục đích như vậy chung quy không phải là biện pháp. Hắn có chút hối hận không để cho Quân Như Vân tới. Đột nhiên thần thức đảo qua địa phương mấy trăm trượng phía trước, vô số năng lượng hư không chậm rãi hội tụ, rất nhanh ngưng ra một hư ảnh quái vật lớn, nhìn hắn chằm chằm. Kỳ quái, không gian rách nát thành cái dạng này, hầu như sắp dung nhập hư vô, nhưng vẫn như cũ còn có thể tồn tại độc lập. Lý Vân Tiêu không khỏi kinh ngạc, này giống như một con thuyền thủng trăm ngàn lỗ, vốn nên chìm vào biển rộng, nhưng hiện tại lại ở trên biển phiêu đãng. Căn bản không thấy sẽ chìm. Trong cơ thể hư ảnh quái thú đột nhiên phát ra tiếng hô, mạnh mẽ đánh tới. Lý Vân Tiêu tiện tay một trường, chỉ là nhục thân chi lực, liền chấn vỡ không gian, ầm một tiếng đem hư ảnh nghĩ hóa thành hình đánh nát bấy, hóa thành vô số năng lượng, như là run hướng bốn phía tản ra, rất nhanh liền tiêu thất sạch sẽ. Xem ra trong không gian này còn có kết giới lực rất mạnh, quả nhiên không phải là không gian thất lạc thông thường. Nhất định là năm đó Cố Thanh Thanh đã làm cái gì. Tuy rằng không thể công nhận phương vị, nhưng Vân Tiêu cũng an tâm không ít, biết tìm được địa phương rồi. Đã như vậy, ta dùng tâm cảm thụ đi. Tay trái của Lý Vân Tiêu xoa ở trên ngực, dứt khoát cảm nhận tim đập, hồng thạch lực từ trong tràn ra, trên thân thể hắn hiện ra ánh sáng ngọc lưu ly, không ngừng chống cự cùng tịnh hóa hồng thạch lực. Từ khi Minh Nguyệt thể diễn hóa ra loại hà quang ngọc lưu ly này, hồng thạch đối với tâm tính của hắn ảnh hưởng liền nhỏ đi rất nhiều, tỉ mỉ cảm thụ tim đập, dưới chân của hắn không tự chủ được cất bước, hướng phía trước mà đi. Chân phải đi phía trước một bước, liền trực tiếp xúc địa thành thốn, thuấn thức vạn lý. Một lát sau, hắn đi tới một không gian hư vô, tựa hồ là bầu trời của Bất Quy Cảnh. Lý Vân Tiêu buông tay từ buồng tim xuống, mở mắt ra quan sát. Một mảnh hư vô trống không. Ở dưới nguyệt đồng của hắn ngưng mắt nhìn bắt đầu biến hóa, không gian như đất dẻo cao su mặc cho người vuốt ve, không ngừng biến hình. Lúc này không chỉ không gian, ngay cả thời gian cũng tựa hồ biến hóa, phảng phất chuyển rời về phía trước. Đột nhiên một đạo hà quang xuất hiện, như là ánh trăng, chém về phía bốn phương tám hướng. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, lực kia cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên tay trái thành chảo. Kiếm thương chảm hồng rơi vào trong tay, chém ra một đạo kiếm quyết. Hai đạo lực lượng chí cường ở trên không trung va chạm, hóa thành cường quang, bổ ra toàn bộ bầu trời. Trung tâm cường quang chói mắt, như thái dương, rằng co hồi lâu mới từ từ tán đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vạn phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm nơi nào đó trong hư không, trong tròng mắt một mảnh đỏ bừng. Đột nhiên một giọng nói từ trong hư vô phiêu miểu truyền đến, chữ chữ chấn vào trái tim Lý Vân Tiêu. Cả người không ngừng run rẩy, muốn đưa tay đi bắt cái gì, nhưng vừa giơ lên lại buông xuống. Thanh âm kia êm tai như thế, quen thuộc như vậy, tuy rằng chỉ có vài chữ, lại làm cho hắn cảm xúc dâng trào, khó mà bình tĩnh. Người tới từ phương nào? Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu,
tận lực để cho tâm cảnh của mình bình phục lại, nói. Lý Vân Tiêu. Trong hư không không có trả lời, sau một lúc mới nói. Lý Vân Tiêu, tên này có chút quen tai, người tới nơi này có chuyện gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, xem ra Hàn Quân Đình vẫn chưa đem chuyện của hắn báo cho Khúc Hồng Nhan biết, chỉ bất quá thanh danh mình lan xa, để cho nàng nghe qua mà thôi. Đã như vậy, lúc này hắn cũng không muốn nói, chỉ là nói. Cùng ngươi giống nhau, tới cứu Lạc Vân Thường. Âm thanh của Khúc Hồng Nhan lần thứ hai gián đoạn, trong hư không yên tĩnh như chết. Lại sau một lúc lâu, mới nghe nói. Ngươi là bằng hữu của Vân Thường, biết tình huống của nàng thời khắc này. Lý Vân Tiêu nói. Ta biết, nàng tu luyện cửu dương thần thể, tới đây tiếp thu Cố Thanh Thanh truyền thừa, sợ là đã bị Hồng Thạch nhập vào cơ thể. Âm thanh của Khúc Hồng Nhan có chút giật mình nói. Ta không biết ngươi là làm thế nào biết cặn kẽ như vậy, cũng không muốn biết. Trạng thái của Vân Thường thời khắc này xác thực rất xấu, ta đang thi triển toàn lực cứu nàng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn Hồng Thạch lực, vô pháp từ trên căn bản cứu nàng ra. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Vậy phải như thế nào mới được? Âm thanh của Khúc Hồng Nhan đứt quãng truyền đến nói. Không gian kết giới nơi đây cùng Ngũ Hà Sơn phong ấn nối thành một thể, muốn cứu Vân Thường, chỉ có phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn. Cái gì? Lý Vân Tiêu thất kinh nói. Phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn, hậu quả kia ngươi có biết không? Thanh âm của Khúc Hồng Nhan truyền đến, nói. Ta tự nhiên hiểu, lúc mới đầu, ta còn có lực lượng khống chế Hồng Thạch thôn vệ Vân Thường, đem phong ấn bài trừ. Chính là bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, do dự, lúc này đã không còn lực phá phong ấn, mặc dù là chế ngự Hồng Thạch, sợ cũng duy trì không được bao lâu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Nếu chế ngự Hồng Thạch thất bại sẽ có hậu quả gì? Khúc Hồng Nhan nói. Thần trí của Vân Thường sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Khúc Hồng Nhan suy nghĩ một chút nói. Nếu không có biến hóa, ít nhất nửa tháng, tối đa một tháng. Lý Vân Tiêu nói. Ta người mang một loại tịnh hóa thần thể, có thể hóa đi Hồng Thạch lực, cứu Lạc Vân Thường ra. Khúc Hồng Nhan thở dài nói. Vô dụng, Hồng Thạch lực chỉ là lực lượng ăn mòn biểu tượng. Nếu ta tính không sai, trong Hồng Thạch này có thần thức của Cố Thanh Thanh lưu lại, sợ là muốn chiếm thân thể của Vân Thường. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, nhớ tới Kỳ Thắng Phong cùng Vu Dật Tiên, năm đó những đại năng chi sĩ này xem ra đều không phải là thứ tốt gì. Sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, nội tâm phiền não không gì sánh được nói. Ngoại trừ phá phong ấn Ngũ Hà Sơn ra, thì không có biện pháp nào khác sao? Khúc Hồng Nhan nói. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng lực lượng một kiếm kia thập phần bá đạo, có thể thấy được tu vi sâu thậm chí không kém ta, thì nên minh bạch cấm chế này, chỉ cần phong ấn Ngũ Hà Sơn chưa phá, Vân Thường liền không thể tránh khỏi sẽ bị Hồng Thạch, có lẽ là thần niệm của Cố Thanh Thanh chiếm thân thể. Lý Vân Tiêu nghe vậy, xoay người liền đi. Khúc Hồng Nhan nói, ngươi đi làm cái gì? Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại nói, tự nhiên là phá phong ấn. Thanh âm kia ngừng một chút, lập tức kinh ngạc nói. Phá vỡ phong ấn, tất phóng xuất vạn yêu, sợ là cả thiên vũ đại lục sẽ rơi vào chiến loạn, sinh linh đổ thán. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Người của mình cũng không bảo vệ được, còn đi bảo hộ vạn linh. Chê cười, vạn linh có thể cứu thì cứu, không thể cứu, tự nhiên trước cứu người mình. Hắn nói cho hết lời, liền bước vào hư không vô tận, thoáng cái dung nhập, thân ảnh biến mất không gặp. Khúc Hồng Nhan tựa hồ thét kinh hãi, sau đó rung giọng nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái loại kiệt ngạo bất tuân, coi thường thương sinh này, cho nàng một loại cảm giác cực mạnh, khiến cả người run rẩy, trong đầu không ngừng hiện ra một thân ảnh. Lý Vân Tiêu rất nhanh liền đến tọa độ Thiên Nhạc phủ truyền tống trận, hai không gian tương liên thập phần chặt chẽ, hắn trực tiếp xé rách hư không, một cước bước vào bên trong. Toàn bộ không gian không ngừng ở dưới chân hắn co rút lại. Rất nhanh liền tìm được tiết điểm trận pháp, đi tới. Đột nhiên một đạo kim quang sáng lên, phía trước hóa ra đồ án trận pháp, hướng trên dưới trái phải tản ra, một cổ lực lượng cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp biến hóa thành long, đánh thẳng tới. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hữu trưởng ở trước người, trực tiếp vỗ ra. Ầm ầm, long hình ở dưới trường lực của hắn trong nháy mắt bị đánh nát bấy, kim quang kia tản ra, nhưng ở trong hư vô diễn hóa thế giới.
hình thành một vài bức đồ án mỹ cảnh, ở bên cạnh Lý Vân Tiêu lan tràn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, nhìn tiết điểm truyền tống trận hốt hoảng, biến mất ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, một mặt truyền tống không gian khác, trong phòng nhỏ ở Thiên Nhạc Phủ, một cổ huyết tinh chi khí lan tràn. Vài tên đệ tử bảo vệ triệt để không thấy, trên mặt đất khắp nơi là vết máu cùng thịt nát, xương bể, hai gã nam tử đứng trước truyền tống trận, nhìn chằm chằm trận pháp kia, trọng trọng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ không ra hắn nhanh như vậy liền đi ra, may mà chúng ta bố trí nhanh, bằng không liền lầm đại sự. Một người trong đó trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hừ, cho dù phong không được thì như thế nào, ta cũng không tin một cái Lý Vân Tiêu còn có thể lật trời. Một người khác có chút chẳng đáng, lạnh lùng nói. Không rõ mặt trên vì sao phải coi trọng hắn như vậy, mang tới cây dù kia làm mắt trận, quả nhiên là lãng phí. Nếu có cây dù kia trong tay, hơn nữa ta ngươi liên thủ, coi như là đánh chết hắn cũng không nói chơi. Người nọ hừ lạnh nói. May là ngươi không có làm như vậy, bằng không hiện tại hóa thành thịt nát xương bể chính là chúng ta. Ta rốt cục hiểu vì sao thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng mặt trên vẫn chọn ta là phụ trách. Người nọ mất hứng nói. Ngươi cũng quá nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình đi. Người kia nói. Không nói nữa. Nếu không phục, lần sau ngươi có khả năng đi tìm Lý Vân Tiêu đấu. Bất quá trước khi ngươi đi, trước đem kỳ chân dị bảo qua nhiều năm tích góp cho ta, miễn tiện nghi Lý Vân Tiêu. Hừ, ngươi cái miệng quạ đen này. Người nọ không phục, nhưng không nói gì, ngược lại nói. Phong ấn đã hạ, nên làm tránh sự. Phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn, ngẫm lại cũng kích động nhân tâm a, ta ngươi cuối cùng cũng làm một chuyện kinh thiên động địa. Thân ảnh hai người lóe lên liền tiêu thất ở trong phòng nhỏ, chỉ để lại một mảnh máu tươi. Trong lúc bất chợt, truyền tống trận bắn ra một đạo kiếm quang, toàn bộ trận pháp tách ra một đóa liên hoa. Bên trong có vô số cánh hoa nở rộ, như là cầu thang kéo dài tới xa xa. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu đạp cánh hoa mà lên, theo hắn đi ra thông đạo, toàn bộ hoa ảnh cũng tùy theo rơi vãi. Trước tán, quả nhiên là người thánh vực, muốn phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn. Thực sự là heo chó không bằng. Lý Vân Tiêu mắng một câu, tuy rằng hắn cũng muốn phá vỡ phong ấn, nhưng lúc này vẫn như cũ sinh ra lửa giận. Cũng được, để những thứ này mang ác danh đi, ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm là được. Hắn cũng lóe lên liền tiêu thất ở trong phòng. Tổng bộ Thiên Nhạc Phủ, trong lúc bất chợt vang lên tiếng chuông rồn rập, giật mình vô số phi điều tẩu thú trong núi. Nhất thời mấy trăm đạo quang mang bay lên trời. Người người trên mặt lộ ra kinh sắc, vội vàng hướng tổng bộ bay đi. Trước đại điện nghị sự, một quảng trường rộng mấy trăm trượng, hội tụ hơn trăm người, đều ngạc nhiên nhìn trung ương. Đại trưởng lão Mao Hạo không đi theo phía sau một đám người, khí thế ngập trời, trực bước trong đại điện. Tất cả mọi người cả kinh tản ra bốn phía, không dám tiến lên. Đại trưởng lão cùng trưởng môn ân oán từ lâu mọi người đều biết, nhưng nghĩ không ra vậy mà sẽ công nhiên đối địch. Đại trưởng lão cái này là ý gì? Hôm nay cũng không phải là ngày phát cung phụng, lui về đi. Thanh âm của Bách Chiến Thắng từ trong đại điện truyền ra, lạnh lùng không mang theo cảm tình. Ai cũng có thể cảm nhận được thế cuộc hết sức căng thẳng, nếu đại trưởng lão dám dẫn người bắt đầu thêu chuyện, sợ là làm xong chuẩn bị tử chiến đến cùng, tất muốn máu chảy thành sông. Hừ, chút cung phụng kia Mao Hạo không ta vẫn chướng mắt. Ngày hôm nay mang theo đông đảo đệ tử là vì vấn tội Bách Chiến Thắng ngươi. Mao Hạo không lớn tiếng quát, trực tiếp dùng tay chỉ đại điện, một cổ khí thế cực mạnh tản ra, nhấc lên vô số bụi bặm. Các đệ tử đều bay lên trời, không dám đứng trước sơn môn, chỉ có thể nhìn xa xa, đều hết hồn. Vấn tội, Bách Chiến Thắng ta từ khi thượng vị tới nay, cẩn trọng làm việc, không dám nói công lao bao lớn, nhưng mà mang theo Thiên Nhạc Phủ phát triển. Trở thành một trong mấy thế lực lớn Tây Vực đều biết, đây là mọi người đều thấy, có phải mấy ngày nay đại trưởng lão ăn cái gì hư đầu hay không? Theo thanh âm truyền ra, Bách Chiến Thắng từ trong đại điện chậm rãi đi ra, phía sau đồng dạng theo một đám võ giả, mấy người Mạc Tiểu Xuyên cũng ở bên trong. Nhất thời khí thế hai phái người tăng cao, âm thầm phân cao thấp, xung quanh bị chấn cát bay đá chạy. Mao Hạo không quát. Người cái vô sỉ này. Vậy mà đem công lao của người khác hướng trên đầu mình đổ. Nếu không có thánh vực hỗ trợ, chỉ bằng Bách Chiến Thắng ngươi cùng chút nội tình của Thiên Nhạc Phủ, còn muốn ở Tây Vực lẫn ra hình dạng,
ta phi, nằm mơ đi. Tuy rằng sắc mặt Bách Chiến Thắng khó coi, nhưng vẫn chấn định như cũ nói. Trong này tự nhiên cũng có công lao của thánh vực, chỉ là bổn tọa chẳng biết đại trưởng lão nói tội từ đâu đến. Mao Hạo không cười lạnh một tiếng, tuét miệng nói. Hắc hắc, ngươi cho là mình thủ pháp bí ẩn, có thể giấu giếm được mọi người sao, hôm nay ta ở trước mặt người trong thiên hạ vạch trần ngươi. Bách Chiến Thắng, ngươi dám cùng yêu tộc cấu kết, hợp mưu muốn phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn, thả đại yêu bên trong ra, tội đáng chết vạn lần. Lời vừa nói ra, mọi nơi đều là tiếng nói nhỏ. Thường thường có yêu tộc xuất hiện ở gần thiên nhạc phủ cũng không phải là chuyện lạ gì, rất nhiều người đều biết, nhưng bọn hắn không hiểu được nội tình trong đó, lúc này nghe Mao Hạo không nói, đều là thất kinh, khó mà tin được. Sắc mặt Bách Chiến Thắng đại biến, mặc dù là người sau lưng hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Lập tức một người đứng dậy, nổi giận nói. Mao Hạo không, người thật không biết xấu hổ, rõ ràng là việc ác tha do các ngươi làm, bây giờ lại đội lên trên đầu trưởng môn, chết tiệt. Mao Hạo không cười lạnh nói. Rốt cuộc là người nào không biết xấu hổ, sẽ có công luận. Hiện tại hai vị đại nhân thánh vực đều ở đây, do bọn họ đến bình phán. Lý Vân Tiêu vẫn luôn ẩn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn từ phía sau Mao Hạo không đi ra hai người, chính là người thánh vực ở trong phòng hạ phong ấn. Hai người đều là cửu tinh đỉnh phong, một người sắc mặt trầm ngưng, không chút biểu tình, một người thì mang theo cười nhạt, nhất tề đi lên trước. Khí thế trên người hai người, còn có thân phận của thánh vực, lập tức kinh sợ toàn trường, ngay cả Bách Chiến Thắng cũng có chút trắng bệch, khí thế bị ép xuống. Người mặt không biểu tình mở miệng nói. Kẻ hèn này là Phi Thành, vị này chính là Thái Vượn, đến từ thánh vực ám ti. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài ném tới. Người ám ti. Mọi nơi đều kinh hãi, tên ám ti cực kỳ vang dội, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chỉ làm chút việc bất tiện công khai. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu từ trên người hai người này đảo qua, tuy rằng đều là cửu tinh đỉnh, nhưng so với lúc trước giết chết ám ti cục trưởng kém không ít, cũng không biết ám ti có cục trưởng mới tiền nhiệm hay không. Nếu thánh vực thật là người muốn phá vỡ Ngũ Hà Sơn phong ấn mà nói, để cho ám ti ra ngoài là thuận lý thành trương. Chỉ không biết người sau lưng rốt cuộc là người nào. Sắc mặt của Bách Chiến Thắng càng thêm khó coi, cầm lệnh bài trong tay đưa qua, chắp tay thở dài nói. Nguyên lai là hai vị đại nhân thánh vực, chỉ là thiên nhạc phủ đúng sai, thánh vực có thể tra rõ ràng sao? Phi Thành đạo, thánh vực tự nhiên không rõ ràng lắm. Mao Hạo không sửng sốt, kinh ngạc nói. Cái này, đại nhân. Phi Thành giơ tay lên, cắt đứt hắn nói. Thị phi đúng sai chúng ta mặc kệ, nhưng có người yêu tộc lén vào thiên nhạc phủ muốn phá vỡ phong ấn là không giả, hiện tại ta lấy thân phận thánh vực chấp pháp xử, lệnh ngươi giao chìa khóa phong ấn Ngũ Hà Sơn ra đây, do hai người chúng ta bảo quản. Lý Vân Tiêu thầm mắng vô sỉ, bất quá cái này đích thật là biện pháp tốt, có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Sắc mặt Bách Chiến Thắng có chút không được tự nhiên nói. Giao ra chìa khóa cũng có thể, nhưng chỉ bằng lời nói của hai vị đại nhân. Thứ cho ta khó theo. Trừ khi có thủ dụ của chấp chính tư đại nhân. Phi Thành mặt không đổi sắc nói. Việc này quan hệ trọng đại, hai người chúng ta tới vội vội vàng vàng, còn chưa kịp lấy thủ dụ. Bách Chiến Thắng khổ sở nói. Nói như vậy ta liền khó làm. Thái Vượn cả giận nói. Khó làm cái rắm, lẽ nào mặt mũi của ám ti chúng ta còn chưa đủ sao? Chìa khóa phòng ấn Ngũ Hà Sơn là thánh vực nhờ ngươi bảo quản. Hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Bách Chiến Thắng nói. Chính là bởi vì như vậy, ta mới càng không thể khinh thường, không có thủ dụ, thứ cho ta khó tòng mệnh. Mao Hạo không mừng thầm trong lòng, ước gì Bách Chiến Thắng cùng hai người thánh vực xích mích, đánh nhau là hay nhất, hắn vội vàng châm ngòi thổi gió nói. Đại nhân, xem ra hắn quả nhiên cùng người yêu tộc có cấu kết. Chỉ Thái Thanh trưởng lão của bản phái là sau khi trọng thương bị hắn giam lỏng. Hiện tại triệt để tiêu thất, sợ là đã biết chút gì, gặp độc thủ của hắn. Thái Vượn cười hắc hắc nói. Nói như thế, thật đúng là có chuyện như vậy, xem ra thánh vực chúng ta nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp. Mặc dù Bách Chiến Thắng tĩnh dưỡng tốt, cuối cùng cũng không nén được tức giận, quát. Mao Hạo không, chuyện này ta đang muốn tính sổ với ngươi đây. Ngươi giết đồng môn đệ tử, cướp chỉ Thái Thanh đi, hiện tại lại cắn ngược ta. Các đệ tử càng khiếp sợ hơn, đều sờ không rõ đầu óc, chẳng biết ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Phi Thành hừ lạnh nói.
một mảnh bừa bộn, chìa khóa đặt ở Thiên Nhạc phủ các ngươi chính là tai họa ngầm. Mau giao ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Khí thế trên người hắn tăng vọt, ép tới bọn người Bách Chiến Thắng biến sắc, xem ra có khuynh hướng trực tiếp động võ giải quyết. Mao Hạo không cười lạnh nói. Bách Chiến Thắng, ngươi dám chống lại thánh vực chấp pháp lệnh, quả nhiên là giáp tâm hại người, may mà phát hiện sớm. Bách Chiến Thắng cả giận nói. Thánh vực chấp pháp, nhất định phải có lệnh bài chấp pháp, hai vị đại nhân chỉ có lệnh bài thân phận của ám ti, còn chưa đủ đi. Thái Viên cười nói. Có đủ hay không há là một tiểu phái như ngươi định đoạt. Nếu không giao chìa khóa, chết. Hắn đạp một bước ra phía trước, trực tiếp đem đại địa đạp rạn nứt, đại điện sau lưng mọi người sập xuống, toàn bộ đỉnh núi cũng vỡ nát. Bách Chiến Thắng cả giận nói. Khinh người quá đáng, việc này ta sẽ đi thánh vực tìm chấp chính tư đại nhân phân xử. Đi thánh vực, ngươi cầu thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết yêu tộc, tội muôn lần chết, hôm nay hai ta liền đem ngươi tại chỗ hành pháp. Khí thế trên người Thái Viên không ngừng kéo lên, trong mắt tuôn ra sát khí, võ giả bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều là cả kinh hồn phi phách tán. Sắc mặt mấy người Mạc Tiểu Xuyên cũng ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch. Thần sắc trên mặt Phi Thành lạnh lùng nghiêm nghị, nói. Bách Chiến Thắng đại nhân, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, giao chìa khóa ra, có thể miễn chết. Sắc mặt Bách Chiến Thắng hơi tái, lực lượng trên người Thái Viên không phải là hắn có thể chống lại. Huống chi đối phương còn có Phi Thành, cộng thêm lực lượng cùng lực ảnh hưởng của Mao Hạo không, nếu đánh nhau, sợ là phần thắng cực nhỏ. Bên mình cũng chỉ có hắn và Tô Liên Y là cửu tinh đỉnh vũ đế, nhưng Tô Liên Y bất quá là hời hợt chi giao, không có khả năng vì giúp mình mà đắc tội thánh vực. Bách Chiến Thắng mặt âm trầm, cắn răng nói. Hai vị đại nhân có biết chìa khóa là vật gì sao? Thái Viên hừ nói. Quản nó là vật gì, lấy ra nhanh. Phi Thành thì bình tĩnh hơn nhiều, nói. Vật gì? Sắc mặt Bách Chiến Thắng cực kỳ khó coi nói. Chìa khóa phòng ấn Ngũ Hà Sơn, là tín vật trưởng môn Thiên Nhạc Phủ, đời đời tương truyền. Trước đây coi nó là tín vật, là ngụ ý các đời trưởng môn Thiên Nhạc Phủ đều phải thề sống chết bảo vệ vật ấy. Mặc dù ta bất tài, nhưng cũng không dám vi phạm tổ tiên chi nguyện. Phi Thành chậm rãi nói. Cái này cũng không tính là vi phạm tổ tiên chi nguyện. Chìa khóa này vốn là thánh vực giao cho tổ tiên ngươi bảo quản, hiện tại chỉ là giao về mà thôi, ai bảo ngươi vô năng như vậy, để cho yêu tộc xông vào nội bộ Thiên Nhạc Phủ. Bách Chiến Thắng kích động nói. Ta không biết hai vị đại nhân mạnh mẽ đòi lấy chìa khóa là có ý gì, nhưng nếu vì phá vỡ phong ấn Ngũ Hà Sơn, ta nguyện ý triệt để phá hủy chìa khóa này, chặt đứt tất cả ác niệm. Hắn mở tay ra, một ngọc ấn hoàng sắc ở phía trên xoay tròn, tản mát ra quang mang nhu hòa. Phía trên có 10 đạo văn tự không ngừng lóng lánh. Trong mắt Bách Chiến Thắng hiện lên ngoan sắc, giơ tay lên liền hướng ngọc ấn vỗ tới. Dừng tay. Mấy tiếng nộ xích vang lên, phản ứng lớn nhất là hai người Phi Thành, một uy thế bài sơn đảo hải ép tới. Ở trong vô số bụi bẩm, một đạo hồng mang hiện lên, trong nháy mắt bao lấy ngọc ấn, hóa thành độn quang trùng thiên mà đi. Là ai? Lưu lại. Vài tiếng kinh sợ vang lên. Sau đó liền thấy Thái Viên hóa thành hình thái cự linh, vung tay phách về phía hồng mang. Ầm ầm, bầu trời bị một chưởng vỗ bể, bàn tay to kia trực tiếp rơi vào khoảng không, hồng mang ở dưới áp lực thật lớn xé rách không gian, trực tiếp phá không mà đi. Bách Chiến Thắng cũng kinh hãi không ngớt, thất thanh kêu lên. Thương yêu, sắc mặt Phi Thành đại biến, cả giận nói. Bộ tộc Thương yêu, Bách Chiến Thắng nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch nói. Chính là Thương yêu, sẽ không sai, cái này phiền phức lớn. Cả người hắn có chút thất hồn lạc phách. Chết tiệt. Thái Viên giận dữ, trực tiếp giận chó đánh mèo tới hắn, nổ quát một tiếng, bàn tay hướng trên người hắn vỗ tới. Mặc dù Bách Chiến Thắng có chút hoảng hốt, nhưng tu vi ở đó, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần, nổi giận dựng lên, hai tay kết ấn liền đánh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh núi bị nổ nát bấy. Tất cả đệ tử Thiên Nhạc Phủ chạy thì chạy, chết thì chết. Dừng tay. Phi Thành quát, ngăn cản Thái Viên nói. Đều dừng lại, việc cấp bách là phải tìm về chìa khóa kia. Lúc này Thái Viên mới khôi phục trạng thái bình thường, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chỉ vào Bách Chiến Thắng cười gằn nói. Nếu phong ấn Ngũ Hà Sơn bị phá, ngươi nhất định phải chết. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao cùng thánh vực,
cùng người trong thiên hạ bàn giao. Bách Chiến Thắng cả giận nói. Ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay báo cho thiên hạ biết, nếu không phải các ngươi mạnh mẽ đòi lấy, Ngọc Ấn cũng sẽ không mất. Mao Hạo không hét lớn. Bách Chiến Thắng phạm ngập trời chi tội, chết không có gì đáng tiếc. Mong hai vị đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, trước bắt hắn, lại tìm chìa khóa về. Sắc mặt Phi Thành biến hóa thoáng cái nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Kỳ thực nội tâm hắn cũng không nắm được chú ý, nếu chìa khóa bị yêu tộc cầm đi, hơn phân nửa là sẽ đi phá phong ấn. Chuyện tốt như thế, bọn họ đỡ phải xuất thủ, hơn nữa có khả năng thuận lý thành trương đem tội đổ lên trên người Bách Chiến Thắng. Mao Hạo không kích động nói. Bách Chiến Thắng này cùng người yêu tộc sớm có cấu kết, mặc dù phải đem chìa khóa tìm về, từ trên người Bách Chiến Thắng hạ thủ mới là biện pháp tốt nhất. Thái Viên cười nói. Nói không sai, bất kể như thế nào, nếu chìa khóa là từ trong tay hắn mất, vậy trước tiên bắt hắn đi. Thân ảnh hắn lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bách Chiến Thắng, dữ tợn đánh tới một quyền. Bách Chiến Thắng giận dữ, cũng lười giải thích, quát lớn. Nếu người thánh vực thị phi chẳng phân biệt được, ta cũng chỉ có thể phản kháng, ngày sau chấp chính tư đại nhân tự có phán đoán sáng suốt. Chư vị đồng môn có nguyện theo ta phản kháng hay không? Những cường giả thiên nhạc phủ phía sau đều lòng đầy căm phẫn, quát lớn. Nguyện theo trưởng môn. Mao Hạo không cuồng thiếu nói. Ha ha, vừa lúc đem những thứ ngoan cố này thanh trừ, mọi người theo ta lên. Hắn mang theo thủ hạ của mình trong nháy mắt nhằm về phía những trưởng lão kia. Về phần Bách Chiến Thắng, có hai vị thánh vực ám ti ở đây, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bách Chiến Thắng không ngừng tách ra Thái Viên công kích, vội la lên. Tô Liên Y đại nhân, Như Vân công tử, trợ ta. Phi Thành nhướng mày, hướng Tô Liên Y ngưng mắt nhìn qua. Lúc này trong sân, cửu tinh đỉnh cường giả cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ, hắn cũng có chút sợ không rõ lai lịch đối phương, sau khi nghe nhất thời nhíu mày, nói. Thiên nhất các chủ Tô Liên Y. Sắc mặt Tô Liên Y đạm nhiên, cũng không có bị loạn chiến trước quấy nhiễu nói. Phải. Phi Thành nói. Ta không biết tại sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi muốn giúp Bách Chiến Thắng. Tô Liên Y lắc đầu nói. Đây là chuyện giữa thiên nhạc phủ với thánh vực các ngươi, ta không muốn nhúng tay. Lời này nhất thời để cho tất cả mọi người sửng sốt, xem nàng trước cùng Bách Chiến Thắng đứng gần như vậy, vốn tưởng rằng là một phe. Ngay cả Bách Chiến Thắng cũng phiền muộn đến cực điểm, thầm nghĩ thương nhân quả nhiên là nặng lãi nhẹ nghĩa, không khỏi la lên. Tô đại nhân, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ngày sau tất có thâm tạ. Tô Liên Y nói. Bách Chiến Thắng đại nhân, xin lỗi, ta có lập trường của ta. Sau lưng Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng lẳng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích, tựa hồ đối với trước mắt thờ ơ. Quân Như Vân kinh sợ không ngớt nói. Các ngươi. Mạc Tiểu Xuyên hai tay ôm ở trước người, nói. Sư đệ, ta mong ngươi cũng không nên nhúng tay, không đếm xỉa đến mới là cử chỉ sáng suốt. Quân Như Vân nổi giận nói. Nghĩ không ra các ngươi là người sợ chết như vậy. Cho tới nay tuy rằng ta khinh chỉ số thông minh của các ngươi, nhưng ít ra còn có dũng khí, nghị lực, nghĩa khí đáng giá Quân Như Vân ta tán thưởng. Hôm nay vừa thấy, thực sự là làm ta thất vọng, sợ là sư phụ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ thất vọng. Trên mặt hắn một mảnh xương lạnh, không nói hai lời liền rút kiếm ra, đón đám người Mao Hạo không giết qua. Khuôn mặt Hắc Liên Thiếu Hoàng hơi co lại, hừ nói. Ta vẫn cho là thằng nhãi này lãnh huyết, xem ra ngược lại hiểu lầm hắn. Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên khẽ thở dài, vừa rồi ba người được Lý Vân Tiêu truyền âm, để cho bọn họ không nên tự ý hành động, tạm thời không nên cùng người thánh vực nảy lên xung đột, bằng không sớm đã không nhịn được xuất thủ. Dù vậy, Hắc Liên Thiếu Hoàng vẫn còn có chút tâm dương khó nhịn, nhìn phe Bách Chiến Thắng không ngừng bị đánh lui, cau mày nói. Chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Mạc Tiểu Xuyên lại bình tĩnh nói. Chuyện tự có sư phụ nhận định, người bình tĩnh chút đi, nghìn vạn lần không nên cùng người thánh vực xung đột, để tránh bị sư phụ trách cứ. Phi Thành nhìn ba người vài lần, nhân tiện nói. Nếu ba vị thức thời như vậy, ta đây cũng sẽ không khó xử ba vị, xin ly khai đi. Tô Liên Y nói, mặc dù chúng ta không giúp Bách Chiến Thắng, nhưng mà không muốn ly khai, liền ở đây xem cuộc vui a. Hả? Phi Thành sửng sốt một chút, liền cười lạnh nói. Cái trò vui này cũng không phải dễ nhìn như vậy.
Tô Liên Y không nhanh không chậm nói. Đại nhân muốn làm cái gì thì làm, coi chúng ta không tồn tại là được. Phi Thành nhíu mày, lai lịch đám người Tô Liên Y hắn tự nhiên là biết, bọn họ không có giúp Bách Chiến Thắng xuất thủ cũng đã kỳ quái, nguyên tưởng rằng là sợ bản thân, hiện tại xem ra rõ ràng không phải, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn chỉ là có chút kiêng kỵ Lý Vân Tiêu, nhưng nghĩ đến lúc này Lý Vân Tiêu vẫn còn phong ấn trong Bất Quy Cảnh, liền thoáng yên tâm, hừ lạnh nói. Người đã muốn xem, vậy trợn to mắt nhìn cho kỹ, nghìn vạn lần đừng đem cái mạng nhỏ của mình phụ vào. Hắn không để ý tới ba người nữa, phất ống tay áo một cái, liền đi đến Bách Chiến Thắng. Đám người Bách Chiến Thắng nhất thời cảm nhận được áp lực lớn lao, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên trong lòng tất cả mọi người rùng mình, một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở trên bầu trời, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Là Yêu Chiết, mang theo vài tên yêu tộc, lạnh lùng đứng ở trên bầu trời, một bộ sự tình không liên quan đến mình. Bị khí thế cường đại của vài tên yêu tộc áp bức, tất cả mọi người ngừng tranh đấu, tách xa nhau. Ô, sao lại ngừng? Không cần cố kỵ ta, chư vị tiếp tục đi. Yêu Chiết cười ha hả, một bộ nhìn có chút hả hê. Bách Chiến Thắng vội nói. Chiết đại nhân, giúp ta. Giúp ngươi. Gương mặt Yêu Chiết nghiền ngẫm, cười nhạo nói. Ngươi cũng có thời điểm cầu ta sao? Nghĩ tới ta cũng là yêu tộc quân sư, thân phận tôn quý hơn ngươi gấp trăm lần, cho ngươi làm một việc nhỏ sao phiền phức như vậy? Bách Chiến Thắng cắn răng nói. Chìa khóa đã không có ở trong tay ta. Cái gì? Thần sắc Yêu Chiết khẽ động, hướng đám người Phi Thành nhìn lại, trong mắt lộ ra sát khí. Phi Thành cảm thụ được người này cường đại, bị ánh mắt bất thiện đảo qua, vội vàng nói. Chìa khóa bị người đoạt đi, cũng không có ở trong tay chúng ta. Yêu Chiết lạnh giọng nói. Là ai cướp đi? Bách Chiến Thắng nói. Chiết đại nhân muốn tìm chìa khóa về, không có ta trợ giúp là không thể nào, mặc dù ta báo cho ngươi biết là ai, ngươi cũng không thể tìm được. Yêu Chiết mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Muốn ta xuất thủ cứu cái mạng nhỏ của ngươi, liền lấy ra chút bản lĩnh, đừng múa mép khua môi. Mao Hạo không vội vàng nói. Chiết đại nhân nghìn vạn lần đừng nghe nói bậy, cướp chìa khóa đi là bộ tộc Thương Yêu từ trong khe nứt Ngũ Hà Sơn phong ấn trốn ra. Cái gì? Đa số người ở đây đều thất kinh, ngay cả Phi Thành cùng Thái Viên cũng khiếp sợ không thôi, thoáng cái tất cả ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cả người Yêu Chiết đại chấn, kinh sợ nói. Bộ tộc Thương Yêu. Trong tròng mắt hắn nhất thời bắn ra sát khí vô biên, tất cả võ giả đều là một trận sợ hãi, chỉ cảm thấy sát ý tận xương. Hầu như muốn phá nát thân thể. Mao Hạo không càng đứng mũi chịu sào, sợ đến run run thoáng cái. Yêu Chiết âm trầm đáng sợ, thân thể hầu như khó khống chế muốn yêu hóa. Lúc nào người bộ tộc Thương Yêu chạy ra, sự tình lớn như vậy, sao không nói cho ta biết? Mao Hạo không ngừng run lên, ở dưới khí thế của Yêu Chiết áp bách hoàn toàn không có năng lực phản kháng, run rẩy nói. Rất lâu rồi, ta vẫn không dám xác định. Cho nên không dám báo cho đại nhân biết. Đột nhiên Bách Chiến Thắng cười ha hả nói. Ha ha, Mao Hạo không, người vẫn vu tội ta cùng yêu tộc cấu kết, hiện tại là người nào, mọi người vừa xem hiểu ngay đi. Hai vị đại nhân thánh vực, xin nhìn rõ mọi việc. Thì ra là thế, đúng là đại trưởng lão cấu kết yêu tộc, vẫn chỉ hưu bảo ngựa, vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi nơi một mảnh thổn thức, sắc mặt mọi người nhìn Mao Hạo không nhất thời thay đổi. Phi Thành nộ trừng Mao Hạo không một cái, tựa hồ trách hắn che giấu chuyện Thương Yêu, lại như là trách hắn ngu xuẩn, tại chỗ bại lộ bản thân, làm hai người bọn họ tiến thối lưỡng nan. Yêu Chiết giận dữ không ngớt, lạnh giọng nói. Ta mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, dám gạt ta sự tình lớn như vậy, nếu không phải ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, bằng không hiện tại bổn tọa sẽ giết ngươi. Sắc mặt Mao Hạo không thoáng cái trắng bệch, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể bất cứ giá nào. Một con đường đi tới, thành làm vương, bại làm giặc. Hắn cắn răng nói. Chiết đại nhân, xin ra tay giết Bách Chiến Thắng, ta nhất định phụ trách tìm chìa khóa về. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta thủy chung là nhất trí. Một gã trưởng lão phía sau Bách Chiến Thắng nổi giận nói. Đồ vô sỉ, lúc này chính mồm thừa nhận. Đột nhiên Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Ha ha, cái này liền phiền toái. Hai vị đại nhân thánh vực nên làm thế nào cho phải đây? Hắc Liên Thiếu Hoàng trợn mắt nói.
còn có thể làm sao, đương nhiên là chóc nã kẻ phản bội chân chính rồi. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Cái này chưa chắc. Hắc Liên Thiếu Hoàng một bộ thản nhiên nói. Ta không tin, chẳng lẽ thánh vực cũng cùng người yêu tộc cấu kết? Mạc Tiểu Xuyên nói. Kỳ thực ta cũng không tin, rất muốn nhìn một chút a. Sắc mặt Phi Thành cùng Thái Viên cực kỳ khó coi, hai người cũng không biết như thế nào cho phải. Có khả năng khẳng định là không thể chơi đùa cùng Mao Hạo không, nhưng nếu đứng bên Bách Chiến Thắng, chẳng phải là muốn đối phó yêu chiết. Tên đại yêu trước mắt này vừa nhìn là biết siêu phàm nhập thánh, không phải là mình muốn chết sao? Yêu chiết tựa hồ chỉ quan tâm chuyện thương yêu, hỏi. Thực lực thương yêu làm sao? Mao Hạo không lắc đầu nói. Không biết, năm đó thương yêu trốn ra, ta vốn cho là hắn đã chết, không nghĩ tới còn sống. Là bị tên hỗn đản chỉ Thái Thanh kia giấu đi. Yêu chiết lạnh lùng nói. Cái gì cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì. Mao Hạo không cả kinh, nhất thời cảm nhận được sát khí cực mạnh vọt tới, vội vàng nói. Ta có thể giúp đại nhân tìm chìa khóa về, dù sao ta là Thiên Nhạc phủ đại trưởng lão, đối với chìa khóa vẫn là hết sức hiểu rõ, hơn nữa đối với địa hình dãy núi này cũng quen thuộc. Bách Chiến Thắng lạnh lùng nói. Chìa khóa do ta bảo quản gần trăm năm, có thể quen thuộc hơn ta sao? Đồng thời ta biết tìm như thế nào? Mao Hạo không hoảng hốt, cả giận nói. Bách Chiến Thắng ngươi. Yêu chiết cười lạnh một tiếng, nói. Nói như vậy, đại trưởng lão là hoàn toàn không có giá trị lợi dụng rồi. Hắn giơ tay lên, hư không bắn ra, nhất thời trong hư không hiện ra mấy cây cầm huyền, kích thích bắn ra vầng sáng cực mạnh. Không. Mao Hạo không cảm thụ được sát ý, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng phi thân bỏ chạy. Thình thịch, hai tiếng huyền hưởng, hai vầng sáng trước sau đánh vào trên người hắn, trực tiếp nổ thành thịt nát, bị gió thổi tán trên không trung. Tất cả mọi người đại biến, thân là Thiên Nhạc phủ đại trưởng lão, thực lực của Mao Hạo không rất mạnh, nhưng bị một chiêu đánh chết, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, không ai dám hé răng. Yêu chiết khinh miệt nói. Vô dụng như vậy. Còn muốn bản tọa kích thích song huyền. Hắn xoay người hướng Bách Chiến Thắng nói. Đi thôi, theo ta đi tìm thương yêu. Tất cả mọi người dùng mình, tựa hồ đối phương đối với thương yêu hứng thú còn trên chìa khóa. Hai người thánh vực nhìn nhau một cái, nội tâm cũng nắm lấy bất định, nhưng bất kể như thế nào, khẳng định là không thể cùng những yêu tộc này nảy lên xung đột. Mục đích của mình vốn là mở Ngũ Hà Sơn phong ấn, những yêu tộc này hơn phân nửa cũng là như vậy. Vậy chỉ cần lẳng lặng quan sát, cũng tiết kiệm sức lực. Hắc Liên Thiếu Hoàng hiếu kỳ nói. Hai vị thánh vực đại nhân không phải là muốn bảo quản chìa khóa Ngũ Hà Sơn, để tránh rơi vào tay yêu nhân sao, hiện tại yêu nhân cướp chìa khóa xuất hiện, sao hai vị đại nhân bất động? Phi Thành cùng Thái Viên đều là vẻ mặt xấu hổ, thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Hắc Liên Thiếu Hoàng, nếu ánh mắt có thể giết người, Hắc Liên Thiếu Hoàng đã tan xương nát thịt. Mạc Tiểu Xuyên cười ha hả nói. Ngươi cái đầu mộc này, nói chuyện như vậy không phải là khiến hai vị đại nhân tiến thoái lưỡng nan sao, lấy thực lực của hai vị đại nhân, nếu xông lên, đó không phải là chịu chết sao, không lên lại mất mặt, lúc tiến thối lưỡng nan như vậy, ngươi đi đặt câu hỏi, không cảm thấy ngu ngốc sao? Nếu hai vị đại nhân thẹn quá thành giận, đem cừu hận chuyển đến trên người ngươi, lấy tính mệnh của ngươi, đừng trách sư huynh ta không cứu ngươi. Hắc Liên Thiếu Hoàng liên tục gật đầu nói. Thì ra là thế. Ta sai rồi. Phi Thành cùng Thái Viên tức đến sắc mặt tái xanh, bốn mắt tuôn ra hàn quang, nội tâm đem hai người Mạc Tiểu Xuyên giết vô số lần. Bách Chiến Thắng xoay người, đối với một vị lão giả nói. Tôn trưởng lão, lúc ta không ở đây, liền do ngươi thay chức trưởng môn, những người còn lại phải toàn lực phụ trợ. Lão giả kia kinh hãi, vội nói. Trưởng môn, tất cả cẩn thận a. Bách Chiến Thắng nói. Ta sẽ lưu ý tận lực sống trở về, nếu như không được, sau này Thiên Nhạc phủ liền nhờ vào ngươi. Người còn lại cũng là buồn giận lẫn lộn, lưu luyến không rời. Yêu chiết có chút không nhịn được, lạnh giọng nói. Làm lỡ thời gian của bổn tọa, nếu thương yêu chạy mất, ta lấy toàn bộ Thiên Nhạc phủ huyết tế. Sắc mặt mọi người đều đại biến, giận mà không dám nói gì. Bách Chiến Thắng nói. Trên ngọc ấn có các đời trưởng môn Thiên Nhạc phủ lưu lại phong ấn và thần thức, thương yêu muốn trong thời gian ngắn xóa đi là không thể nào. Hắn nhìn thoáng qua hai người Phi Thành nói. Hai vị đại nhân xin trấn thủ ở cửa vào phong ấn, để tránh bị người thừa cơ.
Hai người Phi Thành đều nhíu mày, sợ là Bách Chiến Thắng làm sao cũng nghĩ không ra, mục đích của bọn họ là muốn mở ra phong ấn. Phi Thành nói, yên tâm đi, cửa vào phong ấn liền giao cho hai người chúng ta. Yêu Chiết khinh thường hừ nhẹ một tiếng, quát. Đi. Vài tên yêu tộc cùng Bách Chiến Thắng nhất thời hóa thành lưu quang, hướng xa xa bỏ chạy. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói. Chúng ta cũng đi. Ba người theo độn quang kia đuổi theo. Sắc mặt Phi Thành trầm xuống, vốn muốn ra tay ngăn bọn họ, nhưng nghĩ một chút thì ngừng lại, hướng tôn trưởng lão nói. Cửa vào phong ấn ở đâu? Nhanh dẫn chúng ta đi. Tôn trưởng lão không dám chậm trễ nói. Hai vị đại nhân xin mời theo ta. Quân Như Vân đứng trên trời cao, trầm tư một chút, cũng vội vàng đuổi theo đám người Mạc Tiểu Xuyên. Ở trong dãy núi trùng điệp không dứt, trong u cốc nào đó, một thác nước chảy xuống, đập ra tiếng nước ầm ầm, rầm rĩ không ngớt. Một đạo hồng quang lóe lên, ở trước thác nước hiện thân, chính là Dương Tiên Sinh. Trong tay hắn nâng ngọc ấn của trưởng môn Thiên Cơ Phủ, trên mặt lộ ra nhanh sắc, lẩm bẩm. Chìa khóa phong ấn sao? Chỉ thấy hắn làm ra cử động kinh người, trực tiếp vứt ngọc ấn lên, sau đó một quyền đánh tới. Ngọc ấn ở trên không trung không ngừng lóe lên các loại quang mang, từng đạo phong ấn cấm chế bị kích hoạt, nhưng vẫn như cũ gánh không được một quyền, hồng quang chớp động, tất cả cấm chế đều bị phá bỏ. Ngọc ấn tựa hồ có linh, phát sinh uẩn thanh chói tai, muốn tránh thoát quyền kia ràng buộc. Thiết, chỉ là huyền khí cũng muốn từ trong tay bổn tọa đào tẩu. Quyền kình của Dương Tiên Sinh gia tăng vài phần lực lượng, Ngọc Ấn mất đi sức chống cự, quang mang không ngừng mờ đi, tùy thời muốn vỡ nát. Đột nhiên sắc mặt Dương Tiên Sinh đại biến, hoảng sợ lớn tiếng quát. Người nào? Một cổ nguy hiểm tử vong dưới đáy lòng lan tràn, phía sau không hiểu xuất hiện một đạo kiếm lực cường đại, phá không bổ tới. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu bị một kiếm kia chém trúng, sợ là tại chỗ hóa thành thịt nát. Dương Tiên Sinh hoảng hốt. Bất chấp nghiền ép ngọc ấn, thân ảnh bỗng nhiên chấp động, thi triển ra huyết độn thuật, hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp ở tại chỗ tiêu thất. Suy, kiếm khí từ chỗ hắn đứng xẹt qua, xé rách một cái khe thật dài, chém vào trong thác nước. Sau đó một đạo thanh quang hiện lên trên không trung, bắt lấy ngọc ấn. Là ngươi. Sau khi Dương Tiên Sinh độn khai, xuất hiện cách đó hơn mười mấy trượng, trong mắt một mảnh huyết sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người kia. Chính là nam tử trước đó ở trong tiểu viện đánh lén qua một lần. Lý Vân Tiêu nâng ngọc ấn, ung dung nói. Tình huống thực sự là phức tạp, người thủ hộ phong ấn muốn phá vỡ phong ấn, người bị phong ấn lại muốn bảo vệ phong ấn, thế giới này sao kỳ quái như thế? Dương Tiên Sinh lạnh lùng nói. Vậy ngươi là muốn phá hay bảo vệ? Lý Vân Tiêu nói. Trước muốn bảo vệ, hiện tại lại muốn phá. Dương Tiên Sinh sửng sốt một chút. Nghĩ không ra sẽ là đáp án này, hơn nữa vẻ mặt của Lý Vân Tiêu chân thành tha thiết, hiển nhiên không có nói dối, cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Tại sao? Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lý Vân Tiêu than thở. Ai, thực sự là thế sự như cờ, đổi tới đổi lui, ta cũng là thân bất do kỷ. Nhưng ta rất tò mò, vì sao ngươi phải thủ hộ phong ấn, không muốn để cho đồng bạn của mình thoát khốn. Dương Tiên Sinh vung tay lên, không hài lòng nói. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Mọi người đều có chuyện khó xử, ta minh bạch. Hắn chuyển thân muốn ly khai. Đứng lại. Dương Tiên Sinh quát, huyết quang lóe lên, liền ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Lưu Ngọc ấn lại. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Ngươi nghĩ được sao? Dương Tiên Sinh theo dõi hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn một trận, mới nói. Ngọc ấn này đã bị huyết ấn của ta nhuộm, mặc dù ngươi mang đi, cũng đã vô dụng. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn ngọc ấn trong tay, quả nhiên phía trên có vết máu loang lổ, đồng thời khí linh đang không ngừng suy yếu. Đa tạ nhắc nhở. Lý Vân Tiêu bóp lôi quyết, trực tiếp vỗ vào ngọc ấn, nhất thời lôi đình chi lực điên cuồng tản ra, đem toàn bộ đại ấn tẩy sạch. Trên ấn lôi quang thiểm thiểm, khí tượng ảm đạm hễ quét là sạch, linh khí mười phần. A, ngươi. Dương Tiên Sinh nhất thời trợn tròn mắt, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, phàm là bị huyết thuật của hắn ô nhiễm qua, sẽ không có tiền lệ phục hồi như cũ. Hắn không biết thần lôi của Lý Vân Tiêu chính là trí dương trong thiên địa, chuyên khắc các loại tà thuật,
hơn nữa bản thân hắn còn là cửu giai thuật luyện sư, lý giải đối với huyền khí viễn siêu thường nhân. Lưu Ngọc ấn lại. Dương Tiên Sinh lửa giận công tâm, đồng thời ảo não bản thân sơ suất, khiến cho đối phương đoạt đi. Lúc này song trường hợp lại ở trước người, toàn bộ thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, trực tiếp vỗ ra. Vô số huyết quang hiện lên khắp bầu trời, như sương như yên, thoáng cái bọc Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang thu hồi ngọc ấn, hai tay kết ấn, hóa ra một cái đại ấn kim sắc, phá tan huyết sắc, đối oanh mà lên. Nhân sinh phiêu miểu, hồng nhạn hữu ấn. Ầm ầm, đại ấn trực tiếp phá tan trưởng thế của đối phương, đem Dương Tiên Sinh đánh bay mười mấy trượng. Trong mắt Dương Tiên Sinh đều là kinh hãi cùng bất khả tư nghị, cắn răng nói. Người rõ ràng chỉ là cửu tinh đỉnh phong mà thôi, tại sao lực lượng cường đại như vậy? Lý Vân Tiêu nói, ngươi hỏi nhiều lắm, hiện tại tâm tình của ta còn tốt, có thể cho ngươi đi, bằng không chỉ bằng chuyện ngươi ở trong tiểu viện đánh lén ta, cũng đủ để xử tử. Dương Tiên Sinh lạnh giọng nói, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi phá vỡ phong ấn. Hắn cơ hồ là gào thét, hai tay không ngừng bắt ấn, trong cơ thể bay ra vô số huyết quang, mỗi một đạo phảng phất hóa thành bóng người, ở bốn phía kêu rên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa giống như biển máu. Ngay cả thác nước cũng từ từ nhuộm đỏ. Lý Vân Tiêu cảm khái nói. Một gã yêu tộc, lại một lòng muốn bảo vệ Ngũ Hà Sơn phong ấn, thật để cho người thổn thức. Đi tìm chết đi. Lực lượng trên người Dương Tiên Sinh càng ngày càng cuồng bạo, quát. Ám huyết thôn thiên. Vô số huyết ảnh không ngừng ngưng tụ, như huyết phụ tụ thành võng, từ bốn phương tám hướng thôn phệ mà đến. Huyết phụ không chỉ ăn mòn nguyên lực đế khí. Bên trong còn truyền đến các loại kêu rên, như là địa ngục, lôi kéo tâm thần người, trực tiếp công kích linh đài thức hải. Hai tay của Lý Vân Tiêu chặp lại, sau đó chậm rãi tách ra, mang theo một mảnh lôi đình, thanh quang không ngừng lóe ra. Từng vòng tinh hoàn từ trên người hắn bay ra, hướng bốn phương tám hướng tản đi, cả người từ từ hư hóa thành lôi, lôi giới lực như vạn mã bôn đằng, đánh thẳng vào thế giới huyết sắc. Dương Tiên Sinh giận dữ hét. Trả chìa khóa cho ta. Trả cho ta a, người cái cặn bã này. Hắn triệt để nổi điên, cả người mất đi hình thái, hóa thành một huyết ảnh, như cự linh gào thét ở trên trời cao. Vô số sinh linh huyết sắc không ngừng đánh thẳng vào lôi giới, muốn xé rách nó. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đạm nhiên, quả đấm bóp lôi quyết, kéo tay giơ lên thật cao, ngâm khẽ nói. Sấm gió động cửu tiêu. Ầm ầm. Nhìn dặm trời cao, vô số lôi vân ngưng tụ, ở trong tầng mây vô biên. Thanh sắc phun ra nuốt vào, dần dần hóa thành hình rồng, rung động cửu tiêu. Ở phía xa đám người yêu chiết cũng khiếp sợ nhìn dị tượng trên bầu trời, tất cả đều đề cao tốc độ, hướng chỗ lôi long bay đi. Cửu tiêu lôi long lao xuống, như vẫn thạch rơi vào đại địa, trực tiếp trùng kích vào trong sơn cốc. Ầm ầm, sơn cốc bị huyết hải thấm nhuần, trong nháy mắt kích lên ngàn tầng sấm dậy, nổ ra từng tầng tinh hoàn, nhằm bốn phương tám hướng. Vô số đỉnh núi trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Yêu chiết mắt nhìn chừng chừng, hừ một tiếng. Chanh! Một tiếng huyền hưởng vang lên, trên thân đao hiện ra ngân huyền, triển lấy quấn nhiễu, như là dây thường đem hai tay của Lý Vân Tiêu ràng buộc. Trên mặt yêu chiết lộ ra vui mừng, dữ tợn nói. Vừa nóng người đã kết thúc, thật làm cho ta thất vọng. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm ngân huyền kia, mặt không đổi sắc. Hai tay vẫn như cũ kẹp chặt thân đao, nói. Làm sao, ngươi muốn nhận thua? Ha ha, ngươi thật hài hước. Yêu chiết cười lạnh nói. Âm huyền trên yêu đao của ta chính là lúc thiên địa sơ khai, một luồng tuyệt âm phiêu đãng ở trong hỗn độn ngưng hình, bị tổ tiên yêu tộc cô đọng thành huyền, không có gì có thể phá. Hắn châm chọc cười lạnh, nhẹ phun một chữ nói. Cung! Ngân huyền run lên, phát sinh một thanh âm. Mạnh mẽ hướng trên người Lý Vân Tiêu tua nhỏ. Phốc, phốc, phốc. Hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng nổ lên, hóa thành mây khói màu xanh. Yêu đao trong tay yêu chiết thuận thế chém tới, lập tức đem hắn chém thành hai khúc, toàn bộ bầu trời bị chém, giống như cắt ra một khối, bầu trời rơi xuống vài phần, thương khung rung mạnh thoáng cái. Cả người của Lý Vân Tiêu bị đánh nát bấy, hóa thành một mảnh lôi ảnh nhàn nhạt, không ngừng lan tràn. A! À. Xa xa quân như vân kinh hô một tiếng, hầu như đứng không vững, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, Lý Vân Tiêu chết có chút quái dị, không có chút máu tanh nào. Hả?
Ất Mộc hóa linh chi khu. Trong lòng Yêu Chiết giật mình, thu hồi đao, thoáng cái múa ra một mảnh ánh sáng, hướng trong lôi ảnh chém tới. Ngũ hành linh thể hầu như bất tử bất diệt, nhưng này chỉ là đặc trưng, so với người bình thường càng khó chết mà thôi, nhưng thụ thương quá nhiều vẫn phải treo. Lôi ảnh tựa hồ cảm nhận được đao ý, đùng điện quang lóe lên, liền lập tức bay sang nghìn trượng, hóa ra chân thân. Nhưng những đao mang kia tựa hồ có linh, trực tiếp đuổi theo, như là vô số quang điểu truy đuổi. Lý Vân Tiêu lấy ra sắc thiên kiếm hạp, tay bấm niệm thần chú, nhất thời kiếm ảnh đầy trời, một mảnh kiếm chi kết giới mở ra, nhằm về phía đao mang kia, đều bị chém bể. Thiên kiếm lưu, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, trong kiếm giới nhất thời hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, rậm rạp chằng chịt, như cuồng phong mưa rào chém tới. Yêu Chiết cả kinh, vội vàng vận đao, vụng về chém vài cái, thân thể phảng phất như cố định, một mảnh đao mang phụt ra, che ở trước người. Phanh, phanh, phanh. Vô số kiếm vũ chém xuống, đều bị ánh đao kia ngăn trở, đánh ra vô số quang mang, như hàng nghìn hàng vạn huỳnh hỏa ở trong trời đêm chớp động. Mấy thức đao pháp phụng về này của Yêu Chiết, kỳ thực là đại trí giả ngu, đại xảo nhược chuyết, đem toàn thân mình bảo vệ kín không kẽ hở. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống, tay bấm niệm thần chú chậm rãi giơ lên. Kiếm ảnh đầy trời hóa thành tinh vân lưu chuyển, vô số kiếm phủ ở bên trong cuồn cuộn. Hàng tỷ kiếm ý từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một phương kiếm đồ, diễn hóa thế giới. Mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là Quân Như Vân, hắn vốn là kiếm đạo cường giả, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ kiếm ý khó diễn tả bằng lời, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, nhìn lại vạn kiếm đồ, trong nháy mắt đã bị nhiếp tâm thần, khó mà tự giữ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tựa hồ kiếm ý trong cơ thể bị hút hết, thần thái cả người thoáng cái tiêu thất, uể oải không phấn chấn. Mạc Tiểu Xuyên vội vàng điểm vài huyệt vị quanh người hắn, quát. Tĩnh tâm ngưng thần, nghìn vạn lần không thể xem kiếm đồ. Hắn lần thứ hai gặp Lý Vân Tiêu thi triển chiêu này, tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó. Phàm là cường giả dùng kiếm, đều sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này không trung ngưng kiếm đồ, chính là kiếm ý của thiên hạ vạn kiếm, ẩn chứa kiếm đạo vô thượng. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm làm trận nhãn, diễn sinh ra kiếm hải tinh không, vạn kiếm đại đạo. Mới vừa rồi bị Yêu Chiết chém thương, Lý Vân Tiêu cũng tổn hại nguyên khí, không thích hợp cùng hắn chiến đấu nữa, vì vậy thi triển ra kiếm đạo vô thượng, trực tiếp tống hắn quy thiên. Yêu Chiết cũng tựa hồ phát hiện bất hảo, cả người khiếp sợ đến tột đỉnh, cổ khí tức kiếm đạo kia, chỉ là uy áp liền để hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Chết tiệt! Yêu Chiết cũng không phải người lỗ mãng, biết không địch nổi chiêu này, trực tiếp xoay người rời đi. Còn muốn chạy, quá muộn rồi. Vạn kiếm quy nhất. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, kiếm đồ ở trên trời cao lượn vòng, chém xuống. Yêu Chiết hoảng hốt, thân thể to lớn thoáng cái đình chỉ đào tẩu, phảng phất đứng yên bất động. Hắn phát hiện kiếm này căn bản tránh không khỏi, thiên phú võ giả cường đại để cho hắn trong nháy mắt lãnh tĩnh, hai tay cầm đao đưa ra sau lưng. Vô số vũ ý quy tắc ở trên thân đao cuồn cuộn, tuyệt âm hóa thành ngân huyền nhảy lên. Đao ta như nhau. Bốn chữ phun ra, trên người Yêu Chiết cũng lóe ra đao mang đồng dạng, cùng yêu đao trong tay hòa làm một thể, đón kiếm đổ thẳng chém mà lên. Phảng phất như một vì sao rơi xẹt qua trời cao, dung nhập hư không vô tận, sau đó chợt nổ tung, toát ra ánh sáng chói mắt, chiếu toàn bộ đại địa sáng trưng. Đao mang kiếm ý kinh khủng khuếch tán. Hóa thành vô số cơn lốc lượn vòng, cuốn chiếu thiên địa. Một đạo kiếm quang chói mắt kích phá cửu tiêu, toàn bộ thiên nhạc phủ đất rung núi chuyển. Thân thể Yêu Chiết ở trong kiếm quang, thân thể không ngừng nghiền nát, kêu thảm thiết liên tục, bị quyển vào trong thiên không. Vài tên yêu tộc khác hoảng hốt, sợ đến vội vàng xoay người bỏ chạy. Lý Vân Tiêu thu liếm kiếm khí, tất cả đều trở về trong cơ thể, cũng lười truy những yêu tộc kia. Dưới vạn kiếm đồ, toàn bộ núi non hoàn toàn cải biến, Bách Chiến Thắng ở ngắn ngủi hóa đá, cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng tiến lên bái kiến nói. Gặp qua phá quân đại nhân. Lý Vân Tiêu nói. Không cần đa lễ. Gặp qua sư phụ. Xa xa Quân Như Vân cũng cả người run rẩy, không nhịn được hai mắt rơi lệ, trực tiếp lăng không bái hạ. Nhìn không thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy hai vai run rẩy kịch liệt, còn thấp giọng ngưng ế. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói.
đứng lên đi, mấy năm nay ngươi cũng tiến bộ rất lớn. Vừa rồi dưới vạn kiếm đồ ta thấy ngươi tâm thần thất thủ, lấy tư chất của ngươi, sau khi trở về tỉ mỉ tìm hiểu, tất bước vào cửu tinh cảnh. Vâng. Quân Như Vân không ngừng dập đầu, kích động đến không thể đứng lên. Hắc Liên Thiếu Hoàng cau mày nói. Ngươi cách không dập đầu, đầu không chạm đất, dập đầu thật dối trá a. Thân thể Quân Như Vân thoáng cái cứng lại, lạnh giọng nói. Ta thật muốn đánh ngươi cái ngu xuẩn này. Bách Chiến Thắng cảm khái nói. Có Phá Quân đại nhân tọa trấn Thiên Nhạc Phủ, Ngũ Hà Sơn phong ấn rốt cuộc ổn thỏa. Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ nói. Sợ là khiến cho trưởng môn thất vọng rồi. Bách Chiến Thắng sửng sốt một chút, vội la lên. Lẽ nào đại nhân muốn đi? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ngũ Hà Sơn phong ấn này quan hệ một chuyện khác, xin lỗi, ta phải phá vỡ nó. À, tất cả mọi người thất kinh, ngay cả mấy người Mạc Tiểu Xuyên cũng khiếp sợ không thôi. Bách Chiến Thắng kinh ngạc nói. Cái này, chẳng lẽ Phá Quân đại nhân không nhìn thiên hạ thương sinh sao? Thiên hạ thương sinh, Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ai nói yêu tộc đi ra sẽ tai họa thương sinh, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, mà không phải là tuyệt đối. Còn nữa, việc này ngay cả thánh vực cũng không quản, ta quản tới làm cái gì? Lúc này hắn đem việc của Phi Thành cùng Thái Viên nói một lần. À, lúc này Bách Chiến Thắng càng há to mồm choáng váng, một lúc lâu mới thở dài, nói. Nếu ngay cả thánh vực cũng như vậy, vậy ta còn ngây ngốc kiên trì cái gì? Trong lời nói của hắn mang theo chán ghét cùng thất lạc vô tận, còn có bi phẫn. Lý Vân Tiêu nói. Phía sau hai người này rốt cuộc là vị chấp chính nào quấy phá, còn đợi điều tra, nhưng Ngũ Hà Sơn phong ấn ta phải phá. Bách Chiến Thắng nói. Phá Quân đại nhân danh khắp thiên hạ, mặc dù có lời khó nói, nhưng làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ thóa mạ sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Mặc dù không sợ, nhưng mà không cần thiết chọc cái phiền phức này. Nếu hai người Phi Thành cùng mục tiêu của ta nhất trí, việc này liền giao cho bọn họ đi làm a. Hắn lấy ra ngọc ấn, đưa cho Bách Chiến Thắng nói. Đem ấn này giao cho hai người bọn hắn. Đợi bọn hắn phá vỡ phong ấn, ta lại ra bắt gian, gánh tội liền giao cho thánh vực a. Bách Chiến Thắng nhìn ngọc ấn, nội tâm một trận phát khổ, nhưng bất kể là Lý Vân Tiêu hay là thánh vực, đều không phải là hắn chọc nổi, huống chi thánh vực đã mặc kệ, mình kiên trì làm chi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn cũng sảng khoái, thu hồi ngọc ấn nói. Vậy liền y theo ý chí của Phá Quân đại nhân. Mấy người thương định xong, liền đi tới phong ấn chi địa. Đột nhiên giữa không gian truyền đến một trận gào thét, như bách thú phi nhanh, ngàn điểu đua tiếng. Mấy người ngừng lại, đều kinh dị nhìn lên trời cao. Bất quá trong khoảnh khắc, trên bầu trời tràn đầy tử võng rậm rạp chằng chịt, răng khắp nơi, xỏ xuyên qua càn khôn. Ở trên tử võng, không ngừng có dã thú cùng phi cầm chi ảnh hiện lên. Truyền tống đại trận nhảy qua vực. Bách Chiến Thắng kinh hô một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Khắp bầu trời hiện lên yêu khí, hiển nhiên là có yêu tộc đại năng phá không truyền tống, hơn nữa xa không chỉ một người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nhìn. Sau khi có bốn con quái vật không phải long không phải mã xuất hiện, trên người mặc trang bị kim sắc, bốn vó ở trên tử võng bôn tẩu, chậm rãi lôi ra một chiếc chiến xa, hiện lên ở trên bầu trời, không ngừng đi tới. Trên chiến xa tràn đầy đồ án xa hoa lộng lẫy, có khắc bách thú bách điểu. Không ngừng có yêu thú cường đại hiện lên, đi theo bốn phía chiến xa phi nhanh, có phi cầm lăng không, xoay quanh ca hát. Cái này, tim Bách Chiến Thắng đập loạn, hầu như muốn nhảy ra, thất thanh nói. Yêu Hoàng, Lý Vân Tiêu nắm chặt song quyền, cũng cảnh giác, tuy rằng người tới chưa hiện thân, nhưng tồn tại có thể có khí thế này, hiện nay trong yêu tộc, ngoại trừ vạn yêu chi hoàng gia, liền không có người thứ hai. Theo bốn quái vật. Kim sắc chiến xa, chim bay thú chạy kia xuất hiện, bắt đầu có đạo đạo khí tức cường đại phá không mà hiện, hóa thành từng thân ảnh yêu tộc, theo sát hai bên chiến xa. Bách Chiến Thắng hoảng sợ thấp giọng nói. Phá Quân đại nhân, cái này như thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Yêu Hoàng xuất hiện, hơn phân nửa là bởi vì kim giản mất, xem ra hiện tại chính là thời cơ bọn họ nội ứng ngoại hợp phá vỡ phong ấn, nói như thế, sẽ không có chuyện gì của ta. Bất kể là người thánh vực xuất thủ cũng tốt, yêu hoàng xuất thủ cũng được,
chỉ cần phong ấn mở là được. Sắc mặt Bách Chiến Thắng trắng bệch, hiện tại phá vỡ phong ấn hầu như thành kết cục đã định, hiện tại hắn quan tâm là Thiên Nhạc Phủ ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu như có đại quy mô yêu tộc xuất hiện, phát sinh xung đột gì, sợ là Thiên Nhạc Phủ liền trực tiếp trở thành lịch sử. Lý Vân Tiêu biết tâm tư của hắn, nói. Tốt nhất là hạ lệnh tất cả nội môn đệ tử rút lui khỏi Thiên Nhạc Phủ, đi Cổ Võ Đế Quốc lẫn tránh, đồng thời thông chi tất cả tông môn phụ cận, để cho bọn họ cũng cảnh giác, dù sao yêu tộc từ Ngũ Hà Sơn xuất thế, hậu quả khó mà dự liệu. Bách Chiến Thắng nói. Đại nhân nói cực phải, ta liền đi làm. Hắn vội vàng lấy ra mấy khối truyền tin ngọc bài, lăng không đánh ra các loại tin tức, lóe lên liền biến mất ở bốn phía. Sau đó thi triển độn thuật, bay tới chỗ phong ấn. Trên bầu trời chiến xa chạy một lúc đột nhiên ngừng lại. Vài bóng người yêu tộc trực tiếp ở phía trước hiển lộ ra, cúi thân quỳ xuống, đồng nói. Gặp qua Ngô Hoàng bệ hạ. Trong chiến xa truyền đến thanh âm nam tử nói. Sao chỉ có mấy người các ngươi, quân sư đâu? Vài tên yêu tộc đều toát mồ hôi lạnh, một người trong đó rung giọng nói. Quân sư đại nhân hắn làm sao? Nam tử trong chiến xa tựa hồ cảm thấy có sự tình gì không tốt, thanh âm có chút gấp cùng nghiêm khắc. Đột nhiên sau chiến xa, có một nam tử yêu tộc chỉ vào bầu trời, cả kinh nói. Đó là, quân sư đại nhân. Trong mắt hắn lục quang lấp lánh, tựa hồ người mang linh mục thần thông nào đó, trực tiếp nhận thấy trên bầu trời nghìn dặm, một thân thể yêu tộc phiêu đáng, tứ chi sụi lơ, sinh cơ yếu ớt. À, chính là Triết đại nhân. Vài tên yêu tộc khác cũng kinh hô lên. Một gã yêu tộc ở cạnh chiến xa mở ra hai cánh, liền xuất hiện ở trên bầu trời, ôm lấy Triết mang xuống. Hắn nhẹ nhàng rơi vào cạnh chiến xa nói. Ngô Hoàng bệ hạ, Triết đại nhân ngất đi, tính mệnh không lo. Trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, yêu Triết đầy người vết rách, khải thân nghiền nát không thể tả, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Trong chiến xa truyền đến thanh âm nói. Quân sư thực lực siêu phàm nhập thánh, tông môn phụ cận Ngũ Hà Sơn có người là địch thủ của hắn sao? Chuyện là như vậy. Một gã yêu tộc vội vàng nói, đem chuyện ở trong truyền tống trận vô tình gặp được Lý Vân Tiêu, đến kim giản bị đoạt, ngọc ấn mất đi, tung tích thương yêu tộc xuất hiện, và Triết cùng Lý Vân Tiêu đánh một trận nói rõ rõ ràng ràng. Phá quân vũ đế cổ phi dương chuyển thế. Trong chiến xa truyền đến một giọng nam khác, có chút run rẩy, tâm tình ba động cực lớn. Khó mà tự giữ. Giọng nam lúc trước nói. Việc này có thể xác định không? Một yêu tộc vội nói. Không thể xác định, nhưng có 8-9 thành. Tên nam tử khác kia nói. Nếu thật là cổ phi dương ở đây, quân sư thụ thương cũng chẳng có gì lạ. Mang quân sư vào, ta trị liệu cho hắn. Màn xe chiến xa được vén ra, phát sinh quang mang ba động nhỏ nhẹ, bên trong rộng mở không gì sánh được, chỉ ngồi hai người. Một người trong đó thân thể khôi ngô, không giận tự uy. Da thịt có vẻ hoàng sắc nhàn nhạt, đầu đội tử kim quan, mặc một bộ cẩm y bách điệp xuyên hoa đỏ thẫm, đẹp đẽ quý giá. Chính là vạn yêu chi hoàng của đương kim thiên hạ, Hoang. Một người khác thì khí vũ hiên ngang, mày như mặc họa, tao nhã trang nghiêm, chính là thuật luyện sư thiên phú cao nhất mấy vạn năm qua của yêu tộc, Ngả. Yêu tộc ôm chiếc kia lóe lên liền xuất hiện ở trong chiến xa. Nhẹ nhàng đặt ở trước mặt yêu tộc Nho Nhã. Sau đó hướng hai người gật đầu, liền khom người lui xuống. Ánh mắt Hoang đảo qua tổn thương trên người Triết, hai tròng mắt không khỏi co rút nói. Kiếm ý thật là cường đại, hộ thể yêu khí của quân sư cũng bị phá hết. Ngả tỉ mỉ kiểm tra một chút, cũng không có quá nhiều biểu tình nói. May mà gặp được chúng ta, bằng không tùy ý phiêu đãng ở trong hư không liền nguy hiểm. Đương kim thiên hạ. Có thể có được kiếm ý cường đại như vậy, vị tất chỉ có cổ phi dương, nhưng có khả năng là hắn rất lớn. Hoang nói, cổ phi dương cũng tới, đồng thời cướp đi kim giản, hành trình Ngũ Hà Sơn này sợ sẽ có biến đổi bất ngờ, mau chóng cứu tỉnh quân sư lại. Vâng, Ngả đáp nhẹ một tiếng, lấy ra một viên thuốc cho Triết nuốt vào. Sau đó ngũ chỉ ở trên thân thể Triết nhẹ nhàng phất qua, từng đạo hà quang từ bốn phía mọc lên. Vô số kiếm thương trên người Triết bắt đầu khép lại, khuôn mặt cũng hiện ra nhiều màu sắc biến hóa, linh khí trong cơ thể không ngừng được kích hoạt. Đội ngũ yêu tộc ở trên trời cao bắt đầu tiến tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng phương hướng chính là chỗ Bách Chiến Thắng đi, Ngũ Hà Sơn phong ấn.
Lý Vân Tiêu vì phòng ngừa vạn nhất nên lặng yên theo sau, hiện tại thế cục phức tạp, chỉ sợ có biến hóa ngoài ý muốn. Vì tránh cho bại lộ hành tung, hắn để cho tất cả mọi người tiến nhập giới thần bia, chỉ còn một mình theo đuôi. Một lát sau chiến xa liền đi tới bầu trời Thiên Nhạc Phủ, người ở trên đỉnh núi từ lâu đã nhận được tin tức, đi không có một bóng người. Những đại yêu kia không khỏi nhăn mi, hiển nhiên thần thức của bọn chúng đã cảm giác không được bất luận tồn tại gì. Hoàng chậm rãi nói, hành trình của chúng ta đã bị phát hiện, Thiên Nhạc Phủ có chuẩn bị mà chạy. Bất quá bọn hắn vốn không phải là mục tiêu của chúng ta, không cần để ý bất cứ chuyện gì, trực tiếp đi Ngũ Hà Sơn. Chiến xa vẫn không dừng lại, trực tiếp hướng xa xa mà đi. Lý Vân Tiêu truyền âm vào trong giới thần bia, đối với Quân Như Vân nói. Vị trí Ngũ Hà Sơn phong ấn ở đâu? Quân Như Vân vội nói. Đồ Nhi không biết, ngay cả vị trí cụ thể của Ngũ Hà Sơn cũng không biết được, này đều là cơ mật của Thiên Nhạc Phủ, sợ là chỉ có trưởng lão trong môn mới có thể biết. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Trong Thiên Nhạc Phủ sớm có kẻ phản bội. Hắn có chút hối hận không hỏi Bách Chiến Thắng địa chỉ cụ thể, hiện tại chỉ có thể đi theo phía sau yêu tộc, có vẻ có chút bị động. Đột nhiên chiến xa ngừng lại, bốn quái vật kéo xe liên tiếp ngẩng đầu kêu một trận, mới dần dần dừng lại. Vài tên yêu tộc đi ra phía trước, nói thầm một lúc, một người trong đó lập tức bỏ xuống một quyển trục. Quyển trục lăng không bay lượn, tản mát ra kim quang, bên trong có vô số phù hiệu cổ quái bay ra. Lý Vân Tiêu liếc nhìn lại, liền biết những phù hiệu kia đều là không gian tọa độ, quyển trục kia là luyện kim thuật ghi lại tọa độ, lúc này thả ra ngoài, dùng để tìm địa điểm chân chính. Đột nhiên một cái tọa độ sáng lên, yêu tộc kia đại hỉ, hai tay bấm niệm thần chú, đánh vào trong tọa độ. Sau đó lấy phù hiệu kia làm điểm, một đạo trận lực tản ra, cảnh tượng bốn phía nhất thời phát sinh biến hóa. Núi non của Thiên Nhạc Phủ không ngừng hóa thành quang điểm tiêu tán, một phen cảnh tượng khác hiện lên, trong hư không, một ngọn núi xa hoa lộng lẫy xuất hiện, tản mát ra hà quang màu sắc rực rỡ. Tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại, đều nhìn về phía ngọn núi, thượng không thấy đỉnh, trực thấu vân tiêu, hạ không thấy đáy, tốc hành địa phủ. Ngọn núi này không chỉ nguy nga, lại bởi vì ý nghĩa tồn tại của nó không giống bình thường, đặt ở trong lòng mỗi một vị yêu tộc, đều phảng phất không thở nổi. Mành xa từ từ mở ra, hoàng cùng ngả từ bên trong đi ra, lăng không nhìn ngọn núi kia, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng mặt trời chiều ngã về tây, cho người cảm giác hoa vàng ngày mai. Ngả nói, Ngũ Hà Sơn này đúng là một kiện huyền khí. Mọi người nghe vậy, đều giật mình không thôi, nhưng đối với ngả nói, người nào cũng sẽ không hoài nghi. Hoàng trầm ngưng nói, huyền khí gì, có thể trấn áp tộc ta mấy nghìn năm. Lực lượng cuồn cuộn không ngừng kia là từ đâu mà đến. Ở dưới ánh sáng của Ngũ Hà Sơn tán mát ra, thân ảnh của ngả có chút đỏ ửng, chỉ vào phía dưới nói. Từ đại địa mà đến, ngọn sơn phong này chắc là do nguyên thạch biến dị hóa thành, sau khi bị Cố Thanh Thanh luyện hóa, nên ngưng tụ thành sơn. Vật ấy vốn là thổ chi nguyên tố, tự nhiên cùng cả vùng núi thành một thể, diễn sinh ra lực lượng vô tận. Xa xa trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, hắn nguyên bản đối với hà quang kia cảm thấy nghi hoặc, đoán có đại địa chi ý cực mạnh, bây giờ nghe ngả nói, càng thêm vững tin không nghi ngờ. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Ngũ Hà Sơn, lửa nóng hừng hực. Dù sao phong ấn là phải phá vỡ, ngọn núi này hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Bất quá để cho hắn nghi ngờ là, Ngũ Hà Sơn đang ở trước mắt, Bách Chiến Thắng cùng Thiên Nhạc Phủ trưởng lão, còn có hai người thánh vực đi đâu rồi. Chẳng lẽ nghe hắn nói như vậy liền chạy mất, đây cũng quá nhu nhược đi. Lúc này lại nghe Hoang nói. Ngả tiên sinh, nếu núi này là huyền khí, ngươi lại đối với đạo này vô cùng rõ, có phương pháp phá vỡ không? Ngả nói. Nếu là huyền khí khác, tự nhiên sẽ có biện pháp. Nhưng thổ hệ bổn nguyên này, lại liên tiếp đại địa vô biên, lực lượng lấy không hết dùng không kiệt, sợ là làm ít công to, rất khó nhất cử thành công. Cũng chính vì vậy, so với ta dự đoán còn muốn chắc trở. Tốt nhất là tìm chìa khóa đến, mới có thể có nắm chặt lớn nhất. Hoang cau mày nói. Khó khăn như thế sao? Khe nứt cũng xuất hiện vô số, không những tương hỗ truyền tin, ngay cả đê giai yêu tộc cũng có thể chạy ra, chắc là thiên sang bách khổng mới phải a. Ngả lắc đầu nói. Ngô Hoàng bệ hạ nói sai rồi. Người yêu tộc bốn phía đều hơi biến sắc, nhưng chợt khôi phục bình thường, cũng không có phản ứng quá lớn.
cũng chỉ có ngả mới có tư cách cùng can đảm nói với yêu hoàng như vậy. Hắn tiếp tục nói, mảnh không gian này không cố ý ẩn giấu cùng cách ly ra ngoài thiên địa, bản thân nó chính là vực giới của Ngũ Hà Sơn biến thành, Ngô Hoàng bệ hạ có khả năng cảm giác không gian chi lực thoáng cái, liền minh bạch phong ấn tổn hại chỉ là vô căn cứ. Hoàng nói, nếu như vậy, không ít tiểu yêu từ bên trong trốn ra là cớ làm sao? Ngả nói, việc này ta cũng không biết, đợi lát nữa phá phong sẽ tiến thêm một bước quan sát. Hoàng gật đầu nói, việc phá phong phải làm phiền ngả tiên sinh, chúng ta trước tìm ra cửa vào phong ấn. Phía sau một gã đại yêu nói, nhân loại thực sự là kỳ quái, lẽ nào sợ chết đến trình độ như vậy, thoát không dư một người. Một gã yêu tộc khác cười nhạo nói, Ngô Hoàng bệ hạ đích thân tới, cũng khó trách bọn hắn sẽ bỏ trốn, không trốn ngược lại không bình thường a. Đại yêu hừ lạnh nói, đừng vội nói bậy, nếu nhân tộc dễ đối phó như vậy, chúng ta đã sớm phá phong ấn, cứu tộc nhân đi ra. Nhất định là có tình huống gì đó, nghìn vạn lần không thể khinh thường. Hoàng nói, hồn nói không sai, mọi người nghìn vạn lần phải cẩn thận. Thực lực thánh vực ở trên chúng ta, không thể khinh địch. Mặt tên yêu tộc khác giọng căm hận nói, đáng tiếc tộc ta không thể một lòng đoàn kết, bằng không sao có thể ở trong tinh nguyệt ảo cảnh sống tạm bợ, nếu tất cả bộ lạc đều có thể ngưng tụ thành một, đừng nói thiên vũ đại lục, mặc dù là xưng bá toàn bộ thiên vũ giới cũng không nói chơi. Tất cả người yêu tộc sắc mặt thay đổi, tựa hồ xúc động tâm sự gì, có mấy người thì đưa đến ánh mắt trách cứ. Tên yêu tộc kia lại càng hoảng sợ, vội che miệng không dám nói nữa. Hoàng chậm rãi nói, chỉ cần có chư vị đoàn kết ở bên cạnh bản hoàng, chúng ta liền không địch thủ. Chúng ta nhất định thề chết theo Ngô Hoàng bệ hạ. Chúng yêu đồng nói, thanh thế rung trời, ngay cả những chim bay thú chạy kia cũng gào thét theo, yêu lực mênh mông tản ra, đầy rẫy toàn bộ không gian. Ngả cao mày nói, tất cả mọi người thu hồi yêu khí, ta đến điều tra Ngũ Hà Sơn phong ấn một chút, nhìn xem nơi nào có yêu khí tràn ra, kia chính là điểm yếu. Thần thức của hắn tản ra, nhất thời như một đạo thải hồng, phóng xuất quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian, cùng hồng quang của Ngũ Hà Sơn tương hỗ chiếu rọi. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, loại ánh sáng thần thức này chỉ ở trong điển tịch gặp qua ghi chép, chính là chỉ có thập giai thuật thần mới có thể ngưng thần thành quang, mặc dù là viên cao hàn cũng không khả năng làm được. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn hầu như tâm thần thất thủ, nội tâm hoảng sợ, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Ngả dĩ nhiên là thập giai thuật thần, dưới bầu trời này làm sao có thể thành thần? Vô số nghi vấn ở trong đầu hiện lên, đều là khó giải. Mà ánh sáng thần thức như là thủy nguyệt chiếu khắp đại địa, không ngừng khuếch tán. Lý Vân Tiêu cảnh giác, hắn hoàn toàn không có nắm chắc ở dưới ánh sáng thần thức kia còn có thể che giấu, dù sao cũng là chiêu số mà thập giai thuật thần mới có thể thi triển. Một khi hành tung bại lộ, hắn dự định trước tiên bỏ chạy. Ngược lại không phải là sợ những yêu tộc kia, mà là hắn đã xác định mục đích của những yêu tộc này, cùng mình hoàn toàn nhất trí, liền lười tranh đấu vô vị, cứu Lạc Vân Thường ra mới là chuyện khẩn yếu. Thần thức ánh sáng tản ra mấy trăm trượng, cách Lý Vân Tiêu 20-30 trượng liền ngừng lại. Ánh mắt ngả khẽ động, hướng nơi nào đó trong hư không nhìn lại, thở dài một cái nói. Là Lê Đại Nhân sao? Ra đi! Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng chỗ kia nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh sáng thần thức, không gian hơi hoảng động, một thân ảnh hiển hiện ra. Lý Vân Tiêu nhìn lại, chính là Lê ở Hồng Nguyệt Thành đánh một trận, xa cách đã lâu, không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn tiến thêm một tầng. Lê vừa xuất hiện, lập tức bị vô số thần thức tập trung, đều là sát khí ngẩng cao, tựa hồ có thù không đợi trời chung. Thần thức ánh sáng, ngươi bước vào thần cảnh. Lê cũng ngạc nhiên không gì so nổi, kinh ngạc nhìn ngả. Hoàn toàn không thể tin được. Ngả mỉm cười nói. Còn kém nửa bước, ánh sáng thần thức chỉ có thể lan tràn 700 trượng, bằng không phát hiện người hẳn sẽ không chỉ là ngươi. Thần thức ánh sáng 700 trượng. Dù vậy, Lê cũng phi thường giật mình, trên mặt có thần sắc đờ đẫn. Sắc mặt Hoàng có chút khó coi cùng ngưng trọng nói. Ngươi đã ở đây, như vậy mấy người kia cũng có thể ở đây đi. Nếu đã tới, liền ra đi. Người yêu tộc ta. Hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không cần trốn tránh tránh. Lê bất đắc dĩ nói. Cũng không phải là trốn, lúc ấy ta muốn đi, bất đắc dĩ chư vị tới quá nhanh, không đi kịp a.
Hoàng hừ nói. Nói như vậy, Thương đại nhân đã chạy thoát. Chạy, xem ra Hoàng đại nhân ít đọc sách, nên dùng từ không hợp a. Sắc mặt Lê đạm nhiên, lẳng lặng nói. Thương đại nhân tấm lòng bao dung, không muốn trong tộc ta xuất hiện xung đột kịch liệt, nên sớm liền rời đi. Hừ, Hoàng diễu cợt nói. Nhưng hắn chính là cội nguồn của xung đột, nếu có đại nghĩa như vậy, sẽ không để cho yêu tộc bền chắc như thép phân chia. Lê không nhanh không chậm nói. Vạn yêu chi hoàng, người giỏi thì ngồi, ai bảo Thương đại nhân so với ngài tốt hơn chứ? Mong Hoàng đại nhân phân rõ lý lẽ, thức thời nhượng hiền. Lớn mật, Hồn nổi giận nói. Ngươi tình là vật gì, dám cùng Ngô Hoàng bệ hạ nói như vậy? Trên mặt Hoàng cũng bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng. Trong mắt lóe ra hàn quang, hiển nhiên là động sát khí, cười lạnh nói. Ý của Lê đại nhân là, bản hoàng không thức thời. Lê nghiêm túc nói. Phải, nếu đại nhân có thể thức thời, thoái vị nhượng hiền, Thương đại nhân tất sẽ đem toàn bộ yêu tộc mang tới đỉnh phong. Tựu như Hồn vừa nói, không chỉ là thiên vũ đại lục, mặc dù là toàn bộ thiên vũ giới, cũng sẽ lấy yêu tộc ta vi tôn. Đại tế tự cũng chính là thấy được điểm này, cho nên mới đi theo Thương đại nhân. Ha ha, là nói lão hồ đồ kia. Hoàng cười lạnh nói. Còn có bát bộ yêu tộc đi theo lão hồ đồ, bây giờ còn có mấy người sống. Hồng Nguyệt Thành đánh một trận mất hết thể diện tộc ta, sao không chết sạch đi. Bây giờ còn có mặt mũi nói bản hoàng thoái vị. Khục, Ngô Hoàng bệ hạ nói ta như vậy, có chút quá phận đi. Xa xa truyền đến một trận ho khan, đại tế tự hóa thân ra, hình dạng có vẻ thập phần già nua, cầm trong tay một cây ba tong. Đi bước một tới. Ngả vừa thấy, rất xa thở dài hành lễ nói. Đại tế tự, trừ hắn ra, yêu tộc khác mặc dù có chút xúc động, nhưng đứng thẳng bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn, không ít người lộ ra vẻ đau lòng, tựa hồ không thể tha thứ hắn phản bội. Hoàng chắp hai tay sau lưng, lúc này siết chặt nắm tay, hiển nhiên nội tâm ba động cực lớn, lạnh giọng nói. Đại tế tự vẫn nhận thức ta là hoàng sao? Từ hành lễ nói. Ngô Hoàng bệ hạ một ngày không thoái vị, liền một ngày là hoàng giả. Hoàng lạnh lùng nói. Đại tế tự, ngươi rời đi để cho bản hoàng đau đến xé lòng a. Từ thở dài nói. Thiên ý khó vi phạm, ta cũng chỉ là làm tròn chức trách đại tế tự, cầu Ngô Hoàng tha thứ. Hoàng nói. Tuy rằng ngươi phản bội để cho yêu tộc tổn thất cực lớn, đồng thời hình thành cục diện phân liệt, còn đang không ngừng mở rộng, nhưng chỉ cần ngươi trở về. Bản hoàng đối với chuyện cũ bỏ qua, ngươi vẫn là đại tế tự của bản hoàng. Từ nói, thiên đạo có định số, không phải là sức người có thể sửa. Thời đại đang không ngừng đi tới, không chỉ có ta trở về không được, yêu tộc cũng trở về không được. Nói bậy, mặc dù thời đại đi về phía trước, đó cũng là bản hoàng lãnh đạo yêu tộc không ngừng đi về phía trước. Sắc mặt Hoàng trầm xuống, lạnh lùng nói. Đại tế tự, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Từ nói, sự lựa chọn của ta, là thời đại tuyển trạch, không có khả năng thay đổi. Mặc dù muốn lấy máu của ta đến tế thời đại này mở cửa, ta cũng phi thường vui lòng. Vậy ngươi đi chết đi. Tính nhẫn nại của Hoàng rốt cục ma diệt, giơ tay lên, lực lượng minh mông tụ ở trong lòng bàn tay, không ngừng bốc lên. Ngả vội vàng ngăn hắn lại nói. Bệ hạ ngừng tay. Hắn xoay người hướng Từ nói. Đại tế tự. Các ngươi xuất hiện ở nơi đây, tất cũng là vì việc Ngũ Hà Sơn, chìa khóa có ở trong tay ngươi không? Từ nhìn hắn một cái nói. Chìa khóa đã bị ta phá hủy, chư vị trở về đi. Sắc mặt Ngả khó coi nói. Thương tiên sinh cùng Ngô Hoàng bệ hạ tranh đấu ta không có ý nhúng tay, nhưng Ngũ Hà Sơn phong ấn vây khốn tộc ta mấy nghìn năm, đại tế tự vậy mà phá hủy chìa khóa, thật sự là không thể nào nói nổi. Người yêu tộc bốn phía cũng đều lòng đầy căm phẫn. Trước vẫn đối với Từ có vài phần tình nghĩ, hiện tại đã hóa thành sát khí. Từ nói, nếu Ngô Hoàng bệ hạ muốn phá phong ấn, từ hơn 10 năm trước liền có thể làm được, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng chọn ở lúc này phá phong ấn cứu người, kỳ tâm sáng tỏ. Chúng yêu kinh sợ, thần sắc trên mặt bất định, len lén nhìn về phía Hoàng, nội tâm đều tự suy nghĩ. Hoàng hừ nói, bậy, bản Hoàng vẫn luôn hao hết tâm tư. Muốn cứu đồng bào ra, cho tới giờ khắc này mới có cơ hội. Nếu không phải các ngươi tác loạn, tự nhiên đâm ngang, sợ là phong ấn nơi đây sớm bị ta phá vỡ. Từ nói, từ từng nhiều lần nêu ý kiến, cầu phá phong ấn Ngũ Hà Sơn,
nhưng ra sao? Đều bị Ngô Hoàng bệ hạ đẩy đi. Sắc mặt Hoang trầm xuống, quát. Đại tế tự, người quá âm hiểm đi. Vậy mà ở lúc này tính toán gây xích mích, nhưng người nào sẽ tin tên phản đồ ngươi? Sắc mặt Từ Thủy Chung không thay đổi nói. Việc năm đó không đề cập tới cũng được, cứu người bản tộc tự nhiên là cần thiết, chỉ là thời cơ chưa tới, bây giờ còn không thể đi ra. Hoang cười lạnh nói. Khi nào mới có thể đi ra? Từ nói. Đợi nội bộ yêu tộc đoàn kết nhất trí, không có phân kỳ. Bằng không hiện tại đã đủ rối loạn, lại ra một số người, ai biết sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Chê cười. Hoang lạnh lùng nói. Các ngươi những kẻ phản bội này chính là đầu nguồn của, loạn, còn có mặt mũi nói. Hôm nay phong ấn này ta là phá định rồi. Nếu đại tế tự cùng thương tiên sinh khó chịu, có thể đến ngăn cản ta. Trên người hắn có một cổ khí phách tản ra, uy hiếp tứ phương, khí thế bế nghĩa thiên hạ, ngay cả Lý Vân Tiêu ở xa xa cũng cảm thấy tim đập nhanh. Từ hơi biến sắc, tựa hồ không muốn chống lại phong mang của hắn, tránh qua một bên nói. Xin Ngô Hoàng bệ hạ lấy đại cục của bản tộc làm trọng. Làm càn. Hoàng cả giận nói. Còn dám hầu ngôn loạn ngữ, hôm nay bản hoàng không chỉ muốn phá vỡ phong ấn, còn muốn giết những kẻ phản bội các ngươi. Ngươi đã không có cơ hội, đại tế tự. Sát khí ngập trời trực tiếp ở trên không trung ngưng tụ thành quỷ ảnh, hướng Từ bắt tới. Từ xanh mặt, lùi ra sau mấy bước, trong tay thay đổi quyết ấn, đánh về phía sát khí, la lớn. Ngô Hoàng bệ hạ muốn phá vỡ phong ấn, không phải là muốn xua lang nuốt hổ sao? Nhưng bệ hạ dám xác định bộ tộc Thương Yêu trong Ngũ Hà Sơn sẽ trợ giúp ngươi sao? Phải biết bộ tộc Thương Yêu là tồn tại không kém gì bệ hạ, một núi làm sao chứa hai hổ, huống chi là ba hổ. Hoang lạnh lùng nói. Cái này không cần đại tế tự quan tâm, huống chi phá vỡ phong ấn là nguyện vọng của các đời yêu hoàng, bản hoàng làm như vậy chỉ là vì muốn tốt cho bản tộc mà thôi. Căn bản không tồn tại tư tâm. Về phần ngươi nói xua lang nuốt hổ càng chê cười, ai là lang ai là hổ, có bản lĩnh để cho thương ra đây nói chuyện. Sát khí biến hóa kia bị Từ đánh tan, hóa thành mây khói tán trên không trung. Hoang cười lạnh một tiếng, trong con người phụt ra sát khí, cả người lóe lên liền tiêu thất ở cạnh chiến xa, trực tiếp xuất thủ đánh về phía Từ. Dưới một quyền của Hoang, không gian bạo động, tiếng sấm gió mơ hồ truyền ra các nơi. Quy tắc từ bốn phương tám hướng lao tới đây, chúng tiến vào trung tâm và bị nhốt trong đó không thể thoát thân, liên tiếp thi triển các loại thân pháp cũng không làm chúng thoát khỏi hấp lực của một quyền kia. Đột nhiên một đạo quang mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trung tâm quyền kình, bao trùm thân hình của hắn, lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở cách đó hơn trăm trượng. Bành! Một quyền của Hoang đã thất bại, trực tiếp đánh bầu trời xuất hiện cái động. Gió mạnh trong đó không ngừng khởi động, hấp lực vô cùng lớn xé rách các nơi, không nơi nào có thể thoát khỏi. Ngả tiên sinh, ý gì? Sắc mặt Hoang khó nhìn, quay người nhìn chằm chằm vào ngả trên chiến xa. Ngả nói, đại tế tự ta, vừa là thầy vừa là bạn, ta không muốn bởi vì các ngươi tranh giành hoàng quyền mà chết đi, đối với ta tộc mà nói tổn thất quá lớn. Hoang tức giận, tùy ý cho đám phản đồ này làm loạn mới là tổn thất to lớn. Ngả tiên sinh, kính xin ngươi phân rõ sai trái. Ngả nhíu mày suy tư, thật sự quá khó lựa chọn. Hoang đạo, ngươi đã xuất tay cứu hắn một lần, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bổn hoàng từ trước tới nay cung kính với tiên sinh có thừa, nếu tiên sinh cố ý đối nghịch với bổn hoàng, như vậy không phải tiên sinh đã phụ tấm chân tình của ta hay sao? Ngả thở dài một hơi, quay người đi vào trong chiến xa, bộ dáng không quan tâm tới. Hoang nói, đa tạ tiên sinh, không có ngả trở ngại, Hoang đi lên phía trước, lạnh lùng nói. Đại tế tự thật sự lo lắng cho tộc ta, nhưng mà thời đại lựa chọn không theo ý nguyện của đại tế tự cứ an tâm nghỉ đi. Từ không lùi bước trước khí thế và áp bách cường đại, mà là lạnh nhạt nói. Đa tạ Ngô Hoàng bệ hạ quan tâm, lão phu còn muốn giữ tấm thân hữu dụng này chờ đợi lựa chọn của thời đại. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra từng đạo hào quang màu bạc, hóa thành vô số ngân xà chạy quanh người của hắn. Hoang mỉa mai nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Năm ngón tay của hắn khép lại như đao, trực tiếp lăng không chém xuống. Xuy, ngân xà không ngừng chém vỡ một mảng lớn quanh người của Từ, thân thể của hắn không ngừng chấn động mạnh mẽ, ngân quang nổ tung quanh người của hắn,
hóa thành trăm đầu ngân xà, chúng nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Cơ hội bảo toàn mạng sống chỉ có một, người đã bỏ qua rồi. Hoàng cười lạnh nói ra, hắn cười cợt nhìn qua vô số ngân xà lao tới, không gian ngũ hà sơn nằm trong sự khống chế của hắn, muốn thoát đi là chuyện không có khả năng. Ngàn vạn ngân xà không ngừng lao tới phía trước, lần này ngưng tụ ra cùng một chỗ. Dường như Lê đã sớm có chuẩn bị, hắn bấm niệm pháp quyết chờ đợi. Từ biến hóa xong liền thi triển ấn quyết, hai người bốn ấn tương hợp, một trận quang hình tròn tản ra trên người của hắn. Không tốt. Sắc mặt Hoang đột biến, thầm hô một tiếng không tốt liền đánh ra một quyền ngăn cản. Bành! Khí kình đánh thẳng vào trong hào quang màu bạc, lập tức đánh nát tất cả, nhưng thân ảnh Từ và Lê dần dần trở nên nhạt nhòa, sau đó là tiêu tán. Hoang giận dữ đánh ra một chưởng, lập tức sinh ra vô số hào quang đánh nát không gian chung quanh. Nhưng hai người bọn họ đã biến mất vô tung, không thể tìm ra. Đi ra! Hoang quát tháo một tiếng. Lửa giận và tiếng quát của hắn khiến cả vùng núi chấn động, hồi âm uốn lượn. Nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ đáp lại nào. Cả phiến thiên địa này đều nằm trong cảm giác của hắn, nếu có lối ra nào bị phá, chắc chắn không cách nào thoát khỏi tai mắt của hắn. Lê và Từ thi triển bí thuật che mắt hắn, lúc này hắn không thể dò xét ra cái gì cả. Trừ khi có thần thức chi quang của ngả, nhưng ngả đã tỏ thái độ sẽ không quản tranh đấu của bọn họ. Tự nhiên cũng sẽ không đi trợ giúp Hoang. Hừ, đại tế tự, ngươi thật sự làm bổn hoàng xem thường ngươi rồi, phế vật. Hoang giận dữ mắng mỏ một tiếng, biết rõ không có khả năng dùng ngôn ngữ khích bọn họ đi ra, quay người đi vào trong chiến xa, quát. Tiếp tục tiến lên phía trước, nếu đám tôm tép nhãi nhép các ngươi không dám hiện thân, bổn hoàng sẽ phá tan phong ấn trước mặt các ngươi, nhìn xem thời đại sẽ lựa chọn người nào. Chiến xa tiếp tục tiến lên. Người yêu tộc lúc này đầy ngưng trọng và kiên quyết. Ở cách ngũ hà sơn mấy ngàn trượng, thân ảnh Từ và Lê từ từ hiện thân. Sắc mặt hai người trở nên nặng nề, sắc mặt Từ biến thành trắng bệch, bị Hoang chặt đứt vô số ngân xà, suy giảm tới chân nguyên bản thể của hắn, hắn ho khan kịch liệt sau đó phun máu tươi. Lê ân cần nói, đại tế tự, thân thể của ngươi. Từ phất tay ý bảo không sao, nói, lão phu già rồi. Mặc dù thương đại nhân không có xuất hiện cũng sống không bao lâu, rất vinh hạnh dùng những năm cuối cùng của tính mạng ở cùng với các ngươi. Lê cao mày nói, đại tế tự đừng nói những lời bi tình như thế, tương lai yêu tộc còn cần nhờ ngài đảm đương. Từ cười nói, ta đảm đương không nổi, chỉ cần có thể trông thấy thương đại nhân nhất thống yêu tộc, ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Hắn thu liễm nụ cười, dõi mắt nhìn xa xa, nói. Hy vọng bọn họ đừng để Hoang tìm được. Lê nói. Vài tên nhân loại dường như thi triển bí pháp, có thể mượn lực lượng ngũ hà sơn ẩn độn chính mình, ngay cả chúng ta cũng không thể tìm ra. Ta hiện tại lo lắng thần thức chi quang của ngả tiên sinh, vạn vật không chỗ nào ẩn nấp cả. Từ cũng nói ra. Ngả thật sự là thiên tài tuyệt thế trong vài vạn năm qua, thuật thần chi quang A, hắn làm sao có được. Trong mắt của Từ mang theo kinh hãi và sợ hãi thán phục. Lê nói, tương lai yêu tộc có thương đại nhân cùng ngả tiên sinh thì tình thế sẽ vô cùng hưng thịnh, Lê rất chờ mong đấy. Trong mắt của Từ có ánh sáng lóe lên, nói, lão phu cũng chờ mong, nhưng mà con đường đi tới thịnh thế này quá nhấp nhô. Lê nói, bất luận là biến hóa gì cũng cần có hy sinh, ta hiện tại hy vọng vài tên nhân loại kia không bị tìm ra nhanh như thế, phong ấn kéo càng lâu càng tốt, chờ người thánh vực cùng hóa thần hải tới. Đám Hoang bên kia sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Từ gật đầu nói. Ta đã dùng bí thuật truyền tin tức tới cho thánh vực cùng hóa thần hải, bọn họ sẽ nhanh tới nơi đây thôi. Tiếc nuối duy nhất chính là lần này ngăn cản phá phong sẽ làm nhân loại đề phòng, tương lai muốn phá phong thì càng khó. Lê cười nói. Chờ thương đại nhân nhất thống yêu tộc, còn có tuyệt thế thiên tài như ngả tiên sinh tương trợ, phá phong ấn ngũ hà sơn có gì khó. Ánh mắt Từ sáng ngời. Dường như nghĩ đến thịnh thế sau này liền cười rộ lên. Lý Vân Tiêu đứng ở xa nhìn bọn họ xung đột, lại thông qua song phương nói chuyện cũng đoán ra chuyện này đại khái như thế nào. Tất nhiên là thường xuất hiện làm cho cả yêu tộc phân thành hai phái ủng hộ yêu hoàng và đại tế tự, tám thống soái năm đó gặp ở bên ngoài thành Hồng Nguyệt trong đại chiến năm đó là phe ủng hộ đại tế tự. Mà yêu hoàng nóng lòng phá vỡ phong ấn ngũ hà sơn, tăng thêm nội dung chặn được kim giản ma nhìn.
sợ là yêu hoàng đã bàn tốt điều kiện với yêu tộc Ngũ Hà Sơn, là cách từ nói trục sói khu hổ, ý định liên thủ đối phó Thương. Dù sao bản thân Thương thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, tăng thêm luyện hóa hồn thiên nghi, hắn có yêu tộc phe của đại tế tự tương trợ, mặc dù là yêu hoàng cũng cảm thấy tràn đầy nguy cơ, áp dụng hành động như vậy là đương nhiên. Chỉ là hắn không rõ, nếu như đã ngăn cản yêu hoàng, vì sao Thương không tự mình hiện thân, trừ bản thân hắn ra, không còn kẻ nào là đối thủ của yêu hoàng. Mặc dù bị phá hủy cái chìa khóa, dùng lực lượng yêu tộc cưỡng ép trùng kích phá phong ấn cũng có nắm chắc thật lớn. Chẳng lẽ trong trận chiến thành Hồng Nguyệt lần trước bị Lý Dật rút đi đại lượng yêu lực còn chưa khôi phục? Ngẫm lại rất không có khả năng, lúc ấy Lê và Từ Thương thế còn nặng hơn cả Thương, hiện tại chúng đang nhảy nhót vui vẻ như vậy, dùng thiên phú và lực lượng của Thương đã sớm khôi phục từ lâu rồi. Lý Vân Tiêu không nghĩ ra mấu chốt trong đó, cũng mặc kệ không đi quan tâm chỉ cần phong ấn vừa phá vỡ, hắn cứu người ra ngoài thì vạn sự đại cát, về phần chuyện yêu tộc chết càng nhiều càng tốt. Tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, hắn suy nghĩ ác ý. Chiến xa của yêu hoàng dừng lại cách Ngũ Hà Sơn trăm trượng. Hoàng nói, ngả tiên sinh, ngả lúc này đi ra khỏi chiến xa, hai tay nâng lên, thân thể lăng không bay cao hơn. Thần thức chi quang lưu chuyển trên thân thể, hắn lẳng lặng cảm giác yêu khí trên sơn thể đang tỏa ra. Bởi vì hoàng và từ ra tay làm cho yêu khí trong không gian quay cuồng, những yêu khí thật nhỏ cũng trở nên khó phát giác. Thời gian trôi qua chậm chạp. Hoàng vẫn bảo trì bình thản, không có chút nóng vội trên mặt, đám yêu sau lưng hắn lúc này lại táo bạo lên. Sau một lúc, ngã mới thu tay lại và nhìn qua ngọn núi, nói. Khe hở phong ấn tổng cộng có 372 nơi, trong đó có thể cho yêu thú cấp thấp ra vào có 3 nơi, nhưng đều cực kỳ bất ổn. 372 khe hở. Hoàng sững sờ một chút, nói. Giãn nứt diện tích lớn như thế. Phong ấn còn hữu dụng sao? Ngả nói. Đúng là có chút kỳ quái, nhưng ta phỏng đoán lúc trước không có sai. Lực trấn áp nơi này mang theo xu thế đại địa vô tận, vì sao phong ấn tổn hại thì ta không hiểu. Nhưng mặc dù tổn thất thảm trọng, phong ấn vẫn không bị phá hủy. Hoàng nói. Cưỡng ép phá phong ấn có tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Ngả nói. Trừ khi trực tiếp nổ nát huyền khí Ngũ Hà Sơn. Nhưng thứ bản thân là biến dị thổ chi bản nguyên biến thành, cưỡng ép phá phong xác suất cực thấp. Trên mặt Hoàng sinh sát khí, hừ nhẹ một tiếng, nói. Mặc dù là cực thấp cũng phải thử, chứ xê chuyện này ra không có biện pháp nào khác. Ngả trầm ngâm xuống, nói. Tuy khó hơn dự đoán, nhưng chưa hẳn cũng không phương pháp, hơn nữa ta còn phát hiện một chuyện, trong phòng ấn dường như có dấu người. Dấu người? Hoàng sững sờ, nói. Là ai? Sắc mặt Từ và Lê ở phương xa biến hóa, thầm nghĩ không tốt. Từ nói. Khó trách không tìm ra tung tích của bọn họ, thì ra là ẩn nấp trong phong ấn, chắc là khép trong tầng không gian. Đúng là phiền toái, nếu bọn họ lấy được chìa khóa. Lê nói. Đại tế tự đừng hoảng hốt, yên tĩnh xem tình thế phát triển. Lý Vân Tiêu cũng đoán ra là mấy người bách chiến thắng trốn vào phong ấn. Ngả nói. Không biết. Nhưng xem thủ đoạn ẩn thân của bọn họ, có lẽ rất hiểu phong ấn này, hơn phân nửa là người phủ thiên nhạc. À, như vậy tốt lắm. Hoàng vui vẻ nói. Còn có biện pháp bắt chúng ra hay không? Ngả nói. Mặc dù có độ khó, nhưng mà không phải không có biện pháp, ta thử xem. Hoàng vội nói. Làm phiền. Ngả tiến lên phía trước vài bước, cao giọng nói. Mấy người đang nấp trong phong ấn nghe đây, kính xin tự giác xuất hiện đi. Yêu hoàng đại nhân từ bi, có thể cho các ngươi mạng sống. Lũ yêu sắc mặt đầy hắc tuyến, cái gọi là biện pháp thì ra là kêu gọi đầu hàng A, chuyện này ai mà làm không được. Ngả tiếp tục hô. Cái phong ấn này xem ra có thể công và thủ đấy, các ngươi thông qua chìa khóa điều khiển, xem ra chìa khóa bị hủy là gạt chúng ta. Mặc dù không có chìa khóa ta vẫn có thể phá phong ấn, nhưng mà tới lúc đó các ngươi sẽ không thể làm gì được cả. Ẩn trong phong ấn đúng là đám người bách chiến thắng, bọn họ giờ phút này tiến thoái lưỡng nan. Bách chiến thắng đến chỗ này, vừa giao ngọc ấn cho Phi Thành, liền gặp gỡ Từ và Lê tranh đoạt, không địch lại cho nên mở lỗ hổng phong ấn trốn vào bên trong. Vốn rằng mọi sự đại cát, lại không nghĩ yêu hoàng đích thân tới, khí thế kinh khủng lúc trước cho dù là trong phong ấn vẫn có thể cảm nhận được, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Bách chiến thắng thấp giọng nói. Hai vị đại nhân.
hiện tại làm thế nào cho phải? Phi Thành và Thái Viên đều nhíu mày, cũng âm thầm kêu khổ, bọn họ vẫn nhất trí với Yêu Hoàng, tự nhiên không muốn liều chết, chết như thế là uổng công. Nhưng chuyện giao chìa khóa này ra, bọn họ lại làm không được, nếu chỉ nghe miệng lưỡi của kẻ khác thì bọn họ không cần đi lăn lộn nữa, trừ phi đánh chết toàn bộ đám người Bách Chiến Thắng, nhưng mặc dù là đánh chết cũng có người yêu tộc nhìn thấy, sớm muộn gì cũng truyền đi. Ánh mắt Bách Chiến Thắng có hào quang lóe lên, hắn đang cân nhắc tâm tư, cũng có phần tự đắc. Lý Vân Tiêu nói mục đích cho hắn biết, nhưng hắn vẫn cũng vạch trần, hai người còn cho là mình không biết, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Khục khục, Phi Thành nói, ngọc ấn này là tín vật trưởng môn của Phủ Thiên Nhạc, tuy nói giao do ta hai người đảm bảo, nhưng nó vẫn do trưởng môn Phủ Thiên Nhạc làm chủ. Hắn lấy ngọc ấn ra, muốn kín đáo đưa cho Bách Chiến Thắng. Trong nội tâm Bách Chiến Thắng thầm mắng không thôi, đây là ép mình xuất đầu, giao ngọc ấn ra, như vậy có thể mang tất cả trách nhiệm đổ lên đầu của mình. Hắn tự nhiên không chịu, vội vàng né tránh, nói. Vạn lần không được, hai vị đại nhân đến Phủ Thiên Nhạc là bảo vệ ngọc ấn không bị người yêu tộc cướp đi. Hiện tại chính là thời điểm hai vị đại nhân phát huy tác dụng, chìa khóa trong tay ta là không đúng rồi. Ách, cái này. Phi Thành thoáng nghẹn lời, cảm thấy xấu hổ. Tôn trưởng lão cũng nói. Trưởng môn nói đúng, chúng ta đang chờ hai vị đại nhân phát huy đấy, ha ha ha. Hắn và Dư trưởng lão cũng cười lạnh, bọn họ đã sớm không quen nhìn tư thái hung hăng càn quấy và cao ngạo hai tên nà, bây giờ nhìn bọn chúng kinh sợ, hoàn toàn quên bên ngoài có nguy hiểm, lập tức cười lạnh. Thái Viên hừ lạnh nói. Ít chơi tâm cơ với chúng ta nói thăng. Nếu không giao ngọc ấn ra đây, tất nhiên là chỉ còn đường chết. Hai người các ngươi tuyệt đối sẽ bị giết, ngọc ấn này không có khả năng giao ra trong tay hai chúng ta, chính các ngươi xem mà xử lý. Hắn thấy lừa dối không được liền chơi cường ngạnh trực tiếp. Hơn nữa tiện tay lăng không một chảo, nắm lấy tôn trưởng lão sau đó nhét ngọc ấn vào trong người hắn. Sắc mặt tôn trưởng lão đột biến, nhưng khí thế cường đại của hai người kia áp bách hắn, hắn kinh ngạc nhìn qua Bách Chiến Thắng. Bách Chiến Thắng trầm ngâm nói. Ấn này không thể giao ra trong tay của chúng ta, đây chính là phiền toái, sớm biết như thế còn không bằng lúc trước giao cho yêu tộc đại tế tự. Giờ phút này ngả kêu gọi đầu hàng lại truyền vào trong, hạn cho bọn họ đi ra ngoài, nếu không sẽ cường công. Sắc mặt Phi Thành biến hóa, nói. Nhanh đi ra ngoài đi, ngọc ấn đã giao cho các ngươi, hai ta không phát hiện cái gì cả, tuyệt đối không truy cứu. Sắc mặt Bách Chiến Thắng thay đổi mấy lần, nhìn ra sau lưng hắn, nhìn vào tên trưởng lão thực lực yếu nhất, chỉ có thực lực tứ tinh võ đế. Sắc mặt trưởng lão này đại biến, cả kinh lui một bước. Bách Chiến Thắng cảm thán một tiếng, đi lên phía trước nói. Tô trưởng lão, ngọc phủ này là tín vật Phủ Thiên Nhạc truyền thừa nhiều đời, quan hệ tới phong ấn yêu tộc Ngũ Hà Sơn, vô cùng trọng yếu, ngàn vạn không thể đánh rơi. Hiện tại chiến sự khẩn cấp. Chúng ta cũng không thể bảo đảm có thể còn sống rời khỏi hay không, ngọc ấn này bổn trưởng môn giao cho ngươi bảo đảm. Sắc mặt tô trưởng lão còn khó coi hơn cả gan heo, run rẩy tiếp nhận ngọc ấn, run rẩy nói. Trưởng môn, ngươi đang muốn ta làm tội nhân thiên cổ, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ a? Bách Chiến Thắng nghiêm mặt nói. Tô trưởng lão có ý gì thế? Bổn tọa nghe không hiểu, mọi người nghe hiểu không? Không hiểu, không rõ. Dư trưởng lão cũng nhao nhao lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ánh mắt khẩn cầu của tô trưởng lão. Thực lực của hắn thấp nhất, tô trưởng lão cũng biết oan ức này rơi trên người của mình, không cách nào may mắn thoát khỏi, lập tức quyết tâm, nói. Tốt, ấn này do ta quản lý sao? Nhưng mà ta cũng hy vọng trưởng môn có thể cho một ít cửu thải lung linh đan tăng thực lực lên. Ăn lớn thiệt thòi lớn như vậy, phải kiếm chút chỗ tốt. Bách Chiến Thắng nhả ra một hơi. Cười nói. Có thể. Hắn lấy ra một bình ngọc trực tiếp cho đối phương, sau đó đưa ra không ít chỗ tốt làm đền bù. Tô trưởng lão lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Phi Thành cười lạnh nói. Thực dày vò khốn khổ, thời hạn sắp tới, mau ra khỏi phòng ấn đi. Hai tay Bách Chiến Thắng bấm niệm pháp quyết, ngọc ấn sinh ra một ít phù văn, nó ngưng tụ trên không trung bay ra bốn phía, lúc này một lối đi nhỏ hiện ra dưới chân. Một đoàn người bước vào trong lối nhỏ, lập tức xuất hiện trước mặt yêu tộc. Mấy đạo thần thức và uy áp cường đại quét qua khóa chặt bọn họ lại, giống như đeo khóa sắt trên người.
sắc mặt mọi người biến hóa, không dám nhúc nhích, thậm chí cũng không dám lên tiếng. Hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Xem như các ngươi thức thời, chìa khóa đâu. Đám người Bách Chiến Thắng không lên tiếng, mà là đồng loạt đưa mắt nhìn qua Tô trưởng lão. Lũ yêu cũng nhìn theo ánh mắt của đám người, Tô trưởng lão có cảm giác lưng mang ngọn núi, mồ hôi lạnh đầm đìa, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hoàng vươn tay ra, nói. Lấy ra. Tô trưởng lão run rẩy nói. Giao ngọc ấn ra, có phải thật buông tha chúng ta? Hoàng cười ha hả, gật đầu nói. Các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, giết bẩn tay. Nếu ngả tiên sinh đã nói thế, bổn hoàng cũng không làm khó các ngươi. Tô trưởng lão lại bất chấp, vội vàng lấy ngọc ấn ra, giao hai tay cho yêu hoàng. Phi Thành hừ lạnh một tiếng, ra vẻ tức giận, quát. Tô trưởng lão, ngươi, Phủ Thiên Nhạc các ngươi thật không có cốt khí như vậy. Người Phủ Thiên Nhạc cũng nhìn chằm chằm vào Tô trưởng lão, muốn bỏ quan hệ giữa mình và hắn. Bách Chiến Thắng thở dài một tiếng, nói. Tô trưởng lão, ngươi thật làm chúng ta thất vọng. Tô trưởng lão cúi đầu, trong mắt hiện ra thần sắc oán độc. Mình lưng có oan ức và biệt khuất quá lớn, chờ qua được chuyện này, mình phải thay hình đổi dạng. Lý Vân Tiêu đứng ở xa xa nhìn qua, hai tay ôm ở trước ngực, tay phải vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên, tươi cười nghiền ngẫm. Thực lực Tô trưởng lão thấp nhất, hắn nhìn đã biết đây là trò gì. Đây là chuyện không có biện pháp, cường giả vi tôn, ai bảo thực lực của hắn thấp nhất chứ? Ha ha ha! Hoàng tiếp nhận ngọc ấn, cười ha hả, ánh mắt nhìn qua đám người Phi Thành, hung dữ nói. Mấy vị này nhìn cũng rất cốt khí đấy chứ. Đám người Phi Thành lập tức cảm nhận được sát ý, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Một gã trưởng lão cả kinh nói. Ngươi không thể giết chúng ta đã giao ngọc ấn ra. Làm người nên phải giữ chữ tín. Hừ, giao ngọc ấn là lâu la này có quan hệ gì tới các ngươi sao? Hoàng cười lạnh một tiếng, sát cơ không giảm, chỉ vào Tô trưởng lão nói ra. Đám yêu tộc sau lưng đều cười vang, nhìn đám người như nhìn đồ chơi, chỉ có ngả nhíu mày, có vẻ không thích. A, à, tất cả mọi người há hốc mồm, mà Tô trưởng lão sau khi cả kinh ngắn ngủi liền không nhịn được cười ha hả, nói. Ha ha. Ai bảo các ngươi trang bức, đây chính là gieo gió gặt bão sao? Ha ha ha! Một khoái cảm trả thù sinh ra thật tự nhiên, cảm giác dễ chịu và cao hứng nói không nên lời. Thái Viên nổi giận gầm lên một tiếng, quát. Ngươi phản đồ này, câm miệng. Hắn cách không đánh ra một quyền, bành một tiếng đánh vỡ không gian, Tô trưởng lão chỉ có thực lực tứ tinh võ đế, làm sao ngăn cản được một quyền võ đạo đỉnh phong, lập tức đã bị đánh phấn thân toái cốt. A! À. Lâu la này vui quá hóa buồn nha, ha ha ha. Hoàng cười ha hả, nâng ngọc ấn lên, bộ dáng hung tàn, xem ra là muốn chém tận giết tuyệt. Phi Thành tức giận xanh mặt. Nói không giữ lời, thiệt thòi ngươi là yêu hoàng, khó trách yêu tộc mấy ngàn năm nay suy bại đến tận đây. Tiếng cười của Hoàng dừng lại, trên mặt sinh ác tướng, Phi Thành nói đã đâm vào chỗ đau của hắn, hiện tại là lúc tranh giành vị trí yêu hoàng, từ khi thương xuất hiện. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi vấn hắn, không ngừng phản bội hắn. Dám vọng nghị bổn hoàng. Hắn giận dữ, năm ngón tay một chảo, lực đạo khủng bố đánh thẳng tới. Đám người Bách Chiến Thắng biến sắc, cảm nhận được uy hiếp tử vong, không ngừng lui ra phía sau, cẩn thận đề phòng. Ngả nói, Ngô hoàng bệ hạ, chìa khóa cần đám người này cởi bỏ đấy. Hoàng lúc này mới buông nắm đấm ra, nói, ai là chủ chìa khóa này? Đi ra có thể còn sống. Bách Chiến Thắng vội vàng nói. Chính là tại hạ, ta là trưởng môn Phủ Thiên Nhạc, vẫn quản lý chìa khóa này. Thái Viên quay người tức giận. Người phản đồ này, chết. Hắn đánh ra một quyền, cũng không phải tức giận đối phương làm phản đồ, mà là vì đối phương có cơ hội sống mà bản thân hắn không có. Bách Chiến Thắng hừ lạnh một tiếng, hai tay lăng không một chảo, trước mặt xuất hiện hào quang, hai tay hợp lại và phản kích. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ nổ tung, Bách Chiến Thắng hơi lâm vào hạ phong, lui ra sau vài trăm bước, hắn bảo hộ toàn thân, đề phòng cảnh giác. Thái Viên còn muốn động thủ, lại bị một yêu lực mạnh mẽ ngăn cản, lập tức sợ tới mức tỉnh táo lại, đứng trên không trung không dám lộn xộn. Hoàng nhìn chằm chằm vào Bách Chiến Thắng, nói. Ngươi biết dùng chìa khóa này mở phong ấn không? Bách Chiến Thắng nói. Sẽ không, pháp bảo mở phong ấn nằm trong thánh vực.
nhưng chìa khóa có nhiều biến hóa do ta nắm giữ. Hoang nói. Vậy cũng được, giao rất nhiều biến hóa đó ra, ta cho ngươi còn sống. Bách Chiến Thắng nói. Ta còn có yêu cầu quá đáng, trừ hai đại nhân tới từ thánh vực ra, những người còn lại đều là trưởng lão phủ Thiên Nhạc, hy vọng yêu hoàng đại nhân có thể buông tha bọn họ. Phi Thành cả kinh tức giận. Bách Chiến Thắng ngươi. Hoang cau mày nói. Các ngươi có nhiều người muốn sống như vậy, chẳng phải ta thiệt thòi hay sao? Bách Chiến Thắng nói. Phủ Thiên Nhạc chỉ là một tiểu môn tiểu phái, đối với yêu tộc mà nói hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp nào. Những năm gần đây này trông coi Ngũ Hà Sơn là do thánh vực yêu cầu, yêu hoàng đại nhân hoàn toàn không cần thiết làm khó chúng ta. Hoang gật đầu nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở phong ấn này ra, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Bách Chiến Thắng đại hỉ, nói. Đa tạ yêu hoàng đại nhân, ta nhất định nỗ lực hết sức. Thái Viên giận dữ hét. Ngươi là phản đồ nhân tộc, chết không yên lành. Bách Chiến Thắng lạnh lùng lui sang một bên, hừ nhẹ một tiếng. Hoàng đưa mắt nhìn qua hai người, mỉa mai nói. Hai vị này rất có cốt khí nha, là từ thánh vực tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phi Thành đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Yêu hoàng đại nhân thần thông cái thế, không cần phải quan tâm tới đám tiểu lâu la như chúng ta. Thái Viên cũng nói. Đúng vậy, đại nhân hãy bỏ qua cho hai tiểu lâu la chúng ta đi. Sắc mặt mọi người đen lại, trong mắt đầy thần sắc khinh miệt, thân là cường giả cửu tinh đỉnh phong võ đế, lại nói mình là lâu la, trong thiên hạ rằng cũng chỉ có hai người này mà thôi. Người Phủ Thiên Nhạc nội tâm mắng thầm không dứt. Ngay cả Hoang cũng sửng sốt, ngạc nhiên nói. Ngươi, hai người các ngươi không phải rất có cốt khí sao? Phi Thành ngượng ngùng nói. Tuy có chút cốt khí, nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, phải cải tiến mới hiểu chính đạo, bảo thủ chỉ tìm đường chết. Hoang sờ đầu nói ra. Tuy hai người các ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta thật sự không nghĩ ra lý do tha các ngươi, nên đi chết đi. Giọng nói vừa dứt, hắn xuất hiện trước người Thái Viên, duỗi bàn tay ra bóp cổ đối phương. Thái Viên hoảng hốt, lúc này muốn quay người đào tẩu, nhưng thân thể không động đậy. Sau đó hắn cảm giác cổ họng của mình rất đau rồi triệt để mất đi chi giác. Mà những người khác xem ra, cổ Thái Viên vỡ vụn, cả đầu bay ra ngoài. Một gã cửu tinh đỉnh phong võ đế, bị bóp chết giống như con sâu cái kiến. Chi! Một đám trưởng lão Phủ Thiên Nhạc hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Phi Thành cũng là run rẩy lợi hại, mà ngay cả đào tẩu đều quên, đứng tại trời cao bên trên phát run, liền liền nói. Tha mạng! Yêu hoàng đại nhân tha mạng a. Hoang lắc đầu nói. Bổn hoàng chưa bao giờ lưu phế vật. Phi Thành khóc tang nói. Tại hạ tự hỏi còn có chút thực lực, nguyện ý đầu nhập vào đại nhân, đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa không chối từ. Hoang mỉa mai nói. Ta không cần ngươi sông pha khói lửa, chỉ cần quy thiên là tốt rồi. Phi Thành chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, nguy hiểm tử vong lan tràn khắp toàn thân, thần sắc tuyệt vọng hiện ra trên mặt. Ngay cả giọng nói cũng không phát ra được. Vào lúc hắn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên trên bầu trời có tinh quang hiện ra, xẹt qua trời cao, tia sáng thật dài bay xuống. Ánh mắt Hoang ngưng tụ, một chảo đánh tới đã dừng lại, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lao tới. Lý Vân Tiêu cả kinh, thầm nghĩ không tốt, tại sao là hắn tới, làm hỏng đại sự của ta. Ánh sáng thật dài đó chính là mũi tên, nó mang theo lực lượng không gì so sánh nổi. Mũi tên như thiên thạch rơi lao thẳng vào Hoang. Người thánh vực sao, tới tốt. Năm ngón tay của Hoang đánh ra một chảo, trực tiếp dùng thân thể đánh vào mũi tên. Ầm ầm một tiếng, cả mũi tên dài vỡ vụn trên không trung, vỡ thành từng đám hỏa diễm thiêu đốt phạm vi mấy trăm trượng. Phi Thành tìm được đường sống trong chỗ chết, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng một cái sau đó quay người rời đi. Hỏa diễm thiêu đốt đầy trời. Phía trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh, tay có hình huyền vân, trong tay cầm toái tinh cung, đúng là Huyền Hoa, ung dung nói. Đúng là yêu hoàng đích thân tới, hù chết ta đấy. Không gian bên cạnh Huyền Hoa không ngừng xoay tròn, hóa thành hình dáng đinh ốc, chậm rãi xuất hiện một người, một thân áo xám, đầu tóc hoa râm, nếp nhăn rậm rạp nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Người này Lý Vân Tiêu nhận ra, chính là trưởng lão hóa thần hải. Thuật võ song tu, tên là Chân Vũ. Hai người cường thế xuất hiện làm cho người yêu tộc cảnh giác, sát khí trùng thiên.
Hoang ngưng trọng nói. Thánh vực. Im đi. Huyền Hoa khinh thường cười lạnh một tiếng, nói. Hai người thánh vực không phải vừa chết một đúng không? Sắc mặt Phi Thành đỏ bừng, nhưng mà nội tâm vẫn vui mừng, dù thế nào cũng bảo vệ được tính mạng, nói. Huyền Hoa nhân, Trần Vũ đại nhân, đa tạ hai vị đại nhân cứu giúp. Ngả nói. Thì ra là Phong Hào võ đế, hai vị có lẽ đến từ Hóa Thần Hải, vì sao Hóa Thần Hải cũng chạy tới. Huyền Hoa lườm hắn một cái, nói. Ngươi cho rằng ta muốn tới sao? Thu được bí thuật đưa tin của đại tế tự các ngươi, Hóa Thần Hải không cho phân trần, trực tiếp phái hai chúng ta tới đây, không thể ngờ lại là thật. Chậc chậc, xem ra yêu tộc các ngươi nội bộ cũng không phải như thùng sắt. Từ đáng chết. Hoang giận dữ, xoay người sang chỗ khác, nhìn hai đạo thân ảnh đứng cách đó mấy ngàn trượng. Sau khi Từ và Lê xuất hiện, hắn đã sớm cảm giác được hai người. Nhưng vì khoảng cách xa và cũng không có nắm chắc có thể lưu hai người, cho nên hắn vẫn làm như không thấy. Từ mỉm cười, nói. Làm phiền hai vị đại nhân, không thể ngờ là cường giả Hóa Thần Hải chạy tới trước tiên. Huyền Hoa cười nói. Có sao, người thánh vực không phải đến sớm sao, chậc chậc. Phi Thành trực tiếp giả bộ như không nghe được, đứng sau lưng Huyền Hoa hai người, mắt điếc tai ngơ. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu âm thầm tính toán. Nếu Huyền Hoa hai người và Từ liên thủ, sợ rằng phiền toái lớn lắm, mặc dù dùng thực lực của yêu hoàng cũng chưa chắc đối phó được. Về phần thánh vực bên kia, giờ phút này còn không có người tới, hơn phân nửa sẽ không có phái người ra. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Huyền Hoa cùng Chân Vũ, cho dù quan hệ của mình và bọn họ không cạn, nhưng dù sao quan hệ tới đại sự phong ấn Ngũ Hà Sơn, hai người chưa chắc sẽ dựa vào chính mình. Đột nhiên sắc mặt Huyền Hoa biến hóa. Nhìn chằm chằm vào Ngả một hồi, cả kinh nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Ngả tiên sinh. Ngả mỉm cười nói. Ngân Nguyệt đại nhân, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Huyền Hoa nói. Ai nha, thật sự là đã lâu không gặp, thành tựu của Ngả tiên sinh sợ rằng đã vượt xa năm đó, thiên hạ hôm nay chỉ sợ không ai có thể địch nổi rồi. Ngả khiêm tốn nói. Thiên hạ năng nhân bối xuất, Ngân Nguyệt đại nhân quá khen ta rồi. Huyền Hoa nói, các vị đại nhân Hóa Thần Hải đều rất nhớ tiên sinh đấy, không bằng tiên sinh theo ta đi Hóa Thần Hải một chuyến, chuyện phá phong ấn đừng có quản. Ngả nói, ta cũng thật lâu không có đi lại lại ở đại lục, rất hoài niệm phong quang của Hóa Thần Hải, chờ xong chuyện ở đây sẽ tới đó. Huyền Hoa đại hỉ nói, ha ha, vậy thì quá tốt, thực hy vọng ngươi có thể lại dương thần kỹ, hảo hảo nhục nhã đám lão đầu tự cho là siêu phàm kia một hồi. Ngả mỉm cười, không hề nói gì. Huyền Hoa nói, yêu hoàng đại nhân, chuyện phong ấn Ngũ Hà Sơn ta không quản, nhưng đã đến, tất nhiên không thể tay không mà quay về, các ngươi rút lui đi, mọi người giải tán sớm bất việc. Hoang lạnh lùng nói, ngươi nói lui là lui, đúng là cho rằng mình có quyền này sao? Huyền Hoa cười nói, bằng không thì sao? Hoang nói, đã dám nhúng tay, vậy đi chết đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Quát. Ta giết Ngân Nguyệt, các ngươi giết những người khác, Ngả tiên sinh, chuyện phong ấn giao cho các ngươi. Nói xong hắn lao đi, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Huyền Hoa đại biến, Toái Tinh Cung đặt ngang trước người, cơ hồ còn chưa phốc bắt được đối phương động tác, tay của hắn đã đặt lên dây cung. Dây cung lập tức đứt đoạn, hóa thành đao hình, bị ép tới biến hình. Bành! Thân thể Huyền Hoa bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi, hoảng sợ cả kinh nói. Đăng phong tạo cực. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh hoang lóe lên, hắn hoảng sợ bay ngược ra sau. Lực lượng tuyệt cường lại đánh ra lần nữa, hắn kinh sợ biến sắc, mất đi thần thái thong dong của bản thân, ánh đao lóe lên chém xuống. Bành! Lực lượng to lớn chấn động thân đao, Huyền Hoa cảm thấy hổ khẩu vỡ toang, Toái Tinh đao cũng rời tay. Chân Vũ cũng hoảng hốt, trực tiếp thuấn di đi xa, hai tay kết ấn đánh vào hư ảnh đó. Oanh! Hai người liên thủ đối địch với Hoang, kết quả hai người vẫn bị đánh bay ra ngoài. Trần Vũ cũng hoảng sợ thất thanh nói. Tại sao lại mạnh như vậy? Đăng phong tạo cực sao? Huyền Hoa khổ sở nói. Quỷ mới hiểu được, đi mau. Hai người cũng dứt khoát, nhanh chóng trốn đi. A, à, tất cả mọi người sửng sốt, cảnh này quá không phong độ. Phi Thành cũng cả kinh nói. Hai vị đại nhân, không thể đi nha. Phong ấn Ngũ Hà Sơn này.
giọng của Huyền Hoa từ xa truyền trở về, nói. Mạng của mình quan trọng nhất, còn quản cái gì phong ấn, đi con mẹ nó phong ấn đi. Mọi người, hai người cũng không có thật sự bỏ chạy, mà là đứng ở xa xa, cũng như Tử và Lê trông xem thế nào. Hoang không có đuổi theo, mà là nhìn qua mấy người trong không gian, hừ một tiếng rồi nói. Ngả tiên sinh, bắt đầu đi, nơi này có bổn hoàng tự mình thủ hộ, không cần lo lắng có người đến quấy rầy. Ngả gật đầu, liền lấy ngọc ấn ra, đưa cho Bách Chiến Thắng nói. Truyền phương pháp biến hóa cho ta. Sắc mặt Bách Chiến Thắng hết sức khó coi, làm phản đồ ngay trước mặt thánh vực cùng hóa thần hải, nhưng ai bảo người hai đại thánh vực không làm gì được đối phương, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Lập tức không giữ lại, khắc phương pháp điều khiển và biến hóa vào ngọc giản. Sắc mặt của Từ bắt đầu khó nhìn, nói. Huyền Hoa đại nhân, cũng không sao biện pháp ngăn cản sao. Huyền Hoa điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể, lúc này mới trợn mắt nói. Ai biết yêu hoàng mạnh như vậy, thời điểm ngươi đưa tin không nói rõ ràng. Còn nữa, vì sao thánh vực phái hai tên cặn bã tới chứ, có thể dùng cái rắm gì? Việc này ta không quản nổi, lão tử cũng không muốn chịu chế không công. Chân Vũ ở bên cạnh im lặng, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên người sinh ra rất nhiều hào quang màu đen, hơn nữa có phủ văn quay cuồng. Ẩn nấp ở nơi bí mật gần đó, đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, đồng tử co lại, khói đen kia chính là ma nguyên. Trong ấn tượng của hắn, Chân Vũ cũng không biết ma công. Huyền Hoa cũng cau mày nói. Ngươi làm cái gì? Chân Vũ nói. Việc này tuy lực lượng hai người chúng ta không đủ, nhưng dù sao chuyện này rất lớn, ta muốn báo tin cho hóa thần hải. Thân thể Chân Vũ nhanh chóng bị ma nguyên bao phủ, Huyền Hoa đứng gần cũng không nhìn thấy động tác của hắn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu co rụt lại, hóa thành ma đồng đen kịt nhìn xuyên thấu qua. Chỉ thấy toàn thân Chân Vũ bị ma vân che kín người, trước mặt là vòng xoáy màu đen, các loại phù văn chìm nổi bất định. Chỉ thấy hắn nói lẩm bẩm, thủ ấn không ngừng biến hóa, mỗi khi có phù văn sinh ra liền bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt. Sau một lúc, vòng xoáy màu đen chậm rãi biến mất, ma khí đầy trời rót vào trong cơ thể Chân Vũ, lúc này mới khôi phục dáng vẻ bình thường. Huyền Hoa cau mày nói, ma công của ngươi càng ngày càng quá tà dị, nếu phát hiện không khỏe thì sớm dừng lại đi. Sắc mặt Chân Vũ lạnh nhạt nói, ta tự có chừng mực, không cần lo lắng. Trước Ngũ Hà Sơn, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh nổi lên. Ngọc ấn trưởng môn phủ thiên nhạc bay ra trong tay của ngả, nó không ngừng biến ảo, từng đạo hào quang tản ra. Sau đó cả ngọc ấn biến lớn, trong khoảnh khắc hóa thành tòa nhà lớn xoay tròn trên đỉnh núi. Chỉnh thể trở nên thông thấu, trên ngọc ấn cuối cùng sinh ra đồ án. Bách Chiến Thắng cả kinh há to miệng, biến hóa như vậy cho dù là hắn cũng không biết, chính mình chỉ truyền cách điều khiển cho nam nhân trước mặt, hắn có thể khám phá huyền cơ, thi triển ra biến hóa thần kỳ như thế. Không tốt, chìa khóa bị kích phát rồi. Từ kinh hãi, nói. Ngân Nguyệt đại nhân, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi muốn trơ mắt nhìn phong ấn bị phá vỡ? Yêu tộc bị phong ấn trong Ngũ Hà Sơn là thương tộc, nếu thương yêu xuất hiện chắc chắn sinh linh đổ thán. Sắc mặt Huyền Hoa âm trầm, nhưng hắn vẫn hừ lạnh, nói. Không trơ mắt nhìn qua, chẳng lẽ biến thành tử thi nhìn qua? Thật sự là kỳ quái, nhân tộc chúng ta cũng không có gấp gáp, ngươi là đại tế tự yêu tộc gấp cái rắm gì? Nếu muốn động thủ, vậy làm phiền hai vị xung phong, ta cùng Chân Vũ sẽ hiểm hộ phía sau. Hắn lấy toái tinh cung ra. Đặt tên lên cung, bộ dáng yểm hộ. Từ dường như bỏ qua bất cứ giá nào, cắn răng nói. Bốn người chúng ta hợp lực chống lại Hoang. Huyền Hoa nói. Mặc dù chúng ta có thể chống lại yêu hoàng, đám yêu tộc kia thì sao? Bọn chúng đều là thế hệ cường hoành, ngay cả đám chim bay cá nhảy cũng có thực lực cửu giai. Các ngươi có thể nói là xuất động toàn tộc, chỉ bằng mấy người chúng ta thật sự là thiêu thân lao đầu vào lửa, tóm lại không thể đi lên ngạnh kháng được. Chân Vũ trầm giọng nói. Hiện tại chỉ có thể đứng xem tình huống, chờ bọn họ lựa chọn đi. Huyền Hoa nói. Nếu đám lão đầu kia có quyết tâm, được sớm phái nhiều người ủng hộ, tụ tập cường giả trong thiên hạ tới đây, thuận tay phong ấn đám yêu tộc trước mắt vào phong ấn, khi đó vạn sự đại cát. Từ nghe xong sắc mặt run rẩy vài cái, tức giận hừ mấy tiếng. Đột nhiên Lê gỡ trống trận bên hông xuống, cầm lên vỗ một cái, sóng âm không ngừng vang vọng cả bầu trời. Đông, thùng thùng.
Một tiết tấu cổ quái chấn động cả bầu trời, càng ngày càng gấp, sóng âm tầng tầng lớp lớp, không ngừng bao phủ Ngũ Hà Sơn. Sắc mặt Lũ Yêu biến hóa, biết rõ đối phương muốn ra tay quấy rối. Ngả cũng nhíu mày, dường như đã bị quấy nhiễu, Ngọc Ấn đình chỉ một chút, tốc độ chậm dần. Hoàng khẽ nói. Huy. Vâng, Ngô Hoàng bệ hạ. Bên cạnh chiến xa có một nam nhân áo xanh nói ra, lấy một thứ sáo mà không phải sáo, đặt ở bên miệng thổi. Lập tức tiếng ô ô nhộn nhạo, âm luật màu xanh bắt đầu múa may trên không trung. Trong chốc lát tất cả tiết tấu bị đánh phá, những âm thanh chói tai đâm vào màng tai mọi người. Đám chim bay cá nhảy không ngừng la hét, chúng không ngừng lăn lộn trên bầu trời. Đột nhiên tiết tấu của Huy biến đổi, 10 ngón tay không ngừng biến ảo có quy luật, đột nhiên một tiếng long ngâm từ xa vang vọng tới gần, vô số sóng xanh tán đi. Tiếng long ngâm thanh thúy to rõ, truyền khắp cả không gian, tâm thần mọi người bị ảnh hưởng. Tiếng trống của Lê bị áp chế, cửu Lê trống trận dường như bị long ngâm áp chế gắt gao, cho dù gõ thế nào cũng không sinh ra âm hưởng. Ngả tán thưởng nói, làm tốt lắm, tốt cho một khúc long khiếu thương khung. Hắn nói xong liền đánh ấn quyết vào ngọc ấn, hào quang màu trắng chớp động, phù văn quỷ dị sinh ra, 10 phần quỷ dị. Đột nhiên đồng tử huyền hoa co lại, trực tiếp kéo cung cài tên, mũi tên màu xám nâu như đá núi lửa xuất hiện, phía trên có phù văn lập lòe. Dây cung kéo căng hình bán nguyệt, sau lưng hiện ra tinh không dị tượng, vô số lưu quang bay đến, chúng tụ tập vào mũi tên, nhìn qua giống như mặt trời đang ló dạng. Kim ô huy diệu, kim quang như lửa, lóe lên tức thì, như cầu vồng xuyên không, tam túc kim ô mang theo cái đuôi lửa thật dài bắn thẳng vào ngọc ấn. Trong nội tâm hồn run lên, hai mắt ngưng trọng nhìn qua, cả kinh nói. Là chân linh tam túc kim ô chi vũ chế tạo thành thần tiễn. Hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Ngân Nguyệt võ đế đúng là cam lòng hạ vốn gốc. Thân ảnh của hắn lóe lên, hắn ngăn cản phía trước mũi tên, thò tay một chảo, liền có một thanh huyền khí phi đao hiện ra, chính là chiến Việt, phi đao có màu xanh, trên có khắc mặt thú. Oanh! Hai tay Hoàng hai tay cầm chiến Việt, hắn chém xuống một đao, cả bầu trời như bị bổ ra, lực đạo cương mãnh tới cực điểm đánh thẳng vào kim ô, bầu trời bị vụ nổ làm chấn động. Ầm ầm! Hào quang và hỏa diễm chói mắt thôn phệ tất cả, dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán ra các nơi. Mặc dù Huyền Hoa đứng xa ngoài ngàn trượng, tâm thần của hắn cũng bị chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí thế toàn thân tan hết. Thật mạnh! Hắn không nén được quát lên một câu kinh hãi. Trần Vũ cũng ngưng trọng nói. Không hổ là vạn yêu chi hoàng, người không sao chớ. Huyền Hoa lắc đầu, có phần chán nản nói. Cách xa nhau khá xa. Chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi, chỉ cần hắn không đuổi theo là được. Lý Vân Tiêu đứng ở xa nhìn cũng kinh hãi không ít, lực lượng trên người Hoang Liên Miên không dứt, hung bạo mà cường đại, giống như mãnh thú thượng cổ hồng hoang. Nhưng dường như lực lượng này không phải bảo trì nguyên vẹn như ban đầu, giống như thi triển bí thuật. Hơn nữa Nguyệt Đồng đưa mắt nhìn liền cảm giác yêu dị và hoang mang, lại không nói ra lời, cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Ân. Đột nhiên Hoàng hừ nhẹ một tiếng, mắt của hắn có hung quang bắn ra, chiến Việt chém ra xa xa. Một đạo cương khí hình bán nguyệt hiện ra trước mặt Nguyệt Đồng, thế như trẻ tre nghiền áp đến. Không tốt! Lý Vân Tiêu cả kinh, vừa rồi dùng Nguyệt Đồng rình coi đối phương, bị phát hiện hành tung. Thân ảnh của hắn hiện ra, hắn nhanh chóng lui ra sau lưng, chỉ lưu lại thân ảnh nhàn nhạt. Ầm ầm! Không gian hắn đứng lúc trước bị nghiền nát. Dư âm ảnh hưởng phạm vi trăm trượng mới chấm dứt. Đó là... Huyền Hoa cả kinh, văn vê dụi mắt, nói. Là ta hoa mắt sao? Thân ảnh lóe lên vừa rồi là Lý Vân Tiêu. Trần Vũ cũng là cả kinh nói. Cổ Phi Dương chuyển thế. Tốc độ của người nọ quá nhanh, cũng xuất hiện quá mức đột nhiên, ta cũng không nhìn rõ, nhưng này người nhất định không phải chờ đợi dỗi rãnh. Hừ, không thể ngờ chung quanh còn có không ít châu chấu nha. Hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Mặc dù nhiều con sâu cái kiến hơn nữa, phù du làm sao có thể lay đại thụ, đám hèn mọn các ngươi chỉ có thể trốn ở góc phòng, chờ đợi thời khắc tồn tại vĩ đại hàng lâm đi. Tốc độ của Lý Vân Tiêu mặc dù nhanh, nhưng vẫn bị Từ và Lê thấy được, vui vẻ lên. Từ vội vàng nói. Vân Tiêu đại nhân, kính xin hiện thân, cùng trấn áp phong ấn. Mà mẹ nó, thật sự là hắn. Huyền Hoa ăn cả kinh.
cũng mừng rỡ không thôi, hét lớn. Đã đến, vì sao không đi ra, đây không giống phong cách hành sự của ngươi. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, đành phải hiện thân đi ra, hắn lóe lên tuấn di tới bên cạnh Huyền Hoa. Ha ha! Huyền Hoa cười to nói. Ta xem như phát hiện, ở đâu có đại sự thì đó có ngươi. Yêu hoàng này để ngươi đối phó, đám còn lại giao cho chúng ta. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói. Ngươi cho rằng ta là thiên hạ vô địch sao? Thực lực yêu hoàng vô cùng khủng bố, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn thành thành thật thật nói ra. Huống hồ hắn cũng không có khả năng ngăn cản yêu tộc phá phong, nhưng tiểu tâm tư này không nên nói rõ. Tử vội nói. Vân Tiêu đại nhân không phải có thánh khí nơi tay sao? Bên trong giường như có rất nhiều cường giả. Lý Vân Tiêu không vui, khẽ nói. Ngươi rất hiểu ta sao? Thật có lỗi. Những bằng hữu của ta trong thánh khí ngại ở trong đó buồn bực lâu, bọn họ tổ chức thành đoàn thể ra ngoài du lịch rồi. Du lịch, đi đâu du lịch? Huyền Hoa sững sờ, kinh ngạc hỏi. Lý Vân Tiêu im lặng, phất phất tay, nói. Đừng hỏi quá nhiều, lặng lặng chờ xem. Lực lượng thời đại không phải chúng ta có thể ngăn cản, yêu tộc bị trấn áp mấy ngàn năm, cũng không có khả năng vĩnh viễn bị trấn áp như vây, có lẽ hôm nay chính là ngày thời đại lựa chọn. Huyền Hoa lần nữa sửng sốt, hồ nghi nói. Như thế nào bi quan như vậy? Chuyện này không giống ngươi đâu, lực lượng thời đại thì thế nào? Cổ Phi Dương mà ta biết là người thay đổi thời đại. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Đáng tiếc, ta là Lý Vân Tiêu. Huyền Hoa cau mày nói. Ngươi đang giở trò quỷ gì thế? Thực trơ mắt nhìn bọn chúng phá phong ấn. Lý Vân Tiêu nói. Trước ngươi cũng nói, không trơ mắt nhìn qua. Chẳng lẽ biến thành thi thể nhìn qua? Huyền Hoa chỉ vào hắn nói. Không đúng, trong lòng ngươi nhất định có suy nghĩ khác đúng không? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Hắn liên tục hỏi tới. Lý Vân Tiêu đẩy tay của hắn ra, cảnh giác lui vài bước, nói. Ta không hứng thú với nam nhân, cách xa ta ra một chút. Thời điểm bọn họ đang lải nhải, ngọc ấn trên không trung thả ra hào quang màu xanh, hào quang này trấn áp xuống dưới núi. Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần nhìn qua bên này. Ầm ầm, hào quang sáng ngời nghiền nghiền nát tất cả, dư âm khuếch tán ra các nơi, ngũ hà sơn nổ vang như lôi đình, đất rung núi chuyển. Cả không gian sơn thể bắt đầu nghiền nát, lực lượng mạnh mẽ bao phủ các nơi. Vô số ánh sáng màu đỏ bay ra khỏi ngũ hà sơn, trùng kích nội tâm mỗi người. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cuồng hỉ, loại cảm giác này chính là đại địa vận luật. Chính là thổ hệ bổn nguyên biến dị nguyên tố mà hắn ước mơ tha thiết. Mẹ kiếp, chơi lớn rồi, phong ấn thật sự bị phá. Huyền Hoa kinh kêu một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua ngũ hà sơn, mây lửa đỏ rực bao phủ các nơi. Vô số phù văn và các loại khí tức bao phủ các nơi, mặt đất chấn động dữ dội, mỗi người đứng trước lực lượng này đều cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Đám người Bách Chiến Thắng cũng kinh hãi né ra, trực tiếp bay tới sau lưng đám người Lý Vân Tiêu. Hiện tại cũng chỉ có nơi này hoi an toàn một chút. Hai mắt Lý Vân Tiêu đỏ rực, Nguyệt Đồng quan sát tất cả, sắc mặt của hắn không có nửa phần mừng rỡ, hắn nhíu mày thật sâu. Ngũ Hà Sơn thật sự bị phá mất cái gì đó, nhưng mà kết giới lực hoàn toàn không tổn hao gì, cũng không có nghiền nát mảy may. Ngà cũng phát hiện dị thường, lúc này nhíu mày trầm tư. Hoang nói, ngà tiên sinh, như thế nào rồi? Giọng nói của hắn run rẩy còn mang theo kích động. Ngà lắc đầu nói. Phong ấn ngũ hà sơn có hai tầng, vừa rồi chỉ phá vỡ tầng ngoài. Tầng ngoài. Tâm tình kích động của Hoang lúc này trở thành lạnh giá, nói. Ngọc ấn cũng rung chuyển nát bấy, tầng phong ấn phía trong làm sao bây giờ? Ngà lắc đầu nói. Không biết, phải đi xem mới được. Hoang gật đầu nói. Ngà tiên sinh không cần phải gấp gáp, chậm rãi phá giải là được. Nơi đây có bổn hoàng thủ hộ, đám tôm tép nhãi nhép kia không dám tác quái. Đột nhiên Huyền Hoa vỗ vai Lý Vân Tiêu, cười to nói. Ha ha, thực sự có ngươi, ngươi nhất định là biết rõ còn có tầng bên trong, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, đúng hay không? Lý Vân Tiêu im lặng, đẩy tay hắn ra, nói. Phiền quá, đừng quấy rầy ta quan sát phòng ấn một. Hắn giờ phút này kinh hãi không thôi. Hiện tại ngũ hà sơn sinh ra cảm giác đại địa vận luật thuần túy, giống như đúc tình huống ngả đã ói, nếu là như thế này, muốn phá vỡ phong ấn rất khó khăn.
Từ ở xa xa nhìn qua, mỉm cười nói. Xem ra thời đại lựa chọn thương đại nhân đấy. Hoang nổi giận nói. Phản đồ, câm miệng. Hắn cũng cảm nhận được Ngũ Hà Sơn có đại địa vận luật nặng nề, nói. Nếu Ngả tiên sinh trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp, không bằng để bổn hoàng dùng lực phá hủy. Dùng lực phá không nói, nhưng ta sợ phong ấn vừa mở ra, trực tiếp phá hủy huyền khí, liên lụy tộc nhân bên trong tan thành mây khói. Ngả lo lắng nói ra. Hoang hừ lạnh nói. Nếu bọn họ không thể sống sót, như vậy chỉ có thể trách thực lực của bọn họ không đủ. Ngả cao mày nói. Nên chờ một chút đi, để ta thử xem. Hoang đã không còn kiên nhẫn, hắn vẫn tôn trọng ý kiến của Ngả, nói. Tốt, hy vọng Ngả tiên sinh có thể thành công. Ngả tiến lên phía trước vài bước, hắn quan sát khí tức đại địa, bắt đầu tỏa thần thức ra cảm thụ chúng. Trong thiên địa đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi. Lúc này trên bầu trời có kim quang hiện ra, nó rơi xuống như mưa bụi, càng lúc càng lớn, lúc này phát hiện là lá cây, nó đang chập chờn trong gió. Mọi người ở đây đều là cường giả, kim quang vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co rút lại, hắn bắt đầu giật mình. Lá cây màu vàng này hắn không xa lạ gì, hắn gặp ở hải ngoại chưa lâu, chính là huyền khí phi hành của Thiên Diệp đảo Phù Diêu Cung. Lá cây rơi xuống khoảng cách nhất định thì dừng lại. Hoang lạnh nhạt nói, lại là kẻ không có mắt nhà ai muốn chết. Màu vàng lá cây nội truyền đến êm tai nữ tử âm thanh, nói. Không thể ngờ lần này xảy ra chuyện lớn như thế. Huyền Hoa cũng nhận ra lai lịch của chiếc lá này, cả kinh nói. Phù Diêu Thánh Cung. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Giọng nói này có lẽ chính là cung chủ Phù Diêu Thánh Cung Vi Thi Thi. Huyền Hoa thấp giọng hỏi. Sư tỷ của Tuyết Thần Hy. Lý Vân Tiêu cũng gật gật đầu. Huyền Hoa hừ nhẹ một tiếng. Nói nhỏ nói, hơn phân nửa không phải người tốt lành gì, theo cách nhìn của ta, Tuyết Thần Hy chết hơn phân nửa có liên quan tới nàng ta. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, vội hỏi, ngươi có chứng cớ? Huyền Hoa lắc đầu nói, không có chứng cớ, nhưng căn cứ người được lợi cuối cùng, ai được lợi lớn nhất thì kẻ đó là hung thủ. Tuyết Thần Hy vừa chết, nàng biến thành cung chủ Phù Diêu Thánh Cung, hung thủ hơn phân nửa chính là nàng. Lý Vân Tiêu im lặng nói, phải có chứng cớ xác thực, thu hồi suy nghĩ não phẳng của ngươi đi, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao Vi Thi Thi xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có hắn cảm thấy kỳ quái, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trên phiến lá màu vàng có một thân ảnh xuất hiện, từ từ biến lớn, sau đó ngưng tụ thành bộ dáng thiếu nữ tuyệt sắc, chính là Vi Thi Thi, nàng chậm rãi bay thấp, ánh mắt nhìn qua toàn trường, trông thấy Lý Vân Tiêu thì kinh ngạc không nhỏ. Lý Vân Tiêu chào hỏi, nói. Nhiều ngày không gặp, Thi Thi cung chủ từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Vi Thi Thi cũng gật đầu nói. Không thể ngờ có thể gặp được Phá Quân và Ngân Nguyệt hai vị phong hào võ đế, đúng là làm ta giật mình. Cái gì? Ngả vốn đang cẩn thận quan sát phong ấn, nghe vậy đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, lập tứ tập trung Lý Vân Tiêu, ngạc nhiên nói. Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, ôm quyền nói. Ngả tiên sinh, nhiều năm không gặp, phong thái càng hơn lúc trước. Nếu lại có thần quyết lần nữa, ta tất nhiên cam bái hạ phong, sợ rằng thiên hạ hôm nay không ai có thể là đối thủ của tiên sinh rồi. Hắn nói phi thường thành khẩn, kỳ thật năm đó ngả đã là thiên hạ đệ nhất, người duy nhất có khả năng đánh bại hắn cũng chỉ có Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử, nhưng hai người bận tâm thanh danh, không dám hạ tràng, sau đó Cổ Phi Dương đùa nghịch lừa dối thắng hiểm. Ngả sững sờ tốt sau một lúc. Mới nói, đoạt xá tiên thiên thai, Phi Dương đại nhân đúng là thiên phú dị bẩm, chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám làm. Người trong thiên hạ còn cho rằng ngươi chết tại Thiên Đãng Sơn Mạch đấy, năm đó nghe thấy việc này, ta còn thương tâm một hồi. Lý Vân Tiêu nói, tình huống trong đó hết sức phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói, ngả tiên sinh nên làm việc của ngươi đi. Những lời này làm cho tất cả mọi người sững sờ, khó hiểu nhìn qua hắn. Ngả cũng sững sờ lần nữa, gật gật đầu, nói. Chờ ta phá vỡ phong ấn xong, tất nhiên sẽ xác minh với Phá Quân các hạ. Này này, Lý Vân Tiêu, ngươi không có tính sai chứ, bảo hắn tiếp tục. Có lẽ nên gọi hắn tới uống chén trà mới đúng chứ. Huyền Hoa chóng mặt. Lý Vân Tiêu nói.
thời điểm này hắn sẽ uống trà với ta sao? Còn không bằng chờ hắn làm xong lại uống. Làm xong? Huyền Hoa giật mình nói. Ngươi sẽ không thật để bọn chúng phá vỡ phong ấn đấy chứ? Lý Vân Tiêu nói. Chuyện này nói sau. Hắn nhìn Vi Thi Thi nói. Không biết vì sao Thi Thi cung chủ xuất hiện ở chỗ này. Vi Thi Thi cảm thán một tiếng, nói. Ta nhận ủy thác của người, tiễn đưa một vật tới đây. Nhưng không thể tưởng ngờ tình huống lại như vậy, bây giờ ta biết đó là vật gì rồi. Tất cả mọi người khó hiểu. Vi Thi Thi quay người nhìn qua Hoang, nói. Ngươi là yêu Hoàng đúng không? Hoàng vẫn lạnh lùng nhìn qua, giờ phút này mới lên tiếng, nói. Có dám cứ phóng. Vi Thi Thi đỏ mặt lên, sắc mặt giận dữ, phất tay áo nói. Nếu không phải được người ta nhờ vả, bổn cung hiện tại đã rời đi. Trong tay nàng bắn ra một đạo kim quang về phía Hoang. Hoang tiện tay bắt lấy, chính là một khối ngọc giản, hắn nhướng mày, thần thức đảo qua, trên mặt của hắn đầy ngạc nhiên, nói. Là ai bảo ngươi giao nó cho bổn hoàng? Vi Thi Thi lạnh lùng nói. Bổn cung không có nghĩa vụ giải thích nghi hoặc cho ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng lúc này bay lên trên chiếc lá màu vàng nhanh chóng sinh ra hào quang, muốn phá không mà đi. Thần sắc Hoang Thần hơi động một chút, vốn định ra tay ngăn cản, nhưng vừa nghĩ tới vẫn nhịn xuống, cầm ngọc giản trong tay đưa cho ngả, nói. Tiên sinh thỉnh xem. Thần sắc ngả quét qua. Giật mình nói. Phương pháp phá phong ấn. Hoang nói. Cũng không biết thiệt giả, tiên sinh có thể tham khảo. Mọi người đều chấn động, Huyền Hoa càng tức giận. Vi Thi Thi, người có ý gì? Hắn lúc này kéo cung, khí thế lăng lệ tập trung vào lá vàng, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Lực lượng phá không của chiếc lá vàng bị mũi tên phá tan, thật lâu không thể rời khỏi. Lý Vân Tiêu cũng giật mình. Không rõ tại sao Vi Thi Thi có phương pháp phá phong ấn, thứ này phải ở thánh vực mới đúng. Mà Thiên Diệp đảo ẩn độn hải ngoại, vì sao có quan hệ tới thánh vực? Vi Thi Thi nói, Ngân Nguyệt Võ Đế bất giận, ta chỉ được người ta nhờ vả thôi. Huyền Hoa cười lạnh nói, hừ, một câu được người nhờ vả có thể giải thích sao? Là ai nhờ vải, nói mau. Vi Thi Thi nói, thứ cho ta khó tòng mệnh. Huyền Hoa lạnh giọng nói, vậy không có cách, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Hai người đối chọi gay gắt, tình thế hết sức căng thẳng. Lũ yêu cũng nghị luận, nhưng đều xem cuộc vui, Hoang cũng khoanh tay trước ngực, hắn cười lạnh. Lý Vân Tiêu đem Huyền Hoa ngăn lại, nói. Đừng xúc động. Huyền Hoa tức giận, nói. Ta không có xúc động, ta chỉ muốn biết là người phương nào lớn mật như vậy, dám làm chuyên thiên hạ công phẫn. Lý Vân Tiêu thở dài. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết, vốn thực lực của ngươi không bằng nàng. Cần gì phải ra tay lãng phí tinh lực bản thân chứ, đây là người thánh vực giật dây, còn có một người có thể hỏi. Huyền Hoa nói. Ai? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua Phi Thành cách đó không xa. Phi Thành kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt Lý Vân Tiêu có lực lượng như đọc tâm thần của hắn lui ra phía sau. À, ngươi và nữ nhân kia là một đám. Huyền Hoa cũng nhìn qua, lạnh lùng nói. Trần Vũ cau mày nói. Khó trách thánh vực vẫn không có động tĩnh, nếu là như thế thì chuyện này to lắm. Đột nhiên Phi Thành quát to một tiếng, nói. Thi Thi đại nhân cứu ta. Bành một tiếng hắn liền biến mất tại chỗ, thi triển độn thuật nhanh chóng bay về phía Vi Thi Thi. Phải biết rằng trước mặt chính là hai phong hào võ đế, hơi chút chậm một bước có khả năng vẫn lạc. Lý Vân Tiêu cùng Huyền Hoa cũng không ra tay. Tùy ý hắn trốn tới chỗ lá vàng, thở phào một hơi. Phi Thành nhìn qua thần sắc nghi hoặc của Vi Thi Thi, vội vàng nói. Ta cũng là thủ hạ dưới trướng của đại nhân, phái tới đây đa phong thư cho cung chủ. À, Vi Thi Thi có chút không tin, nói. Ngươi hãy nói xem, vị đại nhân kia là ai? Phi Thành vội vàng móc ra một phong thư, hắn mở ra và hào quang sáng ngời lóe lên rồi biến mất, tất cả mọi người nhíu mày. Mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng không thể thấy rõ trong đó viết gì. Vi Thi Thi trầm ngâm một chút, mới nói. Thì ra là hắn. Ách, có ý tứ gì? Phi Thành sững sờ một chút, hồ đồ nói. Chẳng lẽ cung chủ không phải là đại nhân kia mời tới sao? Vi Thi Thi nói. Có lẽ, nếu là hắn, ta sẽ giúp hắn một lần, giữ vững bí mật này. Phi Thành nói. Cung chủ có ý gì?
Phi Thi Thi tiến lên một bước, đi tới trước mặt Phi Thành, Phi Thành cảm thấy mùi hương xông vào mũi, lập tức cảm thấy ngực đau đớn kịch liệt, kêu thảm một tiếng, nói. Ngươi! Chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp đâm thủng lồng ngực của hắn, kiếm kia bên trên có ba rãnh máu tinh mỹ, máu tươi phun ra như cột nước. Phi Thi Thi nói. Ở đây có quá nhiều cường giả, dùng thực lực của ngươi là thủ không được bí mật, ta chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất mà thôi. Hai mắt Phi Thành bắt đầu trở nên ngây dại, muốn toàn lực hô cái gì đó, nhưng mà cổ họng không nghe sai sử, sau đó khó chịu mất đi ý thức. Huyền Hoa lạnh lùng nói. Giết người diệt khẩu, còn có thể cho ngươi đi được sao? Trần Vũ, đồng loạt ra tay ngăn chặn nàng lại. Hai người lập tức tập trung thần thức vào Vi Thi Thi, Trần Vũ xuất hiện trước chiếc lá vàng, trên người sinh ra ma khí cuồn cuộn nhìn chằm chằm vào Vi Thi Thi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, muốn khuyên giải, nhưng thấy thần sắc lạnh lùng và tức giận của hai người, dường như biết hắn có nói cũng vô dụng. Vi Thi Thi nói, hai vị đúng là có bản lĩnh. Muốn ngăn cản vạn yêu xuất thế thì chém giết yêu hoàng là được, cần gì phải khó xử người con gái như ta. Huyền Hoa cười lạnh nói. Ngươi không cần khích tướng, ta thừa nhận chính mình kinh sợ thì sao chứ? Không thể giết yêu hoàng, đành phải bắt ngươi hả giận. Trong lòng của hắn thật sự có oán khí, dù sao phá vỡ phong ấn Ngũ Hà Sơn đang mang trọng đại, chính mình bộ dáng không thèm quan tâm là không có biện pháp, đánh không lại đối phương có thể làm sao chứ? Nhưng Vi Thi Thi lại trực tiếp dâng phương pháp phá phong ấn làm hắn vô cùng tức giận. Lấy Toái Tinh cung ra, kéo cong nó liền bắn mũi tên màu bạc ra ngoài. Mũi tên phá không bay đi, Huyền Hoa cũng biến mất tại chỗ đuổi kịp tốc độ mũi tên, chân của hắn điểm lên trên mũi lao thẳng vào lá cây. Cùng lúc đó, Trần Vũ đánh ra một đạo quyền ấn. Lực lượng khủng bố làm Vi Thi Thi trầm ngâm, lúc này nhảy ra phía sau tránh né. Nàng thật sự không muốn chống lại hai người này, tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn tìm biện pháp thoát thân. Giờ phút này mũi tên màu bạc bắn trúng chiếc lá màu vàng, oanh một tiếng nổ ra vô số hào quang màu vàng sáng ngời. Trong hào quang này, thân ảnh Huyền Hoa lóe lên, hắn chém một đao thẳng vào Vi Thi Thi. Tất cả mọi người nhìn ba người đánh nhau, tâm tư mọi người cũng khác biệt. Lúc này trên bầu trời có vô số phù văn bay múa, chỉ thấy ngả hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó lăng không mở ra, phù văn đầy trời xuất hiện ấn phù màu vàng, nó hoàn toàn tương hợp với hình thái chìa khóa lúc trước. Ánh mắt của tất cả mọi người bị hấp dẫn nhìn qua, ngay cả Huyền Hoa ba người cũng dừng chiến đấu, tách ra xa mấy trăm trượng nhìn ngọc ấn hư ảo kia. Trên mặt ngả mang theo thần thái kích động, nói. Phương pháp phá phong ấn hoàn toàn chính xác. Tiếng nói vừa dứt, hắn thi triển ấn quyết liên tục. Ngọc ấn to như núi bay quanh không trung. Đánh vào Ngũ Hà Sơn. Hoang quát. Tất cả mọi người lui về phía sau. Ngọc Ấn tỏa ra xu thế hùng vĩ. Hắn sợ dư âm ảnh hưởng còn lại quá mạnh mẽ sẽ lan tới người của mình. Ra lệnh một tiếng sau đó xuất hiện bên cạnh ngả, bảo hộ hắn chu toàn. Đội ngũ chim bay cá nhảy của yêu tộc nhanh chóng lui ra sau. Ầm ầm. Ngọc Ấn đánh lên ngọn núi, chỉ thấy hào quang hóa thành 9 tầng ánh sáng bắn lên cao, nhưng chúng sau đó nghiền nát tầng tầng. Cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng trắng chói mắt. Cả ngọn núi sau đó mất đi màu sắc, tất cả trở nên yên tĩnh lại. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào ngọn núi, cảm thụ thời khắc mang tính lịch sử này. Thời gian trôi qua từng chút, trong sơn mạch hoàn toàn không có chút âm thanh nào vang lên, mọi người có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Đột nhiên Hoang nói, xảy ra chuyện gì, một chút yêu khí cũng không có, thậm chí một gã yêu tộc cũng không có. Ngả cũng không hiểu được gì, đứng trên mây nói. Phong ấn đúng là không còn nữa, vì sao không có yêu khí? Mặc dù là trước khi phá phong ấn vẫn có một ít yêu khí tỏa ra, giờ phút này hoàn toàn không có gì cả. Ha ha, ta hiểu rồi. Nhất định lừa vừa rồi trùng kích quá lớn, khi phong ấn Ngũ Hà Sơn vỡ nát thì đám yêu tộc bên tròn cũng chết theo. Huyền Hoa cười ha hả, nói. Chuyện này nhất định là năm đó Cố Thanh Thanh lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ sợ ngày sau phong ấn không được, cho nên 9 tầng phong ấn chính là sát chiêu sau cùng. Sắc mặt lũ yêu khó nhìn, tình cảnh trước mắt dường như có khả năng này. Ngả lắc đầu nói. Vừa rồi năng lượng chấn động khi phá phong ấn không mạnh, tuyệt đối không phải loại khả năng này. Nhưng vì sao không có khí tức yêu tộc, ta cũng đang buồn bực, xem ra còn phải vào núi tìm hiểu xem sao. Hoang có chút băn khoăn, thấp giọng nói.
cần phải đi vào sao? Ngả nói, Ngô Hoàng bệ hạ không cần lo lắng. Năm đó mặc dù Cố Thanh Thanh mạnh hơn nữa, thủ đoạn chỉ là đăng phong tạo cực, đã nhiều năm như vậy, mặc dù ta không phá bỏ phong ấn, dùng lực lượng của thương yêu đã sớm chạy ra ngoài rồi, trong ngọn núi mặc dù có bẫy dập, chắc chắn nó không làm khó được ta. Hoàng trầm giọng nói, tốt, bổn hoàng sẽ tìm kiếm Ngũ Hà Sơn, nhìn xem còn có trò gì. Lũ yêu tề tụ đến, chiến xa lao đi thật nhanh, yêu hoàng cùng ngả trở lại trên chiến xa, bắt đầu đi tới Ngũ Hà Sơn. Đám người Huyền Hoa và Từ không biết làm thế nào cho phải. Lý Vân Tiêu thì quan tâm tình huống Lạc Vân Thường và Khúc Hồng Nhan như thế nào, ôm quyền nói. Ta còn có việc, rời đi một hồi. Hắn lóe lên rời đi. Vi Thi Thi càng vô tâm ham chiến, bóng dáng xinh đẹp lóe lên, cũng bay đi xa xa. Đi, đã đến nơi này còn muốn đi sao, tất cả mọi người dừng lại cho bổn tọa. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng quát to vang lên. Một đạo ánh sáng mạnh bao phủ bầu trời, lực lượng mênh mông bao phủ cả sơn mạch. Nội tâm của mọi người chấn động, cảm nhận được dường như có kết giới ngăn cản bao phủ mọi người vào bên trong. Ở phía xa có ánh sáng xanh lóe lên, Lý Vân Tiêu cùng Vi Thi Thi vừa bay đi cũng bị ngăn cản, có thứ gì đó ngăn cản không gian nơi này vào trong. Ngay cả chiến xa yêu tộc cũng đột nhiên dừng lại, phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh ngăn cản bọn họ. Thánh vực. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm rùng mình, lập tức đoán được thân phận người tới. Trong đám mây đầy trời cũng có chiến xa hiện ra, võ giả trên chiến xa kia mặc kim giáp, cầm chiến trương trong tay. Những chiến xa này có vô số khói đen hội tụ mà thành chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh, mặc trường bào màu đen, hai tay thả lỏng sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, chính là một trong các chấp chính tư, Hắc Phú Hộ. Sắc mặt yêu hoàng biến hóa, nhìn chằm chằm vào đám người ngăn cản trước mặt. Lạnh giọng nói. Không muốn chết cút ngay. Những người ngăn cản cảm nhận được yêu khí cường đại, sắc mặt biến hóa, vô cùng cảnh giác. Bổn tọa đã không muốn chết, lại không muốn cút, vậy phải làm thế nào bây giờ? Một bóng dáng màu xanh hiện ra trước mặt yêu hoàng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm, đúng là một trong các chấp chính tư, Vi Thanh. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, cũng không úy kỵ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào yêu hoàng, khí thế yếu kém. Cả sơn mạch phủ thiên nhạc cũng bị áp lực làm yên tĩnh lại. Đột nhiên Huyền Hoa ngạc nhiên nói. Đám người thánh vực các ngươi không phải cùng một đám với yêu tộc sao? Hắc Phú Hộ lạnh lùng nói. Ngân Nguyệt Võ Đế nói đùa gì thế? Có hai vị hóa thần hải đại nhân ở đây, phong ấn Ngũ Hà Sơn lại bị phá, thực sự làm người ta thất vọng đau lòng. Huyền Hoa giận dữ, quát. Hắc Phú Hộ, ngươi trợn tròn mắt nói dối thật hay đấy. Nếu không phải đám người thánh vực các ngươi ngăn cản, phong ấn này căn bản không gì phá nổi, ngươi lại vừa ăn cướp vừa la làng. Hắc Phú Hộ nhíu mày, nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Hoa mỉa mai nói. Ha ha, giả bộ nha. Khó trách các ngươi chọn đi ra vào lúc này, phong ấn đã phá, tất cả đều muộn. Ta cũng rất muốn biết các ngươi có mục đích gì, lại muốn phóng thích vạn yêu rời núi. Bộ mặt Hắc Phú Hộ âm trầm, quát. Đừng vội nói bậy. Bổn tọa không rõ ngươi đang nói cái gì. Huyền Hoa cười lạnh nói. Ha ha, không rõ. Trông thấy Thiên Diệp Phù Diêu cung Vi Thi Thi, còn giả vờ không rõ sao. Hắc Phú Hộ ngẩng đầu lên, nhìn qua Vi Thi Thi, nói. Ta cũng rất muốn biết, vì sao thế gia lánh đời, cung chủ Phù Diêu Thánh Cung lại ở đây. Vi Thi Thi nói. Ta được người ta nhờ và đến đây làm việc, chuyện đã xong. Hắc Phú Hộ đại nhân mở lối ra kết giới cho ta rời đi. Hắc Phú Hộ nói. Ân, không biết cung chủ đại nhân tới đây xử lý chuyện gì. Cái này. Vi Thi Thi trầm ngâm một chút, nói. Chuyện của bổn tọa dường như không cần nói với đại nhân. Hắc Phú Hộ nói. Vốn là không nên, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, mong rằng cung chủ phối hợp một hai. Phối hợp, nàng không phải rất phối hợp với các ngươi sao? Đưa phương pháp phá phòng ấn tới. Huyền Hoa cười lạnh, căn bản không tin lời ma quỷ của Hắc Phú Hộ, kiên định đám người này đang diễn trò. Cái gì? Tất cả mọi người thánh vực biến sắc, tất cả kinh sợ không thôi. Hắc Phú Hộ lạnh giọng nói. Việc này là thật. Vi Thi Thi nói. Ta thật là đưa tới một vật, về phần là vật gì thì không biết. Nàng lại nói. Nhưng thật sự là phương pháp phá phòng ấn. Sắc mặt Hắc Phú Hộ tái nhợt lợi hại, tức giận.
phương pháp này ngươi có được từ đâu? Vi Thi Thi thở dài, biết rõ chính mình gặp phiền toái lớn, nhưng vẫn lắc đầu nói. Thứ cho khó lộ ra. Vi Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Nói nhảm với nàng làm cái gì chứ? Trước gạt ở một bên, đợi lát nữa lại thu thập nàng, cho dù nàng hôm nay chạy đi, ngày sau chúng ta trực tiếp đi Thiên Diệp đảo đòi người là được. Rốt cuộc Vi Thi Thi biến sắc, cắn môi, biết rõ chính mình bị cuốn vào phong ba lớn, nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh. Ánh mắt Vi Thanh lúc này nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Ở nơi nào cũng nhìn thấy ngươi, đừng nói với ta là ngươi tới đây thủ hộ phong ấn. Lý Vân Tiêu nói. Ban đầu là thế, nhưng bất đắc dĩ lực lượng của ta có hạn. Hiện tại phong ấn đã phá, chư vị muốn như thế nào? Chém giết yêu tộc sao? Hoàng nghe vậy giận quá thành cười, nói. Ha ha, đều chém giết. Đám nhân loại các ngươi thật sự không biết trời cao đất dày. Cái gì gọi là tự cao tự đại? Sắc mặt Hắc Phú Hộ ngưng trọng, nhìn qua Ngũ Hà Sơn, nói. Mặc dù phong ấn núi này đã mở, nhưng không có một chút khí tức, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp phong ấn trở về. Phong ấn trở về. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Hẳn là Thiên Chiếu Tử Đại Nhân sắp tới đây. Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, mặc dù là yêu tộc cũng biến sắc. Danh tiếng Thiên Chiếu Tử vang vọng hoàn vũ. Không chỉ là một trong tam lão áp trên cả thánh vực chấp chính tư, còn là một trong hai thuật luyện đại sư đỉnh phong của nhân loại. Nếu do hắn đến chủ trì, lại gia tăng phong ấn Ngũ Hà Sơn thì chưa chắc không làm được. Hắc Phú Hộ thẳng thắn, nói. Viên Cao Hàn đại sư đã mở thông đạo thần đô, mời Thiên Chiếu Tử đại nhân đi, kết quả còn không biết. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, khó trách Viên Cao Hàn đã lâu không tin tức, còn tưởng rằng hắn gặp chuyện không may. Thì ra là đi thần đô, nhân tiện nói. Nếu là thánh vực tam lão, năm vị chấp chính từ đều tề tụ, ta đề nghị cũng phong ấn đám yêu tộc trước mặt luôn, như vậy yêu tộc trong mấy ngàn năm sẽ không có thành tựu gì. Lũ yêu đều giận dữ, ngay cả Từ và Lê cũng giận dữ, trực tiếp xem Lý Vân Tiêu thành tử địch. Hoàng tức giận, muốn phong ấn chúng ta, người điên nói mộng, bổn hoàng hiện tại muốn vào Ngũ Hà Sơn, ngăn cản phải chết.